Chương 836 cực kém thái độ. Trước mặt phục vụ nhân viên thái độ, hoàn toàn toàn ra ngoài Lâm Thanh Hạm dự kiến, ngay cả Trương Huyền cũng không nghĩ tới, Lâm Thị Kỳ hạ công nhân, thế nhưng là như vậy đối đãi khách hàng. Vừa mới cái kia người trẻ tuổi, vừa thấy chính là nghiệp vụ viên linh tinh cương vị, hai người nếu từ trên mạng đính phiếu, nghiệp vụ viên liền lấy không được cái gì trích phần trăm, nhưng cho dù không có nói thành, mặc kệ cái nào ngành dịch vụ, đều không nên như vậy đối khách hàng nhăn mặt mới đúng. Này hiển nhiên có vi Lâm Thanh Hạm định ra khách hàng thể nghiệm vì thượng ước nguyện ban đầu. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm lại dò hỏi mấy cái nghiệp vụ viên, ở vài người lạnh lẽo thái độ hạ, miễn cưỡng tìm được rồi trên mạng mua phiếu đăng ký tin tức địa phương. Lão bà, xem cái này tình huống, hẳn là không phải một hai người xuất hiện vấn đề, mà là quản lý tầng xuất hiện trạng huống A. Trương Huyền nhìn mấy cái nghiệp vụ viên đều một bộ lười biếng bộ dáng. Lâm Thanh Hạm một đường đều cau mày. Tận lực bình phục tâm tình của mình, khống chế chính mình không trực tiếp bộc phát ra tới, nàng hôm nay phải làm sự, chính là thông qua cái này du lịch công ty, tìm hiểu nguồn gốc đem không làm cao quản toàn bộ bắt được tới. Ở Lâm Thanh Hạm nhìn đến những cái đó khiếu nại tin chung, có 30%, tất cả đều là khiếu nại cái này du lịch công ty, trong đó một chút sự tình, Lâm Thanh Hạm nhìn đến, đều có chút không thể tin được. Hai người ở võng mua phiếu phục vụ đài tiến hành rồi đơn giản đăng ký. Vốn dĩ Lâm Thanh Hạm cho rằng chính mình hai người vô dụng bản nhân thân phận chứng, sẽ có một ít phiền toái, kết quả lại là cái gì cũng chưa ảnh hưởng, thực thuận lợi liền đăng ký hoàn thành. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác, cho hai người một cái tay bài, phân biệt viết 32 cùng 33 con số, làm hai người mang ở trên cổ tay, đi mặt bên đợi xe thính chờ xe buýt. Loại này tỉnh nội quanh thân du lịch công ty sẽ an bài xe buýt, mang theo đại gia du ngoạn quanh thân phong cảnh phương tiện. Đương Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi vào đợi xe thính khi, trước mắt một màn, thiếu chút nữa làm Lâm Thanh Hạm không ngăn chặn trong lòng lửa giận. Toàn bộ đợi xe thính kiến trúc diện tích, đại khái ở 300 bình phương, lúc trước trang hoàng quy hoạch thời điểm, vẫn là Lâm Thanh Hạm tự mình tuyển bản vẽ, vì làm khách hàng có hưởng thụ tốt nhất, này đợi xe thính cấp bậc, là dựa theo phi cơ khoang hạng nhất chở cơ thính tới trang hoàng, nơi này sẽ có một ít miễn phí đồ uống, nước trà, cùng với một ít tự giúp mình điểm tâm. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Hạm, không có nhìn đến bất luận cái gì tự giúp mình điểm tâm cùng đồ uống, kia vốn dĩ nên bày biện điểm tâm địa phương, giờ phút này lạc đầy hôi, hiển nhiên nơi này thật lâu cũng chưa bãi quá đồ vật, bao gồm làm người nghỉ ngơi địa phương, cũng đều một mảnh hỗn độn, có chút đệm thượng che kín dầu mỡ, cũng đều không ai rửa sạch. Nguyên bản nơi này nên là một chỗ làm người hảo hảo nghỉ ngơi địa phương, lúc này lại trở nên một mảnh hỗn độn, thậm chí đều có điểm khó có thể hạ ngồi cảm giác. Trương Huyền nhìn thấy một người phục vụ nhân viên đã đi tới, phất phất tay, lớn tiếng nói, người hảo, phiền toái giúp chúng ta thay cho đệm, này mặt trên tất cả đều là du. Không đệm, các ngươi chạm sẽ đi, ngựa xe lên đây. Tên kia phục vụ nhân viên vẻ mặt không kiên nhẫn nói một tiếng. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh nói, kia có thể cho chúng ta đảo chén nước sao? Hành, chờ một chút, nhân viên công tác lên tiếng, thực mau. Bưng hai chén nước lại đây, phóng tới Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm trước mặt trên bàn, hai chén nước 10 khối. Này còn thu phí, Lâm Thanh Hạm đôi mắt trừng lớn, nàng đảo không phải thiếu chút tiền ấy, chỉ là nơi này đồ uống, không nên thu phí mới đúng. Vô nghĩa, người đi đâu uống đồ vật không cần tiền. Nhân viên công tác vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Thanh Hạm, theo sau từ chính mình trong túi móc ra một chương tư nhân mã QR, phóng tới trước người, quét mã trả tiền đi. Ngươi, Lâm Thanh Hạm hô một tiếng, đang muốn nói cái gì, bị Trương Huyền giữ chặt. Hảo lão bà, không có việc gì. Trương Huyền vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm phía sau lưng, lấy ra di động, đem khoản thanh toán. Chờ Trương Huyền trả tiền sau, tên này nhân viên công tác mới khoan thai rời đi. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, mở miệng nói, công ty mỗi tháng tài vụ báo biểu ta đều sẽ cẩn thận đi phân tích, mỗi một bút phí tổn, ta nhớ rõ cũng đều phi thường rõ ràng, cái này du lịch công ty. Mỗi tháng quang điểm tâm tự giúp mình cùng đồ uống trợ cấp phí dụng, đại khái ở 4 vạn đến 6 vạn chi gian, điểm tâm sư tiền lương báo cáo, mỗi người là 6.000 khối, tổng cộng 10 người thay ca, này thật là không xem không biết ha. Mỗi tháng 10 vạn khối hư cấu tài vụ, ăn uống thật đúng là không nhỏ. Lão bà, mỗi một cái công ty, kinh doanh lâu rồi đều sẽ phát sinh như vậy vấn đề, kịp thời xử lý liền hảo. Trương Huyền tận lực an ủi nói. Ta biết, Lâm Thanh Hạm gật đầu. Hiện tại phía dưới biến thành như vậy, cùng ta cũng có nhất định quan hệ, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta quá lơi lỏng,
vẫn luôn cũng đều không chính mình ra tới nhìn xem. Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền hai người đứng ở phòng đợi, thời gian một phút một giây quá khứ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch hành trình, hẳn là ở giữa trưa 1:30 thời điểm, xe tuyến liền sẽ lại đây, nhưng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, ước chừng chờ tới rồi 2:30, mới thấy có xe tuyến xử tới, xe buýt trên thân xe, ấn tắc Giang du lịch công ty chữ. Xe tuyến môn mở ra, một người hơn 30 tuổi, hướng dẫn du lịch bộ dáng nữ tính đứng ở cửa, không ngừng hướng phòng đợi nội hai người thúc giục nói, mau mau mau, mau lên xe. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm vừa thấy, này xe tuyến thượng, lúc này thế nhưng đã ngồi đầy người. Mau lên xe, đừng nét mực. Ở Lâm Thanh Hạm ngây người công phu, hướng dẫn du lịch lại thúc giục một chút. Chờ Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền lên xe, chỉ có hai cái chỗ ngồi còn không. Hai người mới vừa ngồi xuống, liền đai an toàn cũng chưa tới kịp hệ, chiếc xe liền vội vội thúc đẩy. Đường xe khai sau, hướng dẫn du lịch mang tai nghe, bắt đầu giống trên xe người giới thiệu hai ngày này du ngoạn lộ tuyến cùng với những việc cần chú ý, tính thượng là thực chính thống. Kỳ quái, ta mới vừa thượng công ty hậu trường cơ sở dữ liệu, nhìn tắc Giang hôm nay đơn đặt hàng, chỉ có hai ta, như thế nào sẽ có một xe người. Lâm Thanh Hạm nhìn chung quanh thùng xe, trong mắt toàn là khó hiểu. Bọn họ hẳn là thuộc về một cái khác du lịch công ty. Trương Huyền chỉ tả phía trước một người thủ đoạn, đối phương trên cổ tay, cũng mang theo một cái hào bài thượng viết hỉ nghệ du lịch chữ, tự thể rất nhỏ, rất khó chú ý tới. Trương Huyền nhỏ giọng nói, lão bà, hỉ nghệ du lịch là chúng ta kỳ hạ sao? Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, không phải. Hiện tại Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cưỡi này chiếc xe buýt, thuộc về tắc Giang du lịch, cũng chính là Lâm Thị kỳ hạ tư hữu tài sản. Nhưng trên xe lữ khách, trừ bỏ Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người bên ngoài, đều là khác du lịch công ty, này hiển nhiên, là có người ở bên trong phá rối. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, chụp mấy tấm ảnh chụp, theo sau nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Chiếc xe lảo đảo lắc lư, bên trong xe mở ra gió ấm, thực dễ dàng kích thích đến người buồn ngủ, một đêm không ngủ Trương Huyền, cũng dần dần nhắm mắt lại, đã ngủ. Đang lúc Trương Huyền mơ mơ màng màng khi, một trận bén nhọn thanh âm từ Trương Huyền bên tai vang lên. Lên, ta làm ngươi lên có nghe thấy không? Lên, ai cho các ngươi ngủ? Chương 837 cưỡng chế tiêu phí. Liên tục thanh âm từ Trương Huyền bên tai vang lên. Trương Huyền mở to mắt, liền thấy trên xe tên kia nữ hướng dẫn du lịch, đang đứng ở chính mình trước người, vẻ mặt tức giận nhìn chính mình. Đem đôi mắt mở, có nghe thấy không? Hướng dẫn du lịch lại lần nữa phát ra một đạo tiếng quát. Trương Huyền xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn mắt bên cạnh, Lâm Thanh Hạm cũng đúng lúc vào lúc này mở to mắt. Ta hỏi ngươi, ai làm hai ngươi ngủ? Hướng dẫn du lịch vẻ mặt phẫn nộ chất vấn nói. Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng quơ quơ đầu, đề thần, khó hiểu hỏi, này trên xe không thể ngủ sao? Không thể, hướng dẫn du lịch nói năng có khí phách trả lời, các ngươi thượng này chiếc xe, chính là đi vào ta địa phương, ở chỗ này, không cho phép các ngươi ngủ, minh bạch sao? Từ giờ trở đi, ta nói chuyện thời điểm, ai buồn ngủ, liền đem xe ngừng, chờ các ngươi lên, xe mới có thể khai. Hướng dẫn du lịch nói xong, phất tay áo đi đến xe đầu chỗ ngồi xuống, theo sau mở miệng, 5 phút sau, chúng ta liền đến cái thứ nhất cảnh điểm, Hoàng Các Miếu, ở chỗ này muốn dừng lại 1 giờ thời gian, muốn thắp hương, bái Phật, tất cả đều nắm chặt thời gian. Thực mau, xe buýt dừng lại. Hiện tại là tháng 1, Tây Hạ tỉnh cũng không phải cái gì du lịch thắng địa. Tại đây loại du lịch mùa ế hàng, người cũng không nhiều, so với những người đó sơn biển người điểm du lịch, nơi này có thể nói thượng là vết chân tiêu điều. Suốt một cái chung 3 người toàn bộ xuống xe, đi vào trong miếu. Lâm Thanh Hạm tuy rằng ở Ngân Châu sinh trưởng ở địa phương, nhưng nói thật, nàng thật đúng là không hảo hảo ra tới chơi qua, thượng một lần là Trương Huyền mang theo nàng đi hải hồ, đều là nàng cuộc đời lần đầu tiên. Xuống xe sau, Lâm Thanh Hạm bằng phẳng một chút cảm xúc. Cũng cho là ra tới giải sầu, cùng Trương Huyền đi vào trong miếu, mua mấy chú hương, thiêu một thiêu, bái nhất bái. Ở trong miếu xoay hơn nửa giờ, trong miếu hương huân, tản ra một loại vi diệu khí vị, có thể cho người không tự giác thả chậm tâm tình. Hoàng Các Miếu không lớn, nửa giờ thời gian, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm liền đem toàn bộ miếu xoay một lần, cuối cùng tới địa phương, kêu Kim Các. Cái gọi là Kim Các, chính là ở Hoàng Các trong miếu một chỗ tiệm vàng. Cũng không phải cái gì nhãn hiệu, tiệm vàng có tiêu thụ. Tiên sinh, nữ sĩ, nơi này sở hữu đồ vật, đều là cao tăng khai quá quang, nhưng bảo bình an, vì ngươi ái nhân chọn một cái đi.
Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạ mới vừa đi đến kim cắt cửa, đã bị người kéo đi vào. Trương Huyền cười cười, lắc lắc đầu, tính, ta còn là không cần. Trương Huyền đối chính mình nhận chi rất rõ ràng, Phật chú ý một cái phóng hạ đồ đao, nhưng hắn Trương Huyền giao mổ, đều không phải là một chốc là có thể buông, này đao, nhất định phải cùng với hắn cả đời. Lấy Trương Huyền tình cảnh hiện tại tới nói, cao tăng khai quá quang đồ vật, nhưng khó bảo toàn hắn bình an. Nếu thế gian này, thật sự có ma Phật, kia Trương Huyền trên người nghiệt, cho dù là tan hết cao tăng cả đời Phật tính, đều không thể loại trừ. Lâm Thanh Hạm nhưng thật ra rất có hứng thú ở kim các nội dạo qua một vòng, nhưng thật ra nhìn không ít đồ vật, nhưng một cái cũng chưa coi trọng. Nhìn thời gian mau một giờ, hai người liền hướng ngoài miếu đi đến, chuẩn bị hồi trên xe. Vừa đến xe buýt bên, hai người liền thấy tên kia nữ hướng dẫn du lịch đứng ở cửa xe khẩu. Liền ở Trương Huyền hai người chuẩn bị lên xe thời điểm, hướng dẫn du lịch một tay đem hai người ngăn lại. Nữ hướng dẫn du lịch trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái, theo sau hỏi, ở bên trong mua đồ vật sao? Trương Huyền lắc lắc đầu, không mua, làm sao vậy? Vậy đi mua trở lên xe, hướng dẫn du lịch duỗi tay, chỉ hướng hoàng các cửa miếu. Mỗi người cần thiết ở bên trong tiêu phí đủ 5.000 mới có thể ra tới. Dựa vào cái gì? Lâm Thanh Hạm đương trường ra tiếng, mặt mang tức giận, các ngươi còn cưỡng chế chúng ta tiêu phí. Ở khiếu nại tin chung, Lâm Thanh Hạm cũng thấy được về khiếu nại cưỡng chế tiêu phí tin tức, nàng bản thân còn có điểm nghi ngờ, nhưng hiện tại, lại là tự mình gặp được. Chú ý, này không gọi cưỡng chế tiêu phí, ngươi hoa không hoa này tiền, ta tùy tiện ngươi, nhưng có một chút, này tiền ngươi không hoa. Liền không thể lên xe, hiểu sao? Hướng dẫn du lịch đôi tay ôm ngực, lên không được xe, mặt sau đoàn, người cũng đừng đi theo, trực tiếp đi thôi. Hướng dẫn du lịch sở biểu hiện ra ngoài thái độ phi thường cường ngạnh đến Lâm Thanh Hạm đều có điểm không dám tin trình độ. Các ngươi là hướng dẫn du lịch, dựa vào cái gì không cho chúng ta lên xe? Lâm Thanh Hạm tức giận nghẹn ở ngực, nàng có thể tưởng tượng đến, nếu mỗi cái du khách đều trải qua như vậy sự. Kia Lâm thị danh tiếng, đã kém tới trình độ nào? Ha ha, hướng dẫn du lịch cười lạnh một tiếng, đây là chúng ta Lâm thị quy củ, người nếu có ý kiến, liền đi chúng ta Lâm thị khiếu nại. Lâm thị quy củ, Lâm Thanh Hạm vừa nghe lời này, khí cả người phát run, ta như thế nào trước nay không nghe nói qua Lâm thị có như vậy quy củ? Người không nghe nói qua việc nhiều, hướng dẫn du lịch khinh thường nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, hoặc là, các ngươi liền đi, này đoàn các ngươi cùng không cùng. Đối ta không có gì ảnh hưởng, hoặc là các ngươi liền đi tiêu phí, một người 5.000 khối, ở đâu mua không phải mua, các ngươi cũng mệt không được cái gì, ta nhớ rõ các ngươi báo cái này hai ngày đoàn cũng 3.000 nhiều khối đi. Hành, chúng ta đi mua, Trương Huyền kéo hạ chuẩn bị lại lần nữa ra tiếng Lâm Thanh Hạp, chiều miếu nội đi đến, tùy tiện tuyển hai cái vàng, 1 vạn đồng tiền hoa đi ra ngoài. Chờ hai người mua xong đồ vật sau, lúc này mới vững vàng thượng xe buýt. Đứng ở xe buýt cửa hướng dẫn du lịch vừa lòng nhìn hai người trong tay đồ vật, trên mặt tươi cười cũng nhiều rất nhiều, còn chủ động hỏi hai người tưởng uống cái gì. Đối với hướng dẫn du lịch tươi cười, Lâm Thanh Hạm cảm thấy chỉ có chán ghét, một câu đều không trở về liền hướng trên xe đi đến. Hai người chân trước mới vừa thượng xe buýt, liền nghe xe buýt hạ có khắc khẩu thanh truyền đến. Chúng ta chỉ là học sinh, nghỉ tới chơi, không có như vậy nhiều tiền tiêu phí, các ngươi không thể làm như vậy. Cũng không thể ngăn trở chúng ta lên xe. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam một nữ hai gã thanh niên, cũng đều 19-20 tuổi bộ dáng, tên kia nam tính thanh niên đỏ lên cổ, đẩy ra che ở cửa hướng dẫn du lịch, lôi kéo bên cạnh bằng hữu bước đi lên xe tới. Hướng dẫn du lịch xoay người, sắc mặt âm trầm chừng mắt nhìn mắt thanh niên, một câu cũng chưa nói. Trương Huyền nhìn đến, hướng dẫn du lịch đứng ở cửa xe trước, mỗi một cái lên xe người. Hướng dẫn du lịch đều sẽ hỏi bọn hắn tiêu phí tình huống, đám người toàn tới rồi, lúc này mới lái xe. Trải qua hoàng các miếu tiêu phí sự kiện, mặt sau mấy cái cảnh điểm, cũng chưa như thế nào tiêu phí, cũng coi như là thuần chơi, chỉ là hành trình thực vội vàng. Lâm Thanh Hạm chú ý tới, hướng dẫn du lịch mỗi đi một cái cảnh điểm, lấy ra tới đều là Lâm thị phiếu định mức, nói cách khác, sở hữu du khách vé vào cửa, tất cả đều là từ Lâm thị tới phụ trách, nhưng trên xe từ Lâm thị kỳ hạ du lịch công ty xuất phát. Chỉ có Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người, còn lại du khách, đều là đến từ chính khác du lịch công ty, đây là dùng Lâm thị, tới cấp khác du lịch công ty kiếm tiền đâu. Lâm Thanh Hạm từ lúc bắt đầu tức giận, dần dần trở nên chết lặng, nàng liền như vậy nhìn này hết thảy phát sinh, tất cả đều chụp xuống dưới.
Tới rồi buổi tối, xe tuyến đã ra Ngân Châu, ở Ninh Trung Thị dừng lại, buổi tối cũng đem tại đây qua đêm. Chương 838 không thể trêu vào Lâm Thị. Hướng dẫn du lịch cấp mọi người an bài qua đêm địa điểm, là ở Ninh Trung Thị Đại Mạc Hoàng Hà cảnh điểm nông gia trong viện. Loại này nông gia viện, dừng chân tiện nghi, hoàn cảnh coi như là tuyệt đẹp, tại đây ăn đồ vật, cũng đều là dân bản xứ chính mình nuôi dưỡng cùng gieo trồng, đều là thuần thiên nhiên màu xanh lục. Lúc trước Tắc Giang du lịch cùng này đó nông gia viện ký kết du lịch dừng chân hiệp nghị, vẫn là Lâm Thanh Hạm tự mình phê chuẩn, Lâm Thanh Hạm như thế lần đầu tiên tới. Dĩ vãng, loại này điểm du lịch dừng chân đều sẽ cho người ta một loại không tốt ấn tượng, nhưng hiện tại đây Internet tin tức bay nhanh thời đại, rất nhiều người đã minh bạch, đại chúng yêu cầu, là càng tốt phục vụ, muốn tẩy khách gì đó, đối với bọn họ loại này dừng chân điểm tới nói, cơ hồ là rất khó. Nói là nông gia viện. Nhưng phòng ốc nội phương tiện, cùng bình thường khách sạn không có gì hai dạng, ngược lại bởi vì phòng thiếu nguyên nhân, còn càng thêm sạch sẽ, ăn cũng đều thực hảo, đối với này, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đều cấp ra không tồi đánh giá. Loại này nông gia viện, cơ hồ là hai gã du khách ở tại một nhà, nông gia viện chủ nhân sẽ phụ trách hai người đồ dùng sinh hoạt. Trương Huyền hai người sở trụ cái này nông gia viện, chủ nhân là một đôi hơn 60 tuổi lão phu thê, hai tử đều đã thành gia. Hai người bọn họ liền tại đây đợi, cũng không cầu kiếm tiền, không có việc gì trồng rau, uy uy gà, có người tới, liền chiêu đãi một chút, sinh hoạt quá đến cũng không tồi. Trương Huyền hai người cơm nước xong, đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Lão gia tử, gần nhất sinh ý thế nào a? Lâm Thanh Hạm làm như nói chuyện phiếm giống nhau, đi đến lão gia tử bên cạnh hỏi. Lão gia tử cấp hai người phân biệt đổ ly trà nóng, thở dài, lắc đầu nói, ai, trước mấy tháng. Nhân khí còn rất phượng, gần nhất mấy tháng, càng ngày càng kém lạc. Lâm Thanh Hạm đối với chén trà nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nói, là bởi vì mùa nguyên nhân sao? Tới này chơi, phần lớn mùa hè người tương đối nhiều đi, này mùa đông rất nhiều hạng mục cũng chưa khai. Không phải, năm rồi mùa đông, người ở đây trụ cũng không ít. Lão gia tử nhìn mắt ngoài cửa sổ, như là sợ hãi cái gì, xác định ngoài cửa sổ không ai sau, lúc này mới nhỏ giọng cấp Lâm Thanh Hạm nói, cô nương. Các ngươi nhưng nghe ta một câu, hôm nay đen, liền không cần hướng ra chạy, bên ngoài có cái gì lửa chạy tiệc tối gì, cũng ngàn vạn không cần tham gia a. Vì cái gì, Lâm Thanh Hạm khó hiểu, nàng có chú ý tới lão gia tử biểu tình, ở nhắc tới việc này thời điểm, lão gia tử có vẻ thực kiêng kỵ, như là sợ hãi cái gì. Nhà đầu, ngươi cũng đừng hỏi đi, lão gia tử lắc lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời, dù sao nơi này, là càng ngày càng không thể đãi. Các ngươi về sau cũng tận lực đừng tới nơi này, mấy tháng qua, chung quanh không ít tiểu nhị đều dọn đi rồi, cũng theo ta loại này lão nhân, chạy bất động, lưu lại nơi này dưỡng lão. Lão gia tử nói xong, sợ Lâm Thanh Hạm hỏi lại cái gì, vội vàng đi đến hậu viện, giúp chính mình bạn già rửa chén đi. Lâm Thanh Hạm đầy mặt nghi hoặc nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Huyền. Trương Huyền cúi đầu nhìn dưới mặt đất, như là suy tư cái gì. Cũng dần dần thâm. Lão gia tử hai vợ chồng già cũng đều đã ngủ hạ. Ở lão gia tử vì hai người chuẩn bị giữa phòng ngủ, Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở một chương án thư, không ngừng phiên di động, đồng thời lấy bút ở bên cạnh ký lục cái gì. Lão công, ta mới vừa làm bí thư lý góp nhặt Tắc Giang du lịch hôm nay tài vụ báo cáo, bọn họ cấp ra tiệc đứng điểm tiêu hao phí dụng là 764 khối, tính thượng đồ uống tiêu hao, tổng cộng 1.003.13 khối, này Tắc Giang du lịch tài vụ. Hoàn toàn là giả thuyết ra tới. Lâm Thanh Hạm nhìn chính mình ký lục tin tức, mày liễu gắt gao nhăn ở bên nhau, nơi này liên lụy người, hẳn là không ít, người nói ta nên làm như thế nào. Trương Huyền đã đi tới, đem đôi tay đặt ở Lâm Thanh Hạm ngọc trên vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Theo Trương Huyền xoa bóp, Lâm Thanh Hạm nhíu chặt mày liễu dần dần giãn ra, cảm giác được có một cổ ấm áp dòng khí theo vai cổ truyền đến, quét tới cả ngày mỏi mệt. Trương Huyền lúc này mới mở miệng, lão bà. Người tưởng xử lý như thế nào, đem này đó cao quản toàn bắt được tới. Nói là nói như vậy, nhưng nếu lập tức đem bọn họ toàn bắt được tới, sợ liên lụy quá nhiều, một cái tài vụ báo biểu, tùy tiện hư báo, nơi này nói không chừng sẽ chỉ hướng ai. Lâm Thị tuy rằng là từ ta đại bộ phận cổ phần khống chế, nhưng rất nhiều năm đó cùng gia gia cùng nhau giao tranh lão nhân, cũng đều lưu người ở Lâm Thị, thật muốn đem bọn họ bắt được tới, việc này cũng không tốt làm a. Lâm Thanh Hạ một đôi mắt to giữa. Toàn là khuôn mặt u sầu, nàng tiếp tục nói, lúc trước Gia Gia cũng cho ta nói qua vấn đề này, hắn ý tưởng, nếu đối phương làm không phải quá phận, chỉ là ích lợi vấn đề nói,
khiến cho ta mở một con mắt nhắm một con mắt, vốn tưởng rằng chỉ là một cái đơn giản phục vụ thái độ vấn đề, nhưng lại liên lụy ra tới nhiều như vậy, này đã xử lý không tốt. Trương Huyền nghe Lâm Thanh Hạm nói, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Rốt cuộc nếu thật liên lụy ra tới cùng Lâm Chính Nam bọn họ kia đồng lứa có quan hệ người, đó chính là Lâm Thị bên trong, thậm chí với Lâm Chính Nam kia đồng lứa tranh cãi, Trương Huyền nếu nhiều quản, là không thích hợp, nhưng hiện tại nếu mặc kệ, cố tình Lâm Thanh Hạm lại điều tra ra nhiều như vậy đồ vật, này liền hình như là một cây thứ chát ở Lâm Thanh Hạm trái tim, một ngày không trừ, một ngày đều không thoải mái. Lâm Thanh Hạm duỗi tay, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đang lúc nàng ở tự hỏi cái này làm người đau đầu vấn đề nên như thế nào giải quyết khi, một trận tiếng khóc truyền tiến nàng trong tai. Đứng ở Lâm Thanh Hạm phía sau Trương Huyền, cũng rõ ràng nghe thấy tiếng khóc. Là kia hai cái học sinh, Trương Huyền dây tiếp theo, liền từ tiếng khóc giữa phân biệt ra đối phương là ai. Buổi chiều ở Hoàng Các Miếu thời điểm, có hai cái 19 tuổi tả hữu học sinh cùng hướng dẫn du lịch đã xảy ra xung đột, một nam một nữ, hiện tại này tiếng khóc, đúng là đến từ nữ hài kia. Trương Huyền còn nhớ rõ, ở đêm nay phân phối chỗ ở thời điểm, kia hai học sinh là ở tại cách vách cái kia nông gia viện. Đang lúc Trương Huyền hai người còn đang suy nghĩ này nữ hài vì cái gì khóc thời điểm, liền nghe một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, cái này Lâm Thị, ỷ vào ở Ngân Châu gia đại nghiệp đại, liền như vậy khi dễ người, hoàn toàn chính là không có vương pháp. Ta cần thiết muốn cáo bọn họ. Tính, thôi bỏ đi, nữ hài nức nở thanh âm vang lên, đây chính là Lâm Thị tập đoàn A. Chúng ta loại này người thường trêu chọc không dậy nổi, bọn họ tùy tiện một câu, là có thể quyết định chúng ta cả đời, nghe ta, không cần lại đi tìm bọn họ hảo sao. Coi như chúng ta chướng cái giáo huấn, kia một vạn đồng tiền, coi như chúng ta ném, được không? Không có khả năng, thanh niên lớn tiếng nói, nếu ở Tây Hạ tỉnh cáo không được bọn họ, ta liền đi kêu oan. Luôn có người có thể trị bọn họ Lâm Thị lại có tiền, có thể không đem toàn bộ hè oi bức để vào mắt sao? Ngươi nhỏ giọng điểm, nữ sinh đè thấp nức nở thanh âm, ngươi nhưng đừng bị bên ngoài những người đó nghe được, nếu làm cho bọn họ nghe được, kia đã có thể xong rồi. Nữ sinh nói xong lời này sau, quả nhiên thanh niên thanh âm phóng nhỏ rất nhiều. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm liếc nhau, Lâm Thanh Hạm tại đây nháy mắt đứng dậy, hai người cùng nhau chiều ngoài phòng đi đến. Chương 839 không thể nhịn. Trương Huyền hai người đi đến đại viện trước, mới vừa đem viện môn kéo ra. Đã bị một đạo thanh âm gọi lại. Cô nương. Lâm Thanh Hạm vừa quay đầu lại, thấy nguyên bản đã ngủ hạ lão gia tử, không biết khi nào đứng ở trước cửa phòng, nhìn trong viện chính mình hai người. Này quá muộn, nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi ra ngoài chuyển cũng không muộn a. Lão gia tử lời nói thấm thía nói. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười. Lão gia tử, chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Hạm nói xong. Không cho lão gia tử nói nữa cơ hội, đi ra sân. Có Trương Huyền theo bên người, Lâm Thanh Hạm trong lòng là xưa nay chưa từng có an tâm, bởi vì nàng biết, chỉ cần trước người nam nhân ở, hắn sẽ giúp chính mình ngăn trở thế gian hết thảy nan đề, mà có thể làm khó người nam nhân này người, phóng nhãn toàn thế giới, lại có mấy cái. Lão gia tử xem Lâm Thanh Hạm hai người không nghe khuyên can đi ra ngoài, trong mắt toàn là tiếc hận. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người đi ra đại viện. Ở viện ngoại, là một mảnh cát vàng, nơi này được xưng Đại Mạc Hoàng Hà, toàn bộ liên bài nông gia viện đều là kiến ở cát vàng thượng. Mẫu thân Hà từ cát vàng cách đó không xa chậm rãi chạy qua, ở bờ sông, châm một chỉnh đoàn lửa trại, một trận hoan thanh thiếu ngữ truyền đến, hiển nhiên bên kia đang ở cử hành lửa trại tiệc tối. Lão công, chúng ta đi trước cách vách nhìn xem đi. Lâm Thanh Hạm chỉ kia đối tuổi trẻ học sinh sở trụ nông gia viện. Trương Huyền gật gật đầu, đi rồi hai bước. Nhẹ nhàng khấu vang cách vách viện môn. Ai, một đạo tràn ngập kinh hoàng giọng nữ vang lên, theo sát lặng ngắt như tờ. Dù cho Trương Huyền đứng ở ngoài cửa, cũng có thể nghĩ đến bên trong cánh cửa hai người giờ phút này ra sao phản ứng. Này một tiếng ai, khẳng định kia nữ hài là theo bản năng phát ra tới, mặt sau cũng không dám nữa ra tiếng. Hai vị, đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, có thể cho chúng ta nói hạ về Lâm Thị sự sao. Chúng ta là phóng viên, tới ngầm hỏi. Trương Huyền tùy tiện tìm cái lấy cớ. Nghe được phóng viên hai chữ, trong viện tên kia nam sinh thật cẩn thận đi tới cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa, đương thấy rõ là Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm lúc sau, mới yên lòng. Đầu tiên, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm tuổi đều không lớn, lấy Lâm Thanh Hạm dung mạo, vô luận nam nữ,
đều sẽ thực dễ dàng đối nàng sinh ra hảo cảm. Đệ nhị, hôm nay ở trên xe, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đều cùng hướng dẫn du lịch sinh ra quá xung đột, tại đây thanh niên xem ra, đại gia là thuộc về một cái trận doanh. Các ngươi thật là phóng viên, thanh niên trên mặt có chút kích động. Đúng vậy, có thể hiểu biết chút sự tình sao? Trương Huyền đứng ở ngoài cửa, hướng về phía kẹt cửa hơi hơi mỉm cười. Ở Trương Huyền này một cái mỉm cười hạ, thanh niên có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, trong lòng băn khoăn toàn bộ biến mất, đem viện môn mở ra. Phải biết rằng, Trương Huyền hiện tại đã tới rồi ngưng khí cảnh, hoàn toàn siêu thoát ra người thường phạm trù, hắn một ánh mắt, là có thể đủ ảnh hưởng đến người thường nội tâm chỗ sâu nhất cảm xúc. Viện môn mở ra, trong viện nữ hài chính lau trên mặt nước mắt. Lâm Thanh Hạm ánh mắt tỏa định đến thanh niên trên mặt, có thể rõ ràng nhìn đến, thanh niên trên mặt toàn là ứ thanh, khóe miệng thượng còn có tàn lưu vết máu, quần áo đều có chút rách nát. Trương Huyền xoay người, đem viện môn đóng lại, theo sau mở miệng hỏi, vừa mới nghe các ngươi lại đàm luận Lâm thị sự, đã xảy ra cái gì sao? Trương Huyền ánh mắt đảo qua thanh niên cùng nữ hài trên người, nữ hài há miệng thở dốc, lại không có phát ra tiếng, trên mặt xuất hiện nhút nhát thần sắc. Thanh niên siết chặt nắm tay, ra tiếng nói, ca, về Lâm thị sự, các ngươi dám đưa tin sao? Đương nhiên dám, Trương Huyền tự tin cười, chúng ta ra tới làm ngầm hỏi, tự nhiên liền dám đưa tin. Hảo, ta đây liền cho các ngươi nói, Lâm thị, quả thực chính là một đám cường đạo. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập thù hận ánh mắt, duỗi tay chỉ hướng viện môn ngoại, vừa mới ta cùng ta bạn gái nhận được lửa trại tiệc tối mời, liền tính toán đi chơi một chút, ai biết cái kia hướng dẫn du lịch. Nửa đường mang đến vài người đem đôi ta ngăn chặn, lấy ra một cái vòng tay, nói là nàng hôm nay từ Hoàng Các Miếu giúp ta mua, cần thiết làm ta 1 vạn đồng tiền mua đi, bằng không liền không thể đi. Còn có loại sự tình này, Lâm Thanh Hạ mày nhăn lại. Nếu nói, hướng dẫn du lịch buổi chiều buộc người cần thiết tiêu phí, đó là cưỡng chế tiêu phí, nhưng hiện tại đem người lấp kín, làm mua đồ vật, kia tính chất liền tiếp cận với cướp bóc A. Đối, ta thật sự không nghĩ tới. Lâm thị lớn như vậy công ty, thế nhưng sẽ làm ra như vậy hoạt động. Thanh niên trong lời nói, toàn là đối Lâm thị châm chọc, cái kia hướng dẫn du lịch lấy ra vòng tay, thực rõ ràng chính là plastic, bên đường 1 khối tiền là có thể mua tới, ta không muốn mua, bọn họ liền nói muốn chạm vào ta bạn gái, ta. Thanh niên nói đến lúc này, đôi mắt đều đỏ. Trương Huyền phi thường có thể cảm nhận được thanh niên trong lòng lửa giận cùng với phẫn nộ. Một người nam nhân, ăn lại đại khổ, chịu lại đại ủy khuất, đều có thể thừa nhận, nhưng cái này khổ cùng ủy khuất, một khi liên lụy đến chính mình ái nhân, người nhà, liền sẽ làm người nam nhân này đánh mất lý trí. Lúc trước Trương Huyền, cũng không thiếu quá như vậy xúc động, chẳng sợ hiện tại, hắn đã quý vì ngầm quân vương, đã đứng ở thế giới đỉnh núi, đã lịch duyệt xã hội, nhưng như cũ vô pháp chịu đựng loại chuyện này. Lâm Thanh Hạm có chút đau lòng nhìn về phía tên kia nữ hài cố nén không cho chính mình rơi lệ. Nhưng nước mắt vẫn là không biết cố gắng chảy xuống dưới, có thể tưởng tượng đến, ở đối phương nói ra nói vậy khi, nàng nội tâm giữa có bao nhiêu sợ hãi. Lâm Thanh Hạm đi đến nữ hài bên cạnh, nhẹ nhàng bắt lấy đối phương run rẩy tay, trong lòng tức giận càng ngày càng thịnh. Nếu nói, Lâm thị cái kia cao tầng, chỉ là tham chút ích lợi, nàng Lâm Thanh Hạm, đều không phải là không thể nhẫn, rốt cuộc loại chuyện này, vô pháp hoàn toàn ngăn chặn, nhưng hiện tại, đã có người đánh Lâm thị cờ hiệu. Ở bên ngoài làm sằng làm bậy, uy hiếp người khác an toàn, coi pháp luật như không có gì, loại sự tình này, mặc cho ai ra mặt, Lâm Thanh Hạm đều không thể nhẫn. Thanh niên dần dần buông ra nắm tay, tiếp tục nói, bọn họ có thể khi dễ ta, nhưng không thể khi dễ ta bạn gái, ta không nhịn xuống, theo chân bọn họ đánh lên, kết quả ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại bộ dáng, cuối cùng. Thanh niên nói đến này, cười khổ một tiếng từ trong túi lấy ra một chi plastic vòng tay. Ca, tỷ, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta làm chủ A, kia 1 vạn đồng tiền, đều là chúng ta vừa mới từ cho vay phần mềm cho mượn tới, chúng ta thật sự còn không thượng, này Lâm thì cũng quá khi dễ người. Nữ hài trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Nhất định, các ngươi yên tâm, Lâm Thanh Hạm thực khẳng định hướng nữ hài nói. Trương Huyền nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, hỏi, thế nào, lão bà, còn tính toán cùng đi xuống sao? Không theo, Lâm Thanh Hạm lắc đầu, sự tình đã đến này. Mặt sau có bao nhiêu dơ bẩn, ta cũng không nghĩ lại nhìn đến, cùng chuyện này có quan hệ người, toàn bộ đều đến đã chịu trừng phạt. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, kia đi thôi, làm xăng làm bậy người, cũng không thể làm cho bọn họ cản rỡ lâu lắm.
Trương Huyền nói xong, quay người, liền chiều viện ngoại đi đến. Đại ca, các ngươi làm gì đi à? Thanh niên nghe được Trương Huyền nói, vội vàng hỏi. Đương nhiên là đi chế tài bọn họ. Trương Huyền thực nhẹ nhàng trả lời nói. Không thể đi à, bọn họ là Lâm thị người, các ngươi không thể như vậy trực tiếp qua đi. Chương 840 các ngươi cần phải phụ trách. Thanh niên một cái lắc mình che ở Trương Huyền trước người, vẻ mặt nôn nóng, ca, ngươi không thể như vậy trực tiếp đi à, bọn họ Lâm thị người không nói đạo lý. Đúng vậy, nữ hài cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, tỷ tỷ, bọn họ chính là một đám cường đạo, liền tính các ngươi là phóng viên, bọn họ cũng sẽ không để ý, vẫn là cho hấp thụ ánh sáng bọn họ đi. Yên tâm đi, Lâm Thanh Hạm vỗ vỗ nữ hài bả vai, Lâm thị người không phải cường đạo, những cái đó cũng không phải là Lâm thị người, chỉ là đánh Lâm thị chiêu bài, làm sằng làm bậy mà thôi. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi ra viện môn. Thanh niên cùng nữ hài liếc nhau, trong mắt đều có chút nôn nóng, giãy giụa một phen, thanh niên hướng nữ hài nói, người tại đây đợi, ta đi xem. Thanh niên nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Nữ hài rậm rậm chân, cũng theo đi lên. Thanh niên bước nhanh chạy chậm đến Trương Huyền bên người, hướng Trương Huyền nói, ca, những người đó liền ở lửa trại tiệc tối kia, bọn họ liền lấy lửa trại tiệc tối danh nghĩa gạt người đi ra ngoài đâu. Nga, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, khó trách nông gia nhạc bên trong kia lão gia tử không cho chính mình cùng Lâm Thanh Hạ buổi tối ra cửa tham gia lửa trại tiệc tối đâu. Hợp lại này lửa trại tiệc tối chính là một cái bẫy a. Trương Huyền bốn người, chiều lửa trại tiệc tối địa phương đi đến, xa xa liền nhìn đến, có một ít hôm nay đồng hành du khách, đều ngồi ở chỗ kia, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Này thịt đều mau ăn xong rồi các ngươi mới đến, tới tới tới, mau tới ngồi xuống. Hơn 30 tuổi nữ hướng dẫn du lịch vừa thấy đến bốn người, lập tức nhiệt tình tiếp đón, bao gồm này hai học sinh, nàng cũng đều gương mặt tươi cười đón chào. Giống như căn bản là không có phát sinh phía trước sự giống nhau. Trương Huyền gật gật đầu, lôi kéo Lâm Thanh Hạp, ngồi ở một bên trên bờ cát. Hướng dẫn du lịch cầm hai chai bia đi tới, ra tiếng nói, cái này lửa trại tiệc tối, các người buông ra chơi, là lần này hành trình chung mang, không thu phí. Hướng dẫn du lịch nói xong, đem hai chai bia phóng tới hai người trước người, theo sau lại cầm hai bình, đưa cho một nam một nữ hai gã học sinh. Hai gã học sinh tiếp nhận bia sau, cũng không dám uống, liền nhìn Trương Huyền. Lão công, này rượu, Lâm Thanh Hạm nhìn trong tay bia, muốn nói lại thôi. Trương Huyền duỗi tay nhẹ nhàng văng ra nắp bình, nhẹ nhấp một ngụm, theo sau nói, này rượu không thành vấn đề, yên tâm uống đi. Bốn người ngồi ở một bên, nhìn lửa trại tiệc tối thượng chính không ngừng cho đại gia giảng chê cười hướng dẫn du lịch, nếu không có chiều nay nhìn thấy hướng dẫn du lịch cưỡng chế tiêu phí sắc mặt, nếu không có nghe được vừa mới này hai gã học sinh giảng sự. Người bình thường thật đúng là không thể tưởng được này hướng dẫn du lịch sau lưng làm đều là một ít cường đạo hoạt động. Bốn người tới sau cũng liền hơn 20 phút, lửa trại tiệc tối liền tuyên cáo kết thúc, mọi người đều có chút không có tận hứng đứng dậy, chiều nông gia viện đi đến. Trương Huyền nhìn người tán không sai biệt lắm, vừa mới chuẩn bị đi tìm hướng dẫn du lịch. Trương Huyền muốn cách làm thực trực tiếp, này hướng dẫn du lịch đều làm cường đạo nghề, tự nhiên không thể đối nàng khách khí, trực tiếp bắt lại. Đem mặt sau người hướng ra vừa hỏi, sau đó nên dùng pháp luật con đường xử lý, liền dùng pháp luật con đường xử lý, Lâm thị bên trong cùng việc này có quan hệ, cũng đều trốn không thoát can hệ. Kết quả, không đợi Trương Huyền đi tìm hướng dẫn du lịch liền trước dẫn người tìm lại đây, hướng dẫn du lịch phía sau, theo năm tên tráng hán, tất cả đều là xa lạ gương mặt. Anh em, đem tiền thưởng cấp kết một chút đi, dẫn đầu một người tráng hán đi tới, hướng Trương Huyền mở miệng. Theo sau một đôi mắt không ngừng ở Lâm Thanh Hạm trên người đánh giá. Dư lại bốn gã tráng hán, cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, ánh mắt lộ ra hạ lưu thần sắc. Tiền thưởng, này lửa trại tiệc tối không phải miễn phí sao? Lâm Thanh Hạm đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Miễn phí, cô bé, ai cho ngươi nói miễn phí? Dẫn đầu tráng hán vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm trước người, không chút nào che giấu chính mình đáng khinh ánh mắt. Lâm Thanh Hạm chiều Trương Huyền phía sau đứng lại, duỗi tay chỉ vào hướng dẫn du lịch nói, hướng dẫn du lịch vừa mới nói cho chúng ta biết nói miễn phí. Mỹ nữ, người giống như lầm, kia hướng dẫn du lịch ra tiếng, ta nói, là lửa trại tiệc tối miễn phí, không phải rượu miễn phí, hiện tại các ngươi muốn đảo chính là tiền thưởng. Lâm Thanh Hạm cắn ngân nha, hành, bao nhiêu tiền, người nói đi. Dẫn đầu tráng hán vươn một ngón tay, cười nói, một lọ rượu 1000 năm.
1.000 năm, tuy là Lâm Thanh Hạm, nghe thấy cái này giá cả, đều sửng sốt một chút, như vậy một bình nhỏ bản địa bia, chẳng sợ ở bản địa tối cao đương quán ba, một lọ tối cao cũng liền bán 48 đồng tiền, này 48 đồng tiền, bên trong bao hàm nhân gia quán ba trang hoàng, phục vụ. Nhưng hiện tại, liền tại đây bãi vắng vẻ thượng, một bình nhỏ bia 1.000 năm. Trương Huyền mày nhăn lại, các người đây là tính toán minh đoạt. Như thế nào, tiểu tử, đào không dậy nổi. Đào không dậy nổi cũng đừng mang nữ ra tới chơi a, ngươi phải cho không dậy nổi, quỳ xuống cấp lão tử khái ba cái đầu, lão tử giúp ngươi đào, thế nào? Lại một người tráng hán ra tiếng, hắn nói, khiến cho một trận tiếng cười to. Trương Huyền nghĩ nghĩ, móc di động ra, mới vừa ấn xuống một cái một kiện, đã bị một người tráng hán đè lại bả vai. Muốn tìm tuần bộ, dẫn đầu tráng hán sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Huyền. Còn thừa 4 gã tráng hán, cũng tất cả đều vây quanh lại đây. Tiểu tử, biết chúng ta là ai sao? Dẫn đầu tráng hán từ chính mình áo ngoài trong túi, móc ra một chương công tác chứng minh, nương cách đó không xa ánh lửa, Trương Huyền có thể nhìn đến, ở đối phương công tác chứng minh thượng, viết có Lâm Thị hai chữ. Các ngươi Lâm Thị người, khi nào làm khởi loại này cường mua cường bán hoạt động tới? Trương Huyền nhìn trước mặt mấy người. Chúng ta Lâm Thị như thế nào làm việc, còn không tới phiên ngươi tới nói. Dẫn đầu tráng hán hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng đừng cùng ta vô nghĩa, hoặc là đưa tiền, hoặc là, cũng đừng trách chúng ta, này Hoàng Hà Nội, mỗi năm chết đuối người không ít, không kém như vậy 1-2 cái. Dẫn đầu tráng hán lời nói chung, tràn ngập nồng đậm uy hiếp ý vị. Muốn ta nói, các ngươi liền đem tiền cho, sau đó hảo hảo trở về ngủ. Hướng dẫn du lịch ở một bên mở miệng, ra tới chơi, là ra tới tìm việc vui tới, không phải tới tìm phiền toái, các ngươi nói đi. Tiểu tử, thức thời liền lấy tiền đi, các ngươi kêu tuần bộ tới lại có thể thế nào? Đi Ngân Châu tìm toàn bộ Lâm Thị tập đoàn đi, dẫn đầu tráng hán nói. Một bên một nam một nữ, nhìn trước mắt hình thức, lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, ca, chúng ta liền trước đem tiền cho bọn hắn đi, đã bị hố như vậy nhiều, cũng không kém chút tiền ấy. Trương Huyền gật gật đầu, ra tiếng nói, các ngươi nói cũng đúng, đích xác, ra tới là tiêu tiền tìm người chơi vui vẻ tới. Đối sao, hướng dẫn du lịch nghe được lời này, nở nụ cười, tốn chút tiền, tìm vui vẻ, tiền sao, kiếm tới còn không phải là hoa sao. Năm tên tráng hán nghe được Trương Huyền nói như vậy, cũng là vừa lòng gật gật đầu. Đúng đúng đúng, lời này ta thực đồng ý. Trương Huyền liên tục gật đầu, lại là giọng nói vừa chuyển, bất quá sao, ta hôm nay hoa tiền không ít, nhưng chơi cũng không vui vẻ, điểm này, các ngươi Lâm Thị, cần phải phụ trách a. Chương 841 nói chuyện chú ý điểm. Hướng dẫn du lịch cùng dẫn đầu tráng hán vừa nghe Trương Huyền nói, sắc mặt tức khắc biến đổi. Dẫn đầu tráng hán nói, tiểu tử, người muốn cho chúng ta Lâm Thị phụ trách. Phụ cái gì trách, muốn phụ trách đi Ngân Châu Lâm Thị cao ốc đi, chạy nhanh đưa tiền. Xin lỗi, ta liền muốn các ngươi cho ta cái công đạo. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Chúng ta cho ngươi cái công đạo, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Dẫn đầu tráng hán nhéo nắm tay. Đi theo Trương Huyền phía sau thanh niên thấy tình huống không đúng, vội vàng ra tiếng, ta cho các ngươi nói, ta ca chính là phóng viên, các ngươi không cần nghĩ sằng bậy. Phóng viên, hướng dẫn du lịch cùng năm tên tráng hán thân thể chấn động, bọn họ nhưng rõ ràng, hiện tại phóng viên có bao nhiêu lợi hại, một chút sự tình, một làm phóng viên ở trên mạng đưa tin, lập tức sẽ khiến cho chú ý, việc nhỏ đều sẽ biến thành đại sự, càng không cần để chính mình hiện tại làm sự. Mấy người trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Hành, phóng viên đúng không? Phóng viên hắn sao cha lão tử trên đầu tới, lão tử làm ngươi cha. Dẫn đầu tráng hán, múa may nắm tay, một quyền chiều Trương Huyền trên mặt đánh tới. Thanh niên cùng nữ hài theo bản năng kinh hô một tiếng. Mà đứng ở Trương Huyền bên cạnh Lâm Thanh Hạm, lại là liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Liền thấy, mới múa may nắm tay dẫn đầu tráng hán, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh quăng ngã ở trên bờ cát, đến nỗi hắn là như thế nào bay ngược đi ra ngoài, ở đây không có một người có thể thấy rõ. Sao, cho ta lộng chết hắn, ngã trên mặt đất dẫn đầu tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Còn thừa 4 gã tráng hán, cùng thời gian chiều Trương Huyền động thủ, lại tại hạ 1 giây, thống nhất tung bay đi ra ngoài. Tổng cộng 5 tên tráng hán, toàn bộ bị đánh nghiêng trên mặt đất, bọn họ muốn đứng dậy, lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình đôi tay cùng 2 chân sử không thượng một chút sức lực. Tên kia hướng dẫn du lịch vừa thấy như vậy, lập tức lấy ra điện thoại,
bắt cái dãy số đi ra ngoài, ở quay số điện thoại đồng thời, hướng Trương Huyền bọn họ quát, các ngươi dám đánh người. Chờ bồi tiền đi các ngươi. Trương Huyền không sao cả nhún vai, căn bản không để bụng hướng dẫn du lịch gọi điện thoại, vừa lúc, hướng dẫn du lịch có thể gọi tới ai, liền chứng minh việc này còn liên lụy ai, phàm là có thể liên lụy đến, một cái đều không thể buông tha. Thanh niên nhìn nằm trên mặt đất bò không đứng dậy năm tên tráng hán, lại xem Trương Huyền trong ánh mắt, toàn là sùng bái, giống hắn tuổi này người, tổng hội sùng bái một ít thân thủ người tốt, giống như là võ hiệp thế giới hiệp khách giống nhau. Hướng dẫn du lịch đứng ở nơi đó, một chiếc điện thoại tiếp theo một cái đánh ra. Hơn 10 phút sau, tam chiếc đại hình SUV lái qua đây, kia lóa mắt đèn xe suốt đánh vào Trương Huyền mấy người trên người. Tam chiếc SUV dừng lại, cửa xe đồng thời mở ra. Tổng cộng 15 tên tráng hán, tại đây âm 20 độ thời tiết, chuyên môn lộ ra cánh tay thượng xăm mình, bước nhanh đi tới. Hắn sao, ai đánh người, cấp lão tử đứng ra. Cầm đầu một người cạo đầu chọc, đỉnh đầu có một tảng lớn xăm mình, nghênh ngang đi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đao Sẹo Ca, chính là hắn. Hướng dẫn du lịch nhìn thấy những người này, giống nhìn thấy cứu tinh giống nhau, vội vàng chạy qua đi, duỗi tay chỉ vào Trương Huyền. Bị gọi Đao Sẹo Ca người trên dưới đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, trong mắt toàn là coi khinh, đã đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Huyền, người hắn sao, có biết hay không đây là địa phương nào, người hắn sao ở lão tử địa bàn thượng đánh người. Trương Huyền xem đều không có xem trước mặt Đao Sẹo Ca liếc mắt một cái, mà là nhìn về phía tên kia hướng dẫn du lịch, ta nhớ rõ người hẳn là Tắc Giang du lịch công ty đi, các người rốt cuộc là hướng dẫn du lịch, vẫn là ngầm tổ chức. Người thiếu cho ta vô nghĩa. Hướng dẫn du lịch có giúp đỡ, nói chuyện kiên cường không ít, ta nói cho các ngươi tại đây đánh người, ai đều bảo không được các ngươi, chúng ta Lâm thị, cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Thật lớn một chương kỳ A, Lâm Thanh Hạm cười lạnh, há mồm ngậm miệng, đem Lâm thị treo ở bên miệng, Lâm thị biết bọn họ phía dưới, có như vậy một đám làm sằng làm bậy người sao. Cô bé, ta nói ngươi ai A, Đao Sẹo Ca phiết mắt Lâm Thanh Hạm, lại cho ta lải nha lải nhải. Tin hay không lão tử đương trường đem ngươi ấn này làm. Đao Sẹo Ca thanh âm này vừa ra, liền nghe một tiếng trầm vang truyền đến. Phanh! Vừa mới còn đứng tại đây Đao Sẹo Ca, nháy mắt bay ra đi 5 mét xa, ngã trên mặt đất. Mà Trương Huyền, cũng xuất hiện ở 5 mét ngoại địa phương, một chân đạp lên Đao Sẹo Ca trên ngực. Đao Sẹo Ca nơi nào còn có vừa mới kia phúc đầy mặt hung hoành bộ dáng, giờ phút này mặt bộ đã thống khổ đến vặn vẹo, có thể rõ ràng nhìn đến. Hắn ngực, hoàn toàn sụp đổ đi vào, một mồm to máu tươi, từ trong miệng của hắn phun tới. Lão bà, người cùng kia hai đứa nhỏ đem đầu chuyển qua đi. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí bình đạm. Lâm Thanh Hạm yên lặng gật gật đầu, hướng thanh niên nói, nghe người ca, đem đầu chuyển qua đi thôi. Một nam một nữ hai gã học sinh, giờ phút này hoàn toàn thuộc về ngốc vòng trạng thái. Lâm Thanh Hạm nói cái gì, hai người bọn họ liền làm cái đó, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Đao Sẹo Ca mang đến này nhóm người, thấy Đao Sẹo Ca bị người đạp lên dưới chân, tức khắc một đám mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ, toàn bộ chiều Trương Huyền vọt tới. Trương Huyền cũng không thèm nhìn tới vọt tới này nhóm người, cong lưng đi, một tay nắm Đao Sẹo Ca hàm dưới, làm Đao Sẹo Ca không chịu khống chế đem miệng mở ra, một cái tay khác vói vào Đao Sẹo Ca trong miệng, bắt lấy Đao Sẹo Ca đầu lưỡi, theo sau dùng sức một túm. Tảng lớn máu tươi từ Đao Sẹo Ca trong miệng phun trào mà ra. Bị Trương Huyền đạp lên dưới chân Đao Sẹo Ca, cả người bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lại bởi vì không có đầu lưỡi, hắn tiếng kêu thảm thiết, giống như này giữa đêm khuya dã quỷ giống nhau, phá lệ thấm người. Nguyên bản những cái đó chiều Trương Huyền vọt tới tiểu đệ, nhìn thấy một màn này, tất cả đều động tác nhất trí dừng lại bước chân, giống như gặp quỷ giống nhau, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, bọn họ dĩ vãng, đều là lấy người nhiều khi dễ ít người. Khi dễ những cái đó tới chơi du khách, nơi nào gặp qua như vậy tàn nhẫn nhân vật, một lời không hợp, liền rút người đầu lưỡi. Hướng dẫn du lịch càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, nôn khan lên. Đao Sẹo Ca vẫn luôn đều ở do dự, Trương Huyền dẫm lên ngực hắn chân, còn ở dùng sức, đem hắn xương ngực nghiền nát, máu tươi không ngừng từ Đao Sẹo Ca trong miệng trào ra, ở run rẩy rằng co gần một phút sau, Đao Sẹo Ca đột nhiên hai chân vừa dẫm, không bao giờ động. Hắn đôi mắt gắt gao trừng mắt, trong mắt có, chỉ là sợ hãi cùng hối hận. Trương Huyền ném xuống trong tay cái kia còn dính máu đầu lưỡi, ngồi xổm xuống thân mình, chán ghét ở Đao Sẹo Ca trên quần áo xoa xoa tay,
lúc này mới nhìn về phía còn lại những cái đó tiểu đệ. Bị Trương Huyền nhìn đến nháy mắt, này đó tiểu đệ đồng thời hai chân mềm nhũn, trong lòng một cái giật mình. Xin khuyên một chút các vị, nói chuyện thời điểm, chú ý một ít, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đã biết sao. Những cái đó tiểu đệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tất cả đều không dám nói lời nào. Ta hỏi các ngươi, đã biết sao? Trương Huyền thanh âm đột nhiên đề cao. Này đó tiểu đệ thân mình đồng thời chấn động, vội vàng kinh sợ đáp, đã biết. Đã biết. Kia lúc trước bị Trương Huyền đánh nghiêng trên mặt đất năm tên tráng hán, trong mắt chỉ có may mắn, ít nhất, chính mình hiện tại còn sống, không phải sao? Hành, Trương Huyền gật gật đầu, các ngươi mới vừa nói ta đánh người muốn bồi tiền, ta đây hiện tại hỏi một chút, người này như vậy, ta phải bồi bao nhiêu tiền? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hắn tươi cười, tại đây đàn tiểu đệ trong mắt, tựa như ác ma, tên kia hướng dẫn du lịch, càng là mau khóc ra tới. Chương 842 Vinh Tuấn. Nguyên bản hùng hổ mà đến mọi người, lúc này im như ve sầu mùa đông, thậm chí liền xem cũng không dám nhiều xem Trương Huyền liếc mắt một cái. Ai có thể nghĩ đến, một cái tới ngầm hỏi phóng viên, thế nhưng sẽ làm ra như vậy huyết tinh sự tới, thả xem hắn bộ dáng. Thật là một chút áp lực tâm lý đều không có. Này nhóm người không nói lời nào, Trương Huyền cũng không hé răng, liền như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này. Trương Huyền đang đợi, hắn biết, còn có người không có tới đâu, vừa mới kia hướng dẫn du lịch, nhưng không ngừng đánh một chiếc điện thoại. Lại qua hơn 10 phút, yên tĩnh trong trời đêm, vang lên một trận motor thanh cùng tiếng còi xe hơi. Phương xa, mười mấy nói ánh sáng sáng lên, chiều bên này chiếu tới. Ngay sau đó, 8 chiếc toàn địa hình xe Việt giã mở ra, mỗi một chiếc giá cả, đều ở trăm vạn hướng lên trên, này trên xe lại xuống dưới mấy chục cá nhân. Trong đó một người hơn 40 tuổi trung niên nam tính, thân xuyên Âu phục, xuống xe liền lớn tiếng nói, từ đâu ra phóng viên, cha chúng ta Lâm Thị. Tin hay không lão tử một câu, cho các ngươi nhà xuất bản đóng cửa. Vương Tổng, bọn họ nhưng không đơn giản là phóng viên A. Một người bị dọa phá gan tiểu đệ té ngã lộn nhào chạy hướng Âu phục nam nhân, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, đồng thời chỉ vào ngã trên mặt đất, đã sớm chặt đứt khí đao sẹo ca. Âu phục nam nhân nhìn mắt trên mặt đất đao sẹo ca, hít hà một hơi, theo sau ra tiếng, không biết là nào con đường thượng huynh đệ, chúng ta Lâm Thị, cùng Thanh Diệp giao hảo, nhưng ngàn vạn không cần lũ lụt vọt Long Vương miếu. Âu phục nam thấy ra mạng người, cũng biết việc này không phải trước kia cái loại này hảo xử lý việc nhỏ. Đem Thanh Diệp danh hào đem ra. Vương giám đốc, này Lâm Thị khi nào, trở nên bá đạo như vậy, muốn cho cái nào nhà xuất bản đóng cửa, khiến cho cái nào nhà xuất bản đóng cửa, ta như thế nào không biết Lâm Thị còn có như vậy cách làm đâu. Đứng ở bên kia Lâm Thanh Hạm, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Âu phục nam nhân. Ở Lâm Thanh Hạm xoay người nháy mắt, Âu phục nam nhân, liền thấy rõ Lâm Thanh Hạm diện mạo, cái này làm cho Âu phục nam nhân chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Lắp bắp phát ra âm thanh, Lâm. Lâm Tổng, ngài như thế nào tới? Âu phục nam nhân lắp bắp, vẻ mặt cười nịnh. Nghe được Âu phục nam nhân nói, người chung quanh sắc mặt ngẩn ra. Lâm Tổng, có thể bị Vương gọi chung là làm Lâm Tổng người, có thể có mấy cái. Lâm Thị tập đoàn hiện tại, lại có mấy cái Lâm Tổng, nữ nhân này, chẳng lẽ chính là Lâm Thị Lâm Thanh Hạm? Chính mình vẫn luôn đánh Lâm Thị danh nghĩa, tại đây uy hiếp Lâm Thị Tổng Tài. Kia hướng dẫn du lịch, càng là sợ tới mức cả người run rẩy. Lâm Thị Tổng Tài A, chiều nay, chính mình ở trên xe, cùng Lâm Thị Tổng Tài diễu võ dương oai, còn buộc Lâm Thị Tổng Tài đi mua 1 vạn khối đồ vật. Vị này Vương giám đốc đúng không? Trương Huyền đi lên trước tới, ta muốn hỏi hạ, người cùng Thanh Diệp ai giao hảo, ta gọi điện thoại hỏi một chút, đừng thật làm lũ lụt vọt Long Vương miếu. Ngài là, Âu phục nam nhìn Trương Huyền, thật cẩn thận hỏi. Đây là ta trưởng phu, Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm đi tới, vãn trụ Trương Huyền cánh tay. Trương tiên sinh, Âu phục nam đột nhiên cả kinh. Về Trương Huyền danh hào, hắn nghe qua thật sự quá nhiều, bao gồm hắn có thể trực tiếp lấy ra Thanh Diệp tới, kia tất nhiên là cùng Thanh Diệp bên trong người từng có giao thiệp, Thanh Diệp nội, ai không biết Trương Huyền. Lúc trước Thanh Diệp cùng Trương Huyền là địch khi, Trương Huyền sở làm ra sự, đến bây giờ đều bị người nói chuyện say xưa. Ở Thanh Diệp thành viên trong miệng, Trương Huyền chính là vô địch chiến thần. Có thể nói, bọn họ này đó dính hắc người, tuy rằng là Lâm Thị người, nhưng Trương Huyền ở bọn họ trong lòng, so Lâm Thanh Hạm càng có uy hiếp lực. Âu phục nam nhìn thấy Trương Huyền,
so nhìn thấy Lâm Thanh Hạm, còn sẽ sợ hãi. Hơn nữa, Âu Phục Nam rất rõ ràng, chính mình hôm nay vì cái gì sẽ qua tới, này đó hướng dẫn du lịch, lại làm cái gì nghề, hiện tại, này đó nghề thế nhưng làm được Lâm Tổng cùng Trương Tiên Sinh trên người. Một bên thanh niên cùng nữ hài nghe được Âu Phục Nam đối Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm xưng hô, đều chấn động. Ca, ngươi, các ngươi là Lâm thị người. Thanh niên nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, lão bà của ta chính là Lâm thị tổng tài, ngươi nói đi. Tổng tài, thanh niên đôi mắt trừng lão đại, Lâm thị đối với bọn họ loại này người thường tới nói, đó chính là một tòa núi lớn, Lâm thị tổng tài, ở bọn họ trong mắt, kia càng là trong truyền thuyết nhân vật, nhưng hiện tại, lại như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, vẫn là lấy như vậy bình dân bộ dáng. Nữ hài lôi kéo thanh niên ống tay áo, hướng thanh niên đưa mắt ra hiệu, theo sau thật cẩn thận hướng Trương Huyền nói, ca, chúng ta mới vừa không phải cố ý nói Lâm thị nói bậy, chúng ta chỉ là. Đừng có áp lực, Trương Huyền nhìn về phía hai người, mở miệng nói, những cái đó làm sằng làm bậy, không xứng xưng là Lâm thị người, hai người sự, ta sẽ cho hai người thảo cái công đạo trở về. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, thanh niên cùng nữ hài sắc mặt vui vẻ, liên tục nói lời cảm tạ. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Âu Phục Nam, ra tiếng nói, Vương Giám Đốc, đi thôi, tìm một chỗ, nói cho ta nghe một chút đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, khi nào, chúng ta Lâm thị, biến thành một đám cường đạo hậu thuẫn, khi nào, chúng ta du lịch công ty, biến thành cường đạo sản nghiệp. Lâm Tổng, ngài nghe ta giải thích, Âu Phục Nam cúi đầu, cuống quýt nói. Có người giải thích thời gian, Lâm Thanh Hạm lạnh lùng nói. Âu Phục Nam phát ra cười gượng. Đêm tối thời gian, quá thực mau. Sáng sớm 8 giờ, Vinh Tuấn bị một trận dồn dập tiếng chuông từ trên giường xảo lên. Vinh Tuấn vẻ mặt bực bội cầm lấy di động, uy, chuyện gì? Vinh Tổng, không hảo, điện thoại chung vang lên một trận nôn nóng thanh âm, chúng ta sự bị truyền thông đào ra. Đào ra, Vinh Tuấn một chút quét không buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy, nói cho ta, nhà ai truyền thông? Phái xe tới dưới lầu tiếp ta. 10 phút sau, Vinh Tuấn vẻ mặt tức giận đi ra chính mình biệt thự, thượng một chiếc chạy băng băng thương vụ. Vinh Tuấn là Vinh Quang tôn tử, làm năm đó cùng Lâm Chính Nam cùng nhau sáng lập Lâm thị lão nhân, Vinh Quang ở Lâm thị rất có uy vọng. Đường hắn về hưu sau, hắn trưởng tôn liền tiếp nhận chức vụ hắn trước kia công tác, làm Lâm thị ở Ninh Trung thị người phụ trách, bởi vì Vinh Quang quan hệ, Vinh Tuấn ở Lâm thị địa vị, vẫn luôn đều thực đặc thù, thậm chí liền một ít tài chính chi ra, cũng chưa tất yếu cấp Lâm thị tổng bộ báo cáo. Dần ra, Lâm thị ở Ninh Trung thị chi nhánh công ty, biến thành một cái độc lập tồn tại, một cái không chịu Lâm thị tổng bộ ước thúc tồn tại, nương Lâm thị danh hào, Vinh Tuấn ở Ninh Trung thị ôm đồm rất nhiều sinh ý. Thậm chí có điểm thổ hoàng đế cảm giác, một khi gặp được nào đó vấn đề, Vinh Tuấn liền sẽ đem Lâm thị danh hào nâng ra tới, có Lâm thị danh hào kháng ở phía trước, người bình thường cũng đều sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Dần dần mà, Vinh Tuấn làm càng lúc càng lớn, hắn cách làm, cũng càng ngày càng quá mức, cho tới bây giờ, phàm là tới Ninh Trung thị du lịch du khách, những cái đó không hiểu chuyện, đều sẽ bị Vinh Tuấn cướp đoạt một phen, mỗi năm du khách kiểu gì số lượng, Vinh Tuấn nếm đến ngon ngọt. Liền một phát không thể vãn hồi. Chương 843 nàng quản không đến. Nói tóm lại, Vinh Tuấn hiện tại, ở Ninh Trung thị du lịch sinh ý, làm càng lúc càng lớn, có thể nói, đã chiếm cứ Vinh Tuấn rất lớn một bộ phận nguồn thu nhập, mỗi tháng tiền bao ơ, hướng dẫn du lịch nộp lên tiền, đều không phải số lượng nhỏ. Nhưng hiện tại, phải bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Vinh Tuấn đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nhà ai truyền thông đừng nói phơi. Chính là tới điều tra, Vinh Tuấn hắn cũng không cho phép. Ngồi ở này chiếc chạy băng băng thương vụ thượng, Vinh Tuấn một cái lại một chiếc điện thoại đánh đi ra ngoài. Buổi sáng 9 giờ, Vinh Tuấn đi vào một nhà cao ốc dưới lầu. Tại đây cao ốc hạ, ngừng thuần một sắc Land Rover xe, đường Vinh Tuấn đã đến sau, Land Rover cửa xe toàn bộ mở ra, lần lượt từng tráng hán từ trên xe đi xuống tới, hướng Vinh Tuấn vấn an. Vinh ca, Tuấn ca, Tuấn ca hảo. Này trình diện đại hán, ước chừng có gần 100 người. Vinh Tuấn vừa lòng gật gật đầu, hắn nhìn về phía đỉnh đầu cao ốc, nghe báo tới tin tức nói, chính là này cao ốc lầu 7, một cái gọi là Quang Minh báo xã truyền thông, muốn cho hấp thụ ánh sáng. Vinh Tuấn vung tay lên, mang theo gần 100 người, hùng hổ chiều trên lầu đi đến. Cao ốc nội bảo an, vừa thấy thượng trăm hào người đồng thời vọt tiến vào, lời nói cũng không dám nói. Vinh Tuấn ấn xuống thang máy. Sửa sang lại hạ áo trên,
đứng ở cửa thang máy chờ đợi, còn thừa tráng hán, toàn bộ thông qua thang lầu, chiều lầu 7 dũng đi. Đường Vinh Tuấn gọi thang máy đi vào lầu 7 sau, gần trăm tên tráng hán đã toàn bộ đúng chỗ. Một cái viết có Quang Minh báo xã 4 chữ thẻ bài, treo ở bên trong một gian làm công trước cửa. Một người tiểu đệ, cong eo, đầu cũng không dám ngẩng lên đứng ở cửa. Vinh Tuấn bước đi qua đi. Vinh Thiếu, ngài đã tới. Tiểu đệ nhìn thấy Vinh Tuấn, vội vàng vấn an, trên mặt lại không có nhìn thấy cứu tinh vui sướng, ngược lại tất cả đều là chua xót. Tiểu đệ rất rõ ràng, bên trong ngồi người kia, chính là Lâm Thị người cầm lái, Vinh Thiếu tuy rằng thế lực không nhỏ, nhưng cùng Lâm Thị người cầm lái, vẫn là vô pháp so, rốt cuộc Vinh Thiếu, cũng là dựa vào Lâm Thị này cây đại thụ thừa lương. Vinh Tuấn vừa thấy cửa tiểu đệ này sợ hãi rụt rè bộ dáng, liền giận sôi máu, một cái tát chiều đến tiểu đệ trên mặt, hắn sao, các ngươi như thế nào làm việc, như thế nào làm phóng viên trà trộn vào tới. Người có ở đây không bên trong? Ở bên trong, tiểu đệ run run rẩy rẩy chỉ hạ buôn bán môn. Vinh Tuấn cười lạnh một tiếng, một chân đá văng buôn bán môn. Vinh Tuấn đã tưởng hảo, chính mình nhìn thấy này cái gì Quang Minh báo xã người, vô nghĩa không nói nhiều, trước làm chính mình mang đến người, cấp cái này báo xã chướng chướng giáo huấn, mà khi buôn bán môn bị đá văng ra kia một khắc, Vinh Tuấn cũng có chút sững sờ. Tại đây Quang Minh báo xã trong đại sảnh, mấy chục danh tráng hán, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Một bộ sợ hãi bộ dáng, chẳng sợ Vinh Tuấn tiến vào, cũng chỉ là theo bản năng xem một cái, theo sau lập tức đem cúi đầu. Vinh Tuấn nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ quỳ trên mặt đất mấy chục giây tiểu đệ bên ngoài, hắn ở không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, hít sâu một hơi, Vinh Tuấn lớn tiếng nói, khi nào, chúng ta Lâm Thị như vậy nhậm người khi dễ. Lâm Thị, ngươi có thể đại biểu Lâm Thị sao? Một đạo khinh thường thanh âm vang lên, Trương Huyền từ một cái chỗ ngoặt chậm rãi đi ra. Vinh Tuấn nhìn đến Trương Huyền, trong mắt toàn là nghi hoặc, hắn vẫn luôn đều ở Ninh Trung Thị, thả đem Ninh Trung Thị Lâm Thị chi nhánh công ty, sắp kinh doanh thành chính mình độc lập công ty, tự nhiên không quen biết Trương Huyền cái này Lâm Thị tổng tài trưởng phu. Vinh Tuấn trên dưới đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, đương nhìn đến Trương Huyền này một thân không chính hiệu quần áo sau, cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên có thể đại biểu Lâm Thị, ngươi lại là cái gì a miêu a cẩu. Trương Huyền trên người quần áo, đương nhiên không phải không chính hiệu. Chỉ là này đó sang quý tư nhân nhãn hiệu, Vinh Tuấn cũng không có gặp qua mà thôi, rốt cuộc có chút đỉnh cấp thiết kế sư, là vì hoàng thất thiết kế trang phục. Nga, nếu ngươi có thể đại biểu Lâm Thị, kia không ngại nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi cường đạo hành vi, hay không Lâm Thị cho các ngươi trao quyền. Trương Huyền lôi ra một cái ghế, ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, mặt mang mỉm cười nhìn Vinh Tuấn. Vinh Tuấn mày nhăn càng thêm lợi hại, hắn năm nay bất quá 23 tuổi, ở hắn tuổi này. Liền có hiện tại địa vị, làm Vinh Tuấn từ đáy lòng, liền có một loại ngạo khí, ngày thường mặc kệ đi đâu, hắn đều là tuyệt đối vai chính, ở hắn sở tiếp xúc trong đám người, không có bất luận cái gì một cái bạn cùng lứa tuổi, dám ở trước mặt hắn bày ra cái gì cao tư thái, Trương Huyền là cái thứ nhất. Tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, nói đi, hôm nay việc này, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Vinh Tuấn nhìn mắt quỳ gối phòng trong một góc tên kia hướng dẫn du lịch, hung tợn trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hướng dẫn du lịch đã sớm sợ tới mức cả người run rẩy. Rất đơn giản, Trương Huyền nhún vai, ta tìm Ngân Châu Lâm Thị người hỏi thăm qua, nơi này phát sinh sự, Ngân Châu Lâm Thị người cũng không cảm kích, này tất cả đều là ngươi chủ đạo đi. Chúng ta nhận được không ít cử báo, chỉ cần ngươi có thể cho dư những cái đó bị các ngươi khi dễ quá người ứng có bồi thường, chúng ta liền có thể không cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Chê cười, Vinh Tuấn khinh thường cười, tiểu tử. Ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm, lão tử là ai? Lão tử sợ ngươi cho hấp thụ ánh sáng, chẳng sợ ngươi đi Ngân Châu, tìm cái kia Lâm Thanh Hạm, nàng tới này, lại dám nói lão tử một câu. Nga, Trương Huyền rất có hứng thú nhướng mày, nói như vậy, các ngươi làm sự, kia Ngân Châu Lâm Thanh Hạm còn không biết lạc. Như vậy các ngươi cũng dám đỉnh Lâm Thị danh hiệu. Thảo, Vinh Tuấn mắng một tiếng, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, lão tử muốn làm cái gì? Kia họ Lâm đồ đê tiện còn quản không đến, hôm nay sự, lão tử cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, các ngươi chủ động xóa rất chụp vài thứ kia, ta đương việc này không phát sinh quá, đệ nhị, hôm nay lão tử liền tại đây đem ngươi chôn, ai lại dám nói lão tử. Vinh Tuấn bước đi hướng Trương Huyền, vươn tay phải ngón trỏ, đỉnh Trương Huyền đầu, hắn phía sau ngoài cửa, ôm lấy gần trăm mét sắc mặt hung thần tráng hán. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, đột nhiên giơ tay.
ở Vinh Tuấn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trương Huyền đã bắt lấy Vinh Tuấn vươn tới ngón trỏ, theo sau dùng sức một phiết. Liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên khởi. A! À, nguyên bản còn phóng tàn nhẫn lời nói Vinh Tuấn, phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, tay đứt ruột sót, hắn ngón trỏ, bị Trương Huyền hoàn toàn bẻ gãy, kia phân đau đớn, há là hắn một cái nhà giàu thiếu gia có thể thừa nhận. Vinh khuôn mặt Tuấn Tú sắc tái nhợt, cái trán nháy mắt che kín mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình đã bị bẻ biến hình ngón trỏ, không ngừng hít hà một hơi. Ta nhắc nhở một chút, Trương Huyền như cũng ngồi ở chỗ kia, kiều chân bắt chéo, mặt mang ý cười, người nói chuyện thời điểm, hơi chút chú ý một chút, ngàn vạn đừng làm ta nghe được cái gì không dễ nghe lời nói. Thảo, thảo, Vinh Tuấn nghiêng về một phía hút khí lạnh, một bên chửi ầm lên, tiểu tử, người hắn sao dám đụng đến ta? Người hắn sao là khiêu khích Lâm Thị? Khiêu khích Lâm Thị, một đạo giọng nữ, từ bên trong một gian trong phòng vang lên, Lâm Thanh Hạm chậm rãi từ buồng trong đi ra, Vinh Tuấn, người như vậy cách làm, đã không cùng Lâm Thị móc nối. Chương 844 ai đều không động đậy ngươi. Vinh Tuấn nhìn từ môn trung xuất hiện nữ nhân, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Lâm Thanh Hạm. Là ngươi. Lâm Thanh Hạm phiết Vinh Tuấn liếc mắt một cái, đi đến Trương Huyền phía sau, hai chỉ nhu để đáp ở Trương Huyền trên vai, lão công, ghi âm lục hảo sao. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, từ áo trên trong túi lấy ra một chi bút ghi âm tới, sở hữu đồ vật đều ở bên trong, bằng vào này ghi âm, liền đủ đem hắn bẩm báo ở tù mọt gông. Vinh Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền móc ra kia căn bút ghi âm, theo sau ánh mắt chuyển rời đến Lâm Thanh Hạm trên người, mắng to nói, tiện nhân, ngươi âm ta. Ân, Trương Huyền ánh mắt phát lạnh, cả người bạo khởi, một chân chính chính đá vào Vinh Tuấn ngực. Vinh Tuấn cả người giống như một viên đạn pháo bay ngược đi ra ngoài, tạp đến phía sau trên mặt tường, tức khắc đem mặt tường tạp ra nẻ mở ra. Trương Huyền xông lên phía trước, một phen đè lại Vinh Tuấn yết hầu, đem Vinh Tuấn khấu ở trên mặt tường. Mãnh liệt va chạm, cùng với yết hầu bị khóa, làm Vinh Tuấn cả người, liền giống như một con vô lực ếch xanh giống nhau, dựa vào vách tường không ngừng đặng chân. Trương Huyền bỗng nhiên để đầu gối, hung hăng đỉnh ở Vinh Tuấn chân trái cong chỗ. Răng rắc một tiếng, chẳng sợ khoảng cách mấy thước bên ngoài người, đều rõ ràng nghe được, không tự giác dùng mình một cái. Còn ở dãy giụa Vinh Tuấn, lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trương Huyền buông lỏng tay, Vinh Tuấn cả người ngã trên mặt đất, ôm chính mình chân trái, không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết, hắn chân trái, xem như bị Trương Huyền hoàn toàn phế bỏ. Xem ra ngươi không đem ta nhắc nhở đương hồi sự, Trương Huyền vỗ vỗ tay, chiều một bên đi đến. Đánh, gọi điện thoại, cho ta ra ra gọi điện thoại, Vinh Tuấn phát ra thống khổ tiếng hô. Nguyên bản đi theo Vinh Tuấn mà đến, đứng ở ngoài cửa gần trăm tên đại hán, giờ phút này là một cái cũng không dám vọng động, Trương Huyền loại này cường thế ra tay, đã đưa bọn họ dọa tới rồi, cộng ra tay hai lần, một lần chặt đứt Vinh Tuấn ngón tay, một lần phế đi Vinh Tuấn chân, loại này nhân vật, tuy là này đó đại hán, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, bọn họ ngày thường, bất quá là ỷ vào người nhiều, đi khi dễ một chút người khác, chân chính gặp được cái loại này tàn nhẫn nhân vật, đó là căn bản không dám cùng nhân ra ngạnh cương. Ngoài cửa một người, động tác hoảng loạn lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Vinh Tuấn ra ra Vinh Quang. Làm năm đó cùng Lâm Chính Nam cùng nhau giao tranh lão nhân, Vinh Quang ở Ninh Trung thị uy vọng, cùng Lâm Chính Nam ở Ngân Châu, là giống nhau như đúc. Một người, có thể đứng ở một thành đỉnh, không có một cái là đơn giản nhân vật, tâm tư đơn giản người, lại sao có thể dọn sạch trước mặt như vậy nhiều đối thủ mà đang đỉnh đâu. Vinh Quang thân xuyên một thân đường trang, ngồi ở một gian cũ xưa tiểu trong quán trà, phao một chén trà nóng, hưởng thụ lúc tuổi già sinh hoạt. Quán trà bên ngoài, bảo tiêu tài xế, đem quán trà đại môn phá hỏng, không có một người có thể tùy ý ra vào. Một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Vinh Quang tràn đầy nếp nhăn trên mặt xuất hiện một tia bất mãn thần sắc, ta không phải nói sao, ta uống trà thời điểm, đừng tới quấy rầy ta. Người đến là một người hơn 50 tuổi trung niên, thấp hèn đầu, thực xin lỗi Vinh gia, chỉ là tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện. Tuấn Nhi xảy ra chuyện, thân xuyên đường trang Vinh Quang đột nhiên đứng lên, Vinh Tuấn là hắn trưởng tôn, cũng là bọn họ Vinh gia duy nhất truyền nhân, còn lại đều là nữ tính, ở Vinh Quang trong lòng, Vinh Tuấn chính là hắn tâm đầu nhục. Là Vinh gia truyền tông tiếp đại căn bản, ngươi cho ta nói, Tuấn Nhi xảy ra chuyện gì? Vinh gia, tiểu thiếu gia sự bị Ngân Châu bên kia người đã biết, nghe nói, Lâm Thanh Hạm tự mình dẫn người lại đây, đem. Đem, người tới nói đến này,
nhìn mắt Vinh Quang, không dám tiếp tục nói tiếp. Vinh Quang thấy đối phương này phúc muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, chau mày nói, làm sao vậy? Người nọ hít sâu một hơi, Lâm Thanh Hạm dẫn người lại đây, đem tiểu thiếu gia phế đi. Phế đi, Vinh Quang cả người sửng sốt, theo sau đôi mắt vừa lật, liền chiều sau tài đi. Người tới vội vàng đem Vinh Quang đỡ lấy. Vinh Quang cả người run rẩy, mau, thông chi mọi người chạy tới nơi, chẳng sợ Lâm Thanh Hạm, cũng không thể tùy tiện đối Tuấn Nhi làm cái gì. Cho ta tiếp Lâm Chính Nam điện thoại. Là, Vinh gia, người tới lập tức gật đầu, từng đạo mệnh lệnh an bài đi xuống. Ở Quang Minh báo xã Trung, Trương Huyền xách theo Vinh Tuấn lưng quần, giống như dẫn theo một con chết cẩu giống nhau, đem Vinh Tuấn để đi xuống lầu. Cao ốc dưới lầu, từng chiếc tuần bộ xe ngừng ở nơi này, tên kia hướng dẫn du lịch, cùng với tham dự đến những việc này chung người, toàn bộ đều bị khảo trụ đôi tay. Ngân Châu vì tuần bộ bậc cha chú tự cùng Ninh Trung thị tuần bộ cục liên hệ, chuyên môn dẫn người lại đây, phàm là cùng việc này liên lụy người, một cái đều không buông tha. Này hướng dẫn du lịch đám người làm sự tình, đã là cướp bóc. Kia một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi, cũng đều đi theo hồi tuần bộ cục đi làm ghi chép, hướng dẫn du lịch từ bọn họ nơi đó đoạt tiền, sẽ ở sự tình điều tra rõ ràng về sau, toàn bộ trả lại. Về du lịch công ty chuyện này, lớn nhất phía sau màn làm chủ, chính là Vinh Tuấn, bên này sự tình xử lý xong sau, Lâm Thanh Hạm sẽ phản hồi Ngân Châu, đem toàn bộ Tắc Giang du lịch toàn bộ chỉnh đốn, phàm là cùng việc này móc nối người, bao gồm Tắc Giang du lịch bên trong những cái đó lung tung thu phí phục vụ nhân viên, cũng một cái đều sẽ không nhẹ tha. Trương Huyền trong tay cái kia bút ghi âm đồ vật, đủ những người này hoàn toàn uống một hồ đồng thời, cũng có thể vì Lâm thị chính danh. Từng chiếc tuần bộ xe khai đi. Trương Huyền đem mặt xám như cho tàn Vinh Tuấn ném ở một chiếc tuần bộ xa tiền, hai gã tuần bộ bước nhanh đi lên tới, muốn khảo Vinh Tuấn. Lan, các ngươi hắn sao cấp lão tử lăn, ai hắn sao cho phép các ngươi bắt ta, biết ông nội của ta là ai sao? Ông nội của ta là Vinh Quang. Vinh Tuấn sắc mặt điên cuồng đẩy ra trước người tuần bộ, hắn biết rõ, chính mình làm những việc này, thật muốn miệt mài theo đuổi, chính mình sẽ có cái gì kết cục, bỏ tù là khẳng định, chính mình tốt đẹp sinh hoạt, từ nay về sau, lại cùng chính mình không quan hệ. Thành thật một chút, hai gã tuần bộ đè lại Vinh Tuấn, vừa muốn thượng thủ khảo, liền nghe một đạo hét lớn một tiếng từ bên cạnh vang lên. Đều cho ta buông ra. Ngay sau đó, liền thấy một người hơn 50 tuổi trung niên nam nhân đi nhanh chạy tới, vọt tới hai gã tuần bộ trước mặt, quát lớn nói, sao lại thế này? Hiểu hay không quy củ, ai các ngươi đều dám khảo, không biết đây là Vinh gia tôn tử sao? Hai gã tuần bộ ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một người thân xuyên đường trang, tuổi ở 70 tuổi tả hữu lão nhân bước nhanh đi tới. Hai vị, ta cùng ta tôn tử nói mấy câu, hẳn là không tính phá hư quy củ đi. Đường trang lão nhân hướng hai gã tuần bộ ra tiếng. Hai gã tuần bộ liếc nhau, gật gật đầu, đồng thời buông ra Vinh Tuấn. Vinh Tuấn vừa thấy đến Vinh Quang, lập tức khóc kêu bò lại đây, ôm lấy Vinh Quang chân, ra ra. Ra ra, ngươi cần phải cứu ta a ra ra. Vinh Quang nhìn Vinh Tuấn kia hoàn toàn biến hình tay phải ngón trỏ, lại chú ý tới Vinh Tuấn kia đã không thể nhúc nhích chân trái, trong mắt toàn là lửa giận, hắn khom lưng vỗ vỗ Vinh Tuấn bả vai, yên tâm đi. Có ra ra cho ngươi làm chủ, hôm nay ra ra tại đây, ai đều không động đậy ngươi. Chương 845 toàn là nguyên lão. Vinh Quang đang nói chuyện khi, toàn thân tản ra một loại cường đại tự tin. Ra ra, ta chân bị người phế đi a. Vinh Tuấn khóc kêu, ngươi nhất định không thể như vậy liền buông tha hắn, ngươi đến báo thù cho ta. Dám động người của ngươi, ra ra một cái đều sẽ không bỏ qua. Vinh Quang bỗng nhiên ngẩng đầu. Phần đục trong mắt tản mát ra một đạo tinh quang, thẳng chỉ Lâm Thanh Hạm, Lâm nha đầu, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi còn ở tã lót, đảo mắt hơn 20 năm qua đi, ngươi đều trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Vinh Quang lời này, nghe làm như ở nhớ tình bạn cũ, kỳ thật là ở nói cho Lâm Thanh Hạm, ta Vinh Quang chinh chiến này thương trường thời điểm, ngươi vẫn là một cái ăn nãi tiểu hài tử, không phải do ngươi ở trước mặt ta làm càn. Lâm Thanh Hạm tiến vào thương trường nhiều năm như vậy. Nơi nào nghe không hiểu Vinh Quang ý tứ trong lời nói, nàng hướng Vinh Quang hơi hơi mỉm cười nói, Vinh gia gia, thường xuyên nghe ông nội của ta nhắc tới ngươi, hắn lão nói ngươi có bao nhiêu đức cao vọng trọng, chịu người kính ngưỡng. Lâm Thanh Hạm này phiên không đánh mà thắng trả lời, đem Vinh Quang vừa mới biểu đạt ra ý tứ toàn bộ phản kích trở về, làm Vinh Quang có loại một quyền đánh vào lò xo thượng,
trái lại bị thương chính mình cảm giác. Vinh Quang cười lạnh một tiếng, Lâm nhà đầu, ta sống nhiều năm như vậy, rất nhiều sự sớm đã thấy ra, đức không đức cao vọng trọng, ta họ Vinh trong lòng minh bạch, lúc trước ta cùng Chính Nam cùng nhau đánh hạ này Tây Hạ tỉnh thương giới, Chính Nam về hưu sau, ta cũng liền đi theo về hưu, hiện tại chúng ta này đó lão nhân, chỉ hy vọng hậu thế quá tốt một chút, người hiện tại này phiên cách làm ta rất khó làm a. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, Vinh ra ra, chúng ta thương nhân cũng có ngạo cốt, này ngạo cốt, là không kiếm vi phạm lương tâm tiền, đây cũng là ông nội của ta vẫn luôn dạy dỗ ta, lòng dạ hiểm độc tiền, chúng ta Lâm thị chưa bao giờ kiếm. Lâm Thanh Hạm lời tuy nhiên chưa nói minh bạch, nhưng ý tứ lại biểu hiện tương đương rõ ràng, đó chính là, kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền, liền không phải Lâm thị người. Vinh Quang đang ở này Ninh Trung thị, có cùng Lâm Chính Nam ở Ngân Châu đồng dạng địa vị, Vinh Tuấn đều đã làm chuyện gì, Vinh Quang trong lòng tự nhiên rõ ràng, nghe được Lâm Thanh Hạm lời này, hắn hử lạnh một tiếng, Lâm nhà đầu, ta lão già này tuổi cũng lớn, sống một ngày liền ít đi một ngày, mỗi ngày thời gian, cũng không nghĩ lãng phí ở này đó miệng lưỡi chi tranh thượng, hôm nay sự, đừng nói ngươi tại đây, chẳng sợ Chính Nam hắn tới, cũng cần thiết phải cho ta Vinh Quang một cái giao đãi. Giao đãi, Lâm Thanh Hạm mày liễu một trọn, người nghĩ muốn cái gì giao đãi? Rất đơn giản. Ai động ta Tuấn Nhi, ai liền đừng rời khỏi này. Vinh Quang bàn tay vung lên, cực độ khí phách nói, Tuấn Nhi là ta Vinh gia duy nhất truyền nhân, cần thiết đến hảo hảo quá xong cả đời này. A, à, Vinh Tuấn hắn cách làm, nhưng không chấp nhận được hắn hảo hảo quá xong cả đời này. Lâm Thanh Hạm len keng hữu lực đáp. Vinh Quang đôi mắt nheo lại, Lâm nhà đầu, người đây là tưởng cùng lão nhân ta xé rách ra mặt. Vinh Quang thanh âm vừa ra, liền nghe một bên. Vang lên một đạo tự tin mười phần thanh âm, xé rách ra mặt. Bằng vào Chính Nam ra một tiểu nha đầu, còn không có tư cách cùng chúng ta xé rách ra mặt đi. Không tồi, một cái miệng còn hôi sữa nha đầu, quản lý mấy năm Lâm thị, nói dễ nghe một chút, nàng là Lâm thị tổng tài, nhưng hướng trắng ra nói, nàng bất quá là vận khí tốt chút, kế thừa một ít chúng ta lúc trước từ bỏ đồ vật. Đích xác, chẳng sợ Chính Nam người khác tới, cũng không dám nói cùng chúng ta này đó lão gia hỏa xé rách ra mặt. Một cái Lâm Thanh Hạm, nàng dựa vào cái gì? Có cái gì tự tin? Một đạo lại một đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Lâm Thanh Hạm mày liễu nhăn lại, chiều một bên nhìn lại. Liền thấy, lần lượt từng tuổi đạt tới 6-70 tuổi lão nhân lão thái thái đã đi tới, mỗi người phía sau, đều đi theo bảo tiêu cùng bí thư, ở này đó người trên người, đều mang một quả huy chương đồ án, là ở cát vàng giữa một cây cây xanh, này huy chương thượng cảnh tượng. Là vài thập niên trước Tây Hạ tỉnh, mà loại này huy chương, chỉ có Lâm thị già nhất đồng lứa nguyên lão mới có thể có được, này đó nguyên lão, kia đều là năm đó cùng nhau cùng Lâm Chính Nam chinh chiến Tây Hạ tỉnh thương trường. Vinh Quang nhìn đến những người này xuất hiện, sắc mặt vui vẻ, những người này, tự nhiên không phải trùng hợp tới rồi, mà là hắn chuyên môn thông chi. Lúc trước, rất nhiều người cùng nhau lang bạt thương giới, đến cuối cùng, chỉ tồn Lâm thị, những người này nói thật dễ nghe, chủ động từ bỏ một ít đồ vật. Nhưng lúc trước là cái gì làm cho bọn họ từ bỏ, chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Này đó đều là có được dã tâm người, nếu vô dã tâm, lúc trước lại như thế nào sẽ tranh bá thương trường. Nhưng kết quả là, Lâm Chính Nam đăng đỉnh, những người này toàn bộ quy ẩn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ lưu có ý kiến. Hiện giờ, Lâm Thị bắt lấy mấy cái chỉ tiêu, phía chính phủ chính sách bệnh viện, bao gồm khoa học kỹ thuật thành thí điểm hạng mục, cùng với cùng Pháp Quốc gia Long tập đoàn hợp tác. Bao gồm sớm nhất cùng thuyền cứu nạn hợp tác, cái này làm cho Lâm Thị nhảy trở thành toàn bộ Tây Hạ tỉnh lớn nhất tập đoàn, rất nhiều người xem ở trong mắt, đều có chút đỏ mắt, trong lòng càng là bất mãn, cũng đều ở tìm cơ hội. Lúc này đây, Vinh Quang có thể nói là nhất hồ bá ứng, năm đó lão nhân, ở nghe được tin tức này sau, toàn bộ bằng mau tốc độ tới rồi Ngân Châu, chính là muốn chèn ép Lâm Thanh Hạm, một khi có thể đem Lâm Thanh Hạm chèn ép trụ, vậy đủ để đề cao bọn họ uy vọng. Hy vọng một khi đề cao, liền có thể từ Lâm thị nơi này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Ninh Trung thị ở Tây Hạ tỉnh vị trí tương đối đặc thù, cơ hồ từ các địa phương tới rồi, đều không cần quá dài thời gian, những người này, vừa lúc đuổi tại đây trong lúc nhất thời, đồng thời đã đến. Lâm Thanh Hạm nhìn đã đến những người này, mày liễu nhăn càng ngày càng gấp. Lâm thị là một cái tương đối đặc thù tồn tại, Lâm Chính Nam sở dĩ có như vậy cao hy vọng. Là bởi vì hắn bị gọi sáng lập Tây Hạ thương giới đi đầu đại ca. Nếu nói, hiện tại cái này đi đầu đại ca cháu gái, công nhiên cùng lúc trước nguyên lão xé rách ra mặt,
này tất nhiên sẽ làm này đi đầu đại ca uy vọng quét rác, đối với Lâm Chính Nam bản nhân tới nói, rất có thể làm hắn huy hoàng cả đời, ở xuống mồ trước, bị người họa thượng hung hăng một đạo hắc tuyến. Đây là Chính Nam gia nữ oa, tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, khi nào, này đó tiểu bối, cũng có thể ở chúng ta trước mặt dương oai. Một người thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn, đầu tóc hoa dâm lão nhân đi đến vinh quang bên cạnh, nhìn Lâm Thanh Hạm, không chút khách khí ra tiếng quát lớn nói. Người trẻ tuổi, hỏa khí thịnh, cũng có thể lý giải, chúng ta tuổi trẻ khi không cũng như vậy sao? Một người thân xuyên sang quý trồn nhung bà lão cũng đi tới, bất quá sao, hỏa khí lại thịnh, hướng về phía chính mình trưởng bối phát hỏa, cái này kêu chẳng phân biệt tôn ti. Không tồi. Lần lượt từng Lâm Thị Nguyên lão đi tới, toàn bộ ra tiếng, nhằm vào Lâm Thanh Hạm. Vừa mới bị người từ trên mặt đất nâng lên Vinh Tuấn, nhìn đến có nhiều như vậy trưởng bối tới chống lưng, trên mặt sợ hãi dần dần biến mất, ngược lại biến thành vẻ mặt âm ngoan, ánh mắt không ngừng ở Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền chi gian nhìn quét. Tuấn Nhi, ngươi là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên, có chuyện gì, cấp nãi nãi nói, nãi nãi cho ngươi làm chủ, Chính Nam gia tiểu bối, cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chồn nhung bà lão mở miệng. Chương 846 làm hắn cấp cái công đạo. Lâm Thanh Hạm nhìn đã đến những người này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Những người này nói chuyện, nơi trốn dùng thân phận đè nặng chính mình, đồng thời còn ngẫu nhiên nhắc tới Lâm Chính Nam danh hào, đây là tưởng ở chính mình trước mặt cậy già lên mặt. Này vài thập niên tới, Lâm Thị bên trong ra cái gì vấn đề, đều là Lâm Thị bên trong đến từ hành giải quyết, khi nào, bắt đầu làm tuần bộ cục nhúng tay. Kia kiểu áo tôn trung sơn lão nhân bất mãn nói, chẳng lẽ nói, hiện tại chúng ta này đó lão gia hỏa còn chưa có chết, Lâm Chính Nam hậu bối, cũng đã không đem chúng ta để vào mắt sao. Nếu là cái dạng này lời nói, Lâm Chính Nam lúc trước cho chúng ta hứa hẹn, bất quá là một giấy nói suông mà thôi. Lâm Thanh Hạm, người này nữ oa, ta lần trước gặp ngươi, ngươi còn ở xuyên quần hở đúng, hiện tại cũng đã muốn cưỡi ở chúng ta này đó lão gia hỏa trên đầu. Lại một người lão nhân ra tiếng. Ngươi là Lâm Thị Tổng Tài, nhưng muốn làm rõ ràng, chúng ta nếu không đồng ý, Lâm Thị cũng không phải do ngươi tới làm chủ. Kia thân xuyên trồn nhung trường bào bà lão mở miệng, như thế nào, các ngươi Lâm Thị, hiện tại là tưởng cùng chúng ta này đó lão nhân phân chia giới hạn. Trình diện người, toàn bộ đều ở giúp đỡ Vinh Quang nói chuyện. Lâm Thanh Hạm đứng ở chỗ này, hiển nhiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có hai người thấy chèn ép không sai biệt lắm, sướng nổi lên mặt trắng. Nữ oa, đây đều là Lâm Thị bên trong sự, mau làm tuần bộ đều tan, chuyện gì, Lâm Thị bên trong tới giải quyết. Vinh Tuấn đây là cái hảo hài tử, nếu có chuyện gì làm sai nói, chúng ta sẽ giáo dục hắn. Làm tuần bộ tan, đem bị thương Vinh Tuấn người giao ra đây, chúng ta đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, bằng không, sự tình hôm nay, người cần thiết phải cho chúng ta cái công đạo. Chồn bào bà lão mở miệng. Lâm Thanh Hạm cúi đầu, nghe bên tai truyền đến thanh âm. Sắc mặt càng thêm băng hàn lên. Ha ha ha, một đạo tiếng cười to, đột nhiên từ một bên vang lên, chư vị, lâu như vậy không gặp, kết quả bởi vì điểm này việc nhỏ tụ ở bên nhau, còn khó xử một cái hài tử, cũng không phải là các ngươi năm đó tác phong a. Này tiếng cười vang lên nháy mắt, ở đây này đó Lâm Thị Nguyên lão, liền thống nhất đem ánh mắt chiều tiếng cười truyền đến địa phương nhìn lại. Lâm Thanh Hạm cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, ra ra. Lâm Chính Nam từ một chiếc may bách thượng đi ra, đôi tay bối ở sau người, đi nhanh chiều bên này mà đến. Chính Nam, người thật là dạy cái hảo cháu gái a, tùy tùy tiện tiện, liền đem ta tôn tử chân cấp phế đi. Vinh Quang sắc mặt khói mù nhìn Lâm Chính Nam, kia trong giọng nói, toàn là vấn tội ý tứ, Lâm Chính Nam, cũng là hắn gọi điện thoại kêu tới. Lâm Chính Nam, người rốt cuộc có ý tứ gì? Chồn bào bà lão cũng mở miệng, lúc trước chúng ta từng có hiệp nghị. Khắp nơi mặc kệ khắp nơi sự, hiện tại các ngươi ngân châu tay, trực tiếp duỗi đến Ninh Trung tới. Đây là hỏng rồi quy củ đi. Hỏng rồi quy củ chính là các ngươi. Lâm Thanh Hạm lại lần nữa mở miệng, Vinh Tuấn đánh Lâm Thị danh hào, làm toàn là chút thương thiên hại lý sự, cùng cường đạo vô dị. Ngươi câm miệng, kiểu áo tôn trung sơn lão nhân quát lớn một tiếng, Lâm nữ oa, ngươi ra ra đến này, hiện tại này nào có ngươi nói chuyện tư cách. Ta, Lâm Thanh Hạm vừa muốn lên tiếng. Lại bị Lâm Chính Nam một cái thủ thế ngừng. Lâm Chính Nam ha hả cười, nơi này sự, ta cũng nghe nói, Vinh Quang, ngươi này tôn tử, chính ngươi không hảo hảo quản quản, tự nhiên là có người muốn xen vào. Vinh Quang hừ lạnh một tiếng,
ta tôn tử như thế nào, là chúng ta Vinh gia chính mình sự tình, còn không tới phiên nhà ngươi tiểu bối tới nhúng tay. Lâm Chính Nam, ý của ngươi là, ta Vinh Quang con cháu, đến nghe ngươi Lâm gia. Đó có phải hay không chúng ta này đó lão Đông Tây, cũng đều đến nghe ngươi Lâm gia. Vinh Quang, chúng ta tuổi đều lớn như vậy, thu thu tính tình của ngươi. Lâm Chính Nam mặt mang ý cười, chúng ta đều là lão bằng hữu, lúc trước trình mông các vị, ta Lâm Chính Nam mới có hôm nay, sự tình đã xảy ra, không phải khắc khẩu, mà là giải quyết. Hảo một cái thu thu tính tình, chồn bào bà lão vẻ mặt bất mãn, Lâm Chính Nam, bị đoạn rớt, không phải ngươi cháu gái chân, nếu hôm nay ngươi cháu gái bị người phế đi, ta xem ngươi còn có thể hay không dừng khí. Ân, vẫn luôn mặt mang tươi cười Lâm Chính Nam, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt sáng như đuốc, chừng hướng chồn bào bà lão, vậy ngươi có ý tứ gì, cũng tưởng phế ta cháu gái một chân sao? Nếu tưởng phế, ta liền đứng ở chỗ này nhìn, nhìn xem các ngươi ai tới. Ở Lâm Chính Nam dưới ánh mắt, chồn bào bà lão theo bản năng ngừng lại một hơi. Lúc trước, Lâm Chính Nam có thể đứng ra, khiêng lên đại kỳ, kia tất nhiên là có được nghiền áp mọi người thủ đoạn, chỉ là có chút người, mũi nhọn thu lâu lắm, liền sẽ bị người phai nhạt. Ở đây Lâm Thị Nguyên lão, vừa thấy Lâm Chính Nam tức giận, qua lại liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút kiêng kỵ. Kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân vội vàng mở miệng hòa giải, Chính Nam, đừng nhúc nhích khí, này không phải cũng là lão Vinh gia tôn tử bị thương, đại gia quá sốt ruột sao, nói trắng ra là, mọi người đều là huynh đệ, này lão Vinh gia tôn tử, cũng chính là đại gia tôn tử, nhà các ngươi thanh hạ muốn bị thương, chúng ta phỏng chừng một đám đều đến điên mất, sao có thể thật cho các ngươi gia thanh hạm ra cái gì vấn đề đâu. Đúng không, Lâm Chính Nam cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi vây quanh ở nơi này, đối một cái vãn bối, lại là muốn làm gì? Có chuyện gì, đại nhưng đi Lâm thị trang viên, ta hảo trà chiêu đãi các ngươi. Trương Huyền đứng ở Lâm thanh hạm phía sau, nhìn Lâm Chính Nam một người ở khí thế thượng ngăn chặn trình diện toàn bộ Lâm thị nguyên lão, không khỏi cười, hắn nhận thức Lâm Chính Nam thời gian dài như vậy, này vẫn là lần đầu thấy Lâm Chính Nam lộ ra này phiên bộ dáng, đừng nói, thật là có vài phần uy thế, ít nhất, Trương Huyền gặp qua rất nhiều thương giới đại lão, nhưng có thể tại đây uy thế thượng so qua Lâm Chính Nam, thật đúng là không mấy cái, nhìn dáng vẻ, Lâm Chính Nam tuổi trẻ khi, cũng không phải gì đó thiện cha a. Bất quá loại sự tình này, ngẫm lại cũng có thể minh bạch, năm đó chị An, căn bản không có hiện tại tốt như vậy, muốn đem sinh ý làm lên, nhưng không riêng gì có kinh thương đầu óc là được, đặc biệt là Tây Bắc loại này chưa khai phá nơi. Vinh Quang nhìn mắt chính mình gãy chân phải bị người nâng mới có thể đứng lại tôn tử, hít sâu một hơi, ra tiếng nói, Chính Nam, chuyện này, ta cũng minh bạch, là Tuấn Nhi có sai trước đây, nhưng người biết, Tuấn Nhi là ta Vinh gia duy nhất người nối nghiệp, hắn nếu liền như vậy bị người phế bỏ, không riêng ta trên mặt không nhịn được, người danh dự, đồng dạng sẽ bị hao tổn, ta cũng không trách thanh hạm nha đầu, ta chỉ nghĩ, làm phế bỏ nhà ta Tuấn Nhi người kia, trả giá đại giới. Vinh Quang nói đến này, ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lâm thanh hạm phía sau Trương Huyền, vừa mới hắn cũng đã nghe người ta nói, biết đối Vinh Tuấn ra tay người rốt cuộc là ai. Không tồi, Chính Nam. Vinh Tuấn không thể bạch bạch bị người phế bỏ, nếu Tuấn Nhi liền như vậy bị người phế đi, ngươi thân là đi đầu đại ca, một câu cũng không nói, chỉ sợ, ở không có người sẽ phục ngươi a. Chồn bào bà lão, nửa thành khẩn nửa uy hiếp nói. Lâm Chính Nam cười như không cười nhìn quét một vòng, nếu những người này, hôm nay là chỉ định muốn Lâm Thanh Hạm tới cấp cái công đạo, Lâm Chính Nam khả năng thật muốn xé rách ra mặt, danh dự bị hao tổn, nhưng cố tình. Những người này thế nhưng tự tìm tử lộ, muốn cho đường đường Diêm Vương sống tới cấp bọn họ cái công đạo. Diêm Vương sống công đạo, bọn họ, nhận được khởi sao. Chương 847 tiểu tử, người xong rồi. Ở đây Lâm Thị Nguyên lão, thấy Lâm Chính Nam không nói gì, chỉ đương Lâm Chính Nam ở suy xét hay không chịu thua. Chính Nam, chuyện này, vô luận như thế nào, người đều đến cho đại gia một cái giao đãi. Kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân đi đến Lâm Chính Nam trước người, nhẹ giọng nói, ngươi cháu gái làm tuần bộ bắt lão Vinh ra nhiều người như vậy, ngươi liền tùy tiện lấy ra một cái dâu ria, ném ra tới, lão Vinh ra mặt mũi tốt nhất xem, ngươi mặt mũi thượng cũng đẹp, ngươi cảm thấy đâu. Lâm Chính Nam trầm mặc không nói, nhìn Vinh Quang gia tôn hai, này nơi nào là làm họ Vinh mặt mũi đẹp, này thật muốn làm Diêm Vương sống cấp cái công đạo, chỉ sợ họ Vinh một nhà, liền không có. Chính Nam. Ngươi cũng đừng do dự, hôm nay việc này, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, ngươi hơi chút tùng tùng khẩu, hôm nay nhiều như vậy lão huynh đệ cũng đều nhìn đâu,
đừng làm cho mọi người đều không hảo làm. Kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân lại lần nữa ra tiếng. Lâm Chính Nam nhìn về phía Vinh Tuấn, bắt giữ tới rồi Vinh Tuấn trong mắt kia nói khói mù, loại này khói mù thần sắc, ở Lâm Chính Nam cả đời này thời gian giữa, gặp qua quá nhiều lần, hắn đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Trương Huyền nhân vật như thế nào, riêng là Lâm Chính Nam đơn giản một ánh mắt, hắn liền minh bạch Lâm Chính Nam muốn làm cái gì, hướng Lâm Chính Nam gật gật đầu. Trầm mặc nửa ngày Lâm Chính Nam mở miệng nói, hảo. Ta Lâm Chính Nam, cũng đều không phải là không nói lý người, các ngươi muốn cái công đạo, ta liền cho các ngươi một cái giao đãi, Thanh Hạm, đi. Lâm Chính Nam nói, tiến lên một tay bắt lấy Lâm Thanh Hạm cánh tay. Ra ra, Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Chính Nam. Lâm Chính Nam âm thầm hướng Lâm Thanh Hạm đưa mắt ra hiệu. Lâm Thanh Hạm quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền, phát hiện Trương Huyền cũng ở hướng chính mình không ngừng nháy đôi mắt, cái này làm cho Lâm Thanh Hạm tức khắc minh bạch, chính mình lão công, cùng chính mình ra ra, ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống, cũng đã đạt thành nào đó ăn ý. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Hạm cũng không hề nhiều lời, tùy ý Lâm Chính Nam lôi kéo, chiều kia chiếc may bách đi đến. Đến nỗi Trương Huyền an nguy, Lâm Thanh Hạm căn bản không cần suy xét. Đồng thời, Lâm Chính Nam riêng tìm được rồi tự mình mang đội lại đây Vi Tuần Bộ Trường, làm Vi Tuần Bộ Trường đem tuần bộ toàn bộ triệt. Đứng ở chỗ này rất nhiều Lâm Thị Nguyên lão, mắt thấy Lâm Chính Nam mang theo Lâm Thanh Hạm lên xe, khóe miệng đều dơ lên một mặt đắc ý tươi cười, Lâm Chính Nam chịu thua, làm cho bọn họ minh bạch, Lâm Chính Nam quả thực để ý chính mình danh dự, đồng thời cũng làm cho bọn họ xác minh chính mình uy hiếp lực, có tầng này uy hiếp lực. Gì sầu từ Lâm Thị nơi đó lấy không được chỗ tốt. Mắt thấy kia chiếc may bách khai đi, đoàn người toàn đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Vinh Tuấn khóe môi treo lên tàn nhẫn cười lạnh, tiểu tử, ngươi không phải thực bừa bãi sao? Lại cấp lão tử cuồng một cái thử xem, không có người cho ngươi chống lưng, ngươi ở lão tử trước mặt, liền một cái cẩu đều không tính, ngươi có biết hay không? Trương Huyền đứng ở nơi đó, vừa vặn làm một cái đưa điện thoại di động để vào đâu chung động tác. Vinh Quang sắc mặt âm lãnh hướng phía sau vung tay lên. Lập tức có hai gã hắc y bảo tiêu đi rồi đi lên, bắt lấy Trương Huyền bả vai, không nói hai lời, trực tiếp đem Trương Huyền chiều một chiếc xe Việt dã thượng kéo đi. Trương Huyền cũng không có phản kháng, tùy ý hai người đem hắn đưa tới trên xe. Tuấn Nhi, người tính toán xử lý như thế nào? Vinh Quang hỏi hướng chính mình tôn tử. Rất đơn giản, Vinh Tuấn khóe môi treo lên cười lạnh, ta muốn mài nhỏ hắn tứ chi. Một chút đem hắn tra tấn đến chết. Tuấn Nhi, tùy ngươi như thế nào chơi, nhưng có một chút ngươi phải chú ý. Trồn bào bà lão mở miệng, những việc này, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được, ngàn vạn không cần chính mình động thủ, không thể bị người bắt lấy nhược điểm. Yên tâm, ta minh bạch, Vinh Tuấn gật đầu. Hành, việc này cũng không vội hôm nay. Vinh Quang mở miệng, hướng tên kia hơn 50 tuổi trung niên nam nhân nói, trước an bài vài người, mang thiếu gia đi bệnh viện. Giải quyết tốt hậu quả sự tình, chính ngươi xử lý. Là, Vinh gia. Trung niên nam nhân xoay người, chiều Trương Huyền sở thượng kia chiếc xe Việt dã đi đến. Vinh Quang nhìn quét một vòng, đối Lâm Thị Đông đảo nguyên lão mở miệng nói, đi thôi, các vị, hôm nay Lâm Chính Nam kia lão đông tây cúi đầu, chúng ta cũng nên đi chúc mừng một chút, theo sau lại thương lượng một phen, gần nhất mấy tháng, Lâm Thị phát triển không tồi, nếu không có chúng ta này đó lão gia hỏa, nhưng không Lâm Thị hôm nay. Nếu Lâm Thị không làm điểm tỏ vẻ, kia nhưng không thể nào nói nổi a. Tự nhiên đến thương nghị, kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng, kia Lâm Chính Nam tới, thật đúng là đem chính mình đương đại ca, chúng ta thật sự nếu không làm điểm cái gì, kia Lâm Thanh Hạp, về sau thật đúng là không được kỵ trên đầu chúng ta đi. Không tồi, chồn bào bà lão mở miệng, kia tiện nha đầu, vừa thấy chính là một bộ tăng tướng, không chừng lại quá mấy năm, nàng có thể làm ra chuyện gì đâu, muốn ta nói. Đem năm đó huynh đệ tỷ muội nhóm toàn kêu lên, này Tây Hạ tỉnh thương giới, cũng là thời điểm một lần nữa tẩy bài. Những việc này, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng khẳng định một chút là, chuyện này, tuyệt đối không thể như vậy tính, cái kia kêu Lâm Thanh Hạm, sớm muộn gì đến trả giá đại giới. Vinh Quang vô cùng kiên định nói. Ra ra, nếu lật đổ Lâm ra, đến đem cái kia Lâm Thanh Hạm giao cho ta xử trí. Vinh Tuấn vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Trong mắt lập lòe dâm tà quang mang. Tuấn Nhi, người yên tâm. Vinh Quang còn không có ra tiếng, chồn bào bà lão liền dẫn đầu mở miệng, kia Lâm gia mọi người, đều nhậm ngươi xử trí. Ha ha ha, đi,
chúng ta đi uống trà. Kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân cười lớn một tiếng. Uống trà không được, hôm nay cần thiết uống rượu. Vinh quang khí phách bàn tay vung lên, bọn họ phảng phất đã nhìn đến chính mình đẩy ngã Lâm gia kia một ngày. Còn lại Lâm thị nguyên lão, cũng đều đầy mặt ý cười. Một chiếc dài hơn bản chạy băng băng ngừng ở ven đường, Vinh quang mang theo một chúng Lâm thị nguyên lão, chiều trên xe đi đến. Hai chiếc chạy băng băng đại G ở phía trước mở đường, thuần một sắc màu đen siêu xe, giống như một cái hắc long, ở đường cái thượng mênh mông cuồn cuộn. Trương Huyền Sở ngồi xe Việt dã, cũng tại đây đoàn xe giữa. Ngồi ở xe ghế sau Trương Huyền, bị hai gã hắc y bảo tiêu đè lại hai vai, nhắm mắt lại, một tiếng cũng không cổ họng, phảng phất đã nhận mệnh giống nhau. Hai gã bảo tiêu vẻ mặt cười lạnh nhìn ngồi ở trung gian Trương Huyền. Không biết sống chết đồ vật, liền Vinh thiếu gia đều dám chạm vào. Ngươi chú định không có nửa đời sau. Hai gã bảo tiêu không ngừng phát ra âm thanh, liền ở hai gã bảo tiêu trào phúng chính hoan thời điểm, đang ở chạy nhanh Việt dã, đột nhiên một cái phanh gấp ngừng lại, trên xe người, bao gồm tài xế, thân thể đều theo bản năng trước khuynh. Ai cũng chưa chú ý tới, tại đây loại mãnh liệt phanh gấp dưới tình huống, ngồi ở ghế sau Trương Huyền, lại là không chút sức mẻ. Tình huống như thế nào? Ngồi ở ghế phụ tên kia hơn 50 tuổi trung niên nam nhân hỏi. Không biết, phía trước xe đột nhiên, tài xế làm ra trả lời, lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt trở nên ngây dại ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, thản. Xe tăng. Tại đây điều màu đen trường long đoàn xe phía trước, một chiếc trọng trang xe tăng, chính đổ ở lộ trung gian, tối om pháo khổng, đối diện này một toàn bộ đoàn xe. Chương 848 10 tên ngạch chi nhất. Trọng trang xe tăng ngừng ở con đường trung gian, đây là một con sắt thép mãnh thú. Đoàn xe chính phía trước, hai chiếc giá trị mấy trăm vạn chạy băng băng đại G dừng lại, người điều khiển kinh hãi nhìn trước mắt. Kia chiếc dài hơn bản chạy băng băng chung, Vinh Quang chờ một chúng Lâm thị nguyên lão, vừa mới tránh ra một lọ rượu vang đỏ, Vinh Tuấn đang nằm ở một cái tuổi thanh xuân nữ lang trong lòng ngực, hai gã thanh tú khả nhân tiểu hộ sĩ chính ngồi xổm một bên, cấp Vinh Tuấn xử lý trên người thương thế. Sao lại thế này, xe như thế nào đột nhiên ngừng, cảm nhận được một trận phanh gấp Vinh Quang, bất mãn quát. Vinh ra, phía trước ra một ít trạng huống, tài xế đem hàng phía sau chỗ ngồi cùng chủ điều khiển trung gian tấm ngăn mở ra, làm ngồi ở ghế sau mọi người, có thể nhìn đến trước mắt phát sinh một màn. Đây là diễn tập, Vinh Quang nhíu mày nhìn về phía trước, hướng tài xế nói, đường vòng đi thôi. Vinh Quang tuy rằng ở Ninh Trung thị địa vị cực cao, chạy cuồng vọng, nhưng còn không có xuẩn đến muốn cùng đang ở diễn tập khu vực phòng thủ khởi xung đột. Tài xế chậm rãi đả động tay lái, mới vừa đánh một nửa, lại đột nhiên dừng lại, Vinh ra, mặt sau cũng đi không được. Lại là một chiếc trọng trang xe tăng, đang từ này màu đen trường long đoàn xe phía sau sửa tới, kia trọng tải rắn chắc cảm. Từ đáy lòng mang cho người một loại áp lực. Một trận dòng khí tiếng vang lên. Trên bầu trời, mười mấy giá võ trang phi cơ trực thăng từ chân trời xử tới, tại đây điều đoàn xe phía trên xoay quanh. Võ trang phi cơ trực thăng thượng pháo quản đang ở thong thả xoay tròn, đây là đã dự nhiệt dấu hiệu, có thể tùy thời khai hỏa. Mỗi giá phi cơ trực thăng thượng, đều hạ phóng một cái dây thừng, lần lượt từng toàn bộ võ trang binh lính, từ dây thừng thượng trượt xuống, rút ra phía sau súng máy bán tự động. Nhắm ngay này màu đen trường long chung mỗi một chiếc xe. Che ở chính phía trước xe tăng thượng, khuếch đại âm thanh khí phát ra từng trận thanh âm. Cảnh cáo, các người đã bị vây quanh, hiện mệnh mọi người rời đi chiếc xe, cho các người 30 giây thời gian, mọi người rời đi chiếc xe. Chân thật đáng tin cảnh cáo thanh từ khuếch đại âm thanh khí nội phát ra. Bên trong xe người tức khắc minh bạch, này cũng không phải cái gì diễn tập, này đó xe tăng cùng phi cơ trực thăng. Là nhằm vào chính mình đám người mới xuất hiện. Dài hơn chạy băng băng thượng, Vinh Quang đám người một đám sắc mặt nghi hoặc qua lại đối diện. Cảnh cáo, cuối cùng 20 giây thời gian, mọi người rời đi chiếc xe, nếu không chúng ta sẽ tiến hành vô khác biệt xạ kích. Khuếch đại âm thanh khí thượng cảnh cáo thanh lại lần nữa vang lên. Đằng trước mở đường hai chiếc chạy băng băng đại G cửa xe chậm rãi mở ra, người điều khiển vừa mới đi ra, liền bị hai gã toàn bộ võ trang binh lính ấn ngã xuống đất. 7-8 danh sĩ binh vào tới dài hơn chạy băng băng trước, một tay đem cửa xe túm khai, lập tức Vinh Quang đám người còn không có tới kịp xuống xe, đã bị người nắm đi ra ngoài, toàn bộ ấn ngã xuống đất, dùng thương chỉ vào đầu. Vinh Tuấn nguyên bản còn ở thùng xe nội hưởng thụ ôn tồn, cũng bị kéo ra tới, quần áo bất chỉnh quỳ rạp trên mặt đất.
các ngươi là người nào? Vinh Quang bị người ấn ở nơi đó, chúng ta là hợp pháp thương nhân, các ngươi không thể như vậy đối đãi với chúng ta. Hợp pháp thương nhân, một người thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn người chậm rãi đã đi tới, ra tiếng nói, các ngươi có phải hay không hợp pháp thương nhân, chúng ta sẽ điều tra, nhưng hiện tại, các ngươi đã bị nghi ngờ có liên quan hạn chế người khác tự do, điểm này, chẳng sợ các ngươi có bất luận cái gì thân phận, cũng muốn đã chịu chế tài. Vinh Quang vừa định phản bác, lại thấy được người tới bộ dáng, này liếc mắt một cái, làm Vinh Quang kinh hãi muốn chết. Trước mắt người này, có 80% hè oi bức công dân, đều có thể kêu ra tên của hắn, đây là đứng ở đỉnh cao nhất số ít mấy người chi nhất. Vinh Quang không rõ, hôm nay vị đại nhân vật này, vì cái gì sẽ tự mình xuất hiện, dẫn người bắt giữ chính mình, chẳng lẽ nói, Vinh Tuấn làm sự, đã kinh động bọn họ. Chuyện này không có khả năng a. Còn lại những cái đó Lâm Thị Nguyên lão, cũng đều một đám cả người phát run, không dám ra tiếng. Một chiếc lại một chiếc cửa xe bị binh lính kéo ra. Ra tới. Trương Huyền Sở ngồi này chiếc xe Việt dã môn mở ra, hai gã áp Trương Huyền Bảo Tiêu bị kéo ra tới. Trương Huyền từ bên trong xe đi xuống tới, phủi phủi trên người cho bụi, mở miệng nói, các ngươi tốc độ còn không kém sao, nhìn dáng vẻ, này 10 cái danh ngạch hứa hẹn, cũng không phải cái gì ngân phiếu khống. Thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn người cười cười, số 2 cho ngươi hứa hẹn 10 cái danh ngạch, tự nhiên không phải là nói giỡn, ngươi là cái thứ nhất, dư lại 9, tốt nhất cùng nhau báo tới, bằng không mỗi lần đều làm loại này đại động tĩnh, thực dễ dàng khiến cho khủng hoảng a. Khủng hoảng, một cái diễn tập, như thế nào sẽ khiến cho khủng hoảng đâu? Trương Huyền quơ quơ đầu, những người này bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc, còn như thế nào phán, ta tưởng các ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta đi trước lạp. Trương Huyền nói xong, phất phất tay, xoay người sang chỗ khác, đi nhanh rời đi. Bị ấn ở trên mặt đất Vinh Quang, trơ mắt nhìn Trương Huyền cùng trước mặt người này, giống như lão bằng hữu giống nhau giao lưu, đôi mắt đều mau chừng ra tới. Trước mắt người này, chính là đứng ở hè oi bức, thậm chí toàn bộ thế giới quyền lợi đỉnh núi A, có thể cùng hắn như vậy nói chuyện phiếm người, rốt cuộc là cái gì thân phận. Này trong nháy mắt, Vinh Quang liền đem sở hữu sự tình nghĩ thông suốt. Khó trách Lâm Chính Nam dễ dàng như vậy liền sẽ nhả ra, làm chính mình đem người mang đi, Lâm Chính Nam là muốn mượn người khác tay, diệt trừ chính mình a. Kết quả là, hắn Lâm Chính Nam danh dự, cũng sẽ không có chút nào bị hao tổn, chính là, Lâm Chính Nam như thế nào sẽ nhận thức nhân vật như vậy. Vinh Quang trước một phút còn đầy mặt hồng quang bộ dáng, giờ phút này lại trở nên cho tàn một mảnh. Hắn không cần tưởng hạn chế người khác tự do sẽ bị như thế nào phán, hắn chỉ biết. Chính mình đắc tội như vậy một cái có thể đứng ở quyền lực đỉnh người, giống như lão bằng hữu giao lưu đại nhân vật, chính mình tuyệt đối xong rồi, không riêng gì chính mình, toàn bộ Vinh gia đều phải xong rồi. Vinh Quang, ngươi hại chúng ta a, tên kia thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn Lâm Thị Nguyên lão lớn tiếng kêu gọi, bọn họ là bị Vinh Quang gọi tới, hôm nay cùng nhau quán thượng việc này, nhất định không có kết cục tốt. Vinh Quang nhắm hai mắt, chảy xuống một hàng đục nước mắt. Không có làm bất luận cái gì trả lời. Lâm Chính Nam cùng Lâm Thanh Hạm Sở gọi may bách liền ngừng ở cách đó không xa. Lâm lão gia tử, việc này thật sự mặc kệ sao? Trương Tiên Sinh hắn, Ngân Châu Vi tuần bộ trưởng đứng ở may bách hàng phía sau cửa sổ trước, vẻ mặt nôn nóng khuyên nhủ, kết quả lời nói còn chưa nói xong, Vi tuần bộ trưởng liền thấy được kia chạy đến trên đường phố xe tăng, cùng với xoay quanh ở trên bầu trời võ trang phi cơ trực thăng. Khuếch đại âm thanh khí nội kêu gọi thanh cũng rõ ràng truyền tới Vi tuần bộ lớn lên lỗ tai. Lại theo sát, Vi tuần bộ trưởng nhìn đến, vừa mới bị Vinh gia mang đi Trương Huyền, giống như người không có việc gì, từ đoàn xe chung đi ra, ở Trương Huyền đi ra sau, kia đoàn xe mọi người, toàn bộ đều bị mang đi. Như vậy một màn, lại lần nữa làm Vi tuần bộ trưởng há to miệng. Dù cho, Vi tuần bộ trưởng đã biết Trương Huyền thân phận cực cao, nhưng mỗi một lần tiếp xúc, đều sẽ hoàn toàn đổi mới Vi tuần bộ lớn lên nhận chi. Từ lúc trước an toàn tư cục trưởng thân đến hôm nay khu vực phòng thủ xuất động xe tăng võ thẳng bắt người, Vi tuần bộ trưởng tưởng tượng không đến, trừ bỏ hè oi bức nhất đỉnh mấy người, rốt cuộc còn có ai có như vậy đãi ngộ. Tại đây một khắc, Vi tuần bộ tóc dài thề, gặp được Trương Tiên Sinh cùng bất luận cái gì cùng Trương Tiên Sinh có quan hệ người, đều phải bày ra chính mình tốt nhất tư thái, ngàn vạn không thể làm nhân ra có một chút ít bất mãn. Bao gồm chính mình hậu nhân, cũng muốn làm đến như vậy. Chương 849 vặn vẹo du lịch công ty.
Liên ở vừa mới Vinh Quang làm người chào Trương Huyền lên xe thời điểm, Trương Huyền làm một cái thu hồi di động động tác, đây là hắn vừa mới phát xong một cái tin nhắn đi ra ngoài. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ. 10 tên ngạch chi nhất, Trương Huyền. Ngay sau đó, liền ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, phi cơ xe tăng toàn bộ trình diện. Trương Huyền đôi tay cắm túi, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái đi đến kia chiếc Maybach trước, kéo ra ghế phụ cửa xe, ngồi xuống. Ở Maybach phía sau, ngồi Lâm Thanh Hạm cùng Lâm Chính Nam hai người. Trương tiên sinh, Maybach cửa sau ngoại vi tuần bộ trường, vừa thấy Trương Huyền, lập tức vấn an. Vi tuần bộ trường, hôm nay sự, phiền toái ngươi, chờ trở lại Ngân Châu, còn có một ít việc muốn xử lý. Trương Huyền hướng vi tuần bộ nảy nở khẩu. Minh bạch, vi tuần bộ trường vội vàng gật đầu, Ngân Châu sở hữu tuần bộ, tất cả đều sẽ ở trước tiên, nghe theo Trương tiên sinh ngài điều khiển. Không phải nghe theo ta điều khiển, Trương Huyền lắc lắc đầu, sửa đúng nói, chúng ta làm một cái báo án người, vẫn là phải nghe ngươi vi tuần bộ lớn lên điều khiển, vi tuần bộ trường. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm chúng ta thất vọng a. Nhất định, vi tuần bộ trường lập tức nghiêm. Hảo, đi thôi, Trương Huyền hướng bên cạnh tài xế ra tiếng nói. Tài xế quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Chính Nam, chờ nhìn đến Lâm Chính Nam sau khi gật đầu, mới phát động chiếc xe. Về Trương Huyền thân phận, Lâm Thanh Hạm đã sớm biết, hiện tại thấy phi cơ xe tăng xuất hiện, cũng không hiển đắc ý ngoại. Nhưng thật ra Lâm Chính Nam, còn kinh ngạc một phen. Hắn biết Trương Huyền Diêm Vương sống thân phận, cũng biết Diêm Vương sống ở toàn bộ thế giới đều rất có địa vị, lại không nghĩ rằng, này địa vị cao đến loại tình trạng này. Nhìn ngồi ở trên ghế phụ Trương Huyền, Lâm Chính Nam không được gật đầu, đem chính mình cháu gái giao cho loại người này trên người, chính mình chẳng sợ chết, cũng sẽ an tâm mà đi a. Lâm gia có thể đã chịu Diêm Vương sống phúc trạch, cũng là Lâm gia may mắn. Trương Huyền ngồi ở trên ghế phụ ra tiếng, lão bà, ngươi chuẩn bị một chút đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sinh ý, hẳn là không ngừng Ngân Châu một chỗ, Tây Hạ tỉnh còn lại mấy cái thị, ngươi cũng nên nhiều chạy chạy, muốn cho người sấn hư mà nhập liền không hảo. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, một sửng sốt, chợt minh bạch Trương Huyền ý tứ, lão công, ý của ngươi là. Về sau Tây Hạ tỉnh, lại vô Lâm thị chi nhánh. Trương Huyền khẳng định nói. Lâm Chính Nam dựa vào trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên một tia bi ai, lại cũng minh bạch. Đây là sớm muộn gì sự, thương trường chính là như vậy một cái vô tình địa phương, Vinh Quang đám người nếu là nhạc an hưởng lúc tuổi già, kia còn hảo thuyết, nhưng nếu bọn họ mỗi ngày tưởng chút còn lại đồ vật, hoặc là đưa bọn họ diệt trừ, hoặc là đem Lâm thị đưa cho bọn họ gồm thâu, lại vô cái thứ ba khả năng. Này chiếc Maybach dần dần xử hồi Ngân Châu. Ở giữa trưa 12 giờ thời điểm, đúng giờ tới Ngân Châu thị. Ngân Châu Tắc Giang du lịch công ty. Cái này có được mấy ngàn bình phương chiếm địa diện tích, có được toàn bộ Tây Hạ tỉnh tốt nhất tài nguyên du lịch công ty, sớm đã là tiếng mắng một mảnh. Trừ bỏ số ít nơi khác du khách sẽ bị này du lịch công ty môn đầu lừa tới bên ngoài, người địa phương đều biết, nhà này du lịch công ty có bao nhiêu hắc, nhưng cố tình, đại gia còn không có biện pháp, bởi vì mọi người biết, này Tắc Giang du lịch phía sau đứng, là Lâm Thị. Tắc Giang du lịch công ty nội, vài tên nhân viên tạp vụ đang cùng hai gã du khách phát sinh khắc khẩu. Này hai gã du khách, có thực rõ ràng phương Nam người đặc thù, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải Ngân Châu người địa phương. Các ngươi nhà này du lịch công ty, thật quá đáng. Ta yêu cầu lui khoản, chúng ta võng mua phiếu thượng viết rất rõ ràng, có miễn phí tự giúp mình cơm trưa, miễn phí nước trà, hiện tại dựa vào cái gì muốn thu phí. Này hai gã du khách, một nam một nữ, tuổi đều ở hơn 30 tuổi. Ba gã Tắc Giang du lịch công ty nhân viên tạp vụ ngồi ở một bên. Trong đó một người thanh niên nhìn hai người cười lạnh nói, đúng vậy, là có miễn phí tự giúp mình, bất quá các ngươi không ăn, các ngươi uống, cũng không phải chúng ta miễn phí cung cấp nước trà, đương nhiên muốn bỏ tiền, các ngươi muốn ăn miễn phí, có thể a, ra cửa quẹo trái, nhìn đến phòng vệ sinh ba chữ liền đi vào đi, nơi đó ăn uống đều là miễn phí. Các ngươi, nam tính du khách đỏ lên cổ, lại là nhìn này ba gã nhân viên tạp vụ một bộ du côn lưu manh tướng, nói không ra lời. Hảo. Ta không cùng các ngươi tranh, các ngươi loại này rác rưởi du lịch công ty, sớm muộn gì đóng cửa. Nữ tính du khách ra tiếng, chúng ta hiện tại muốn tìm xe tuyến, hành trình thượng rõ ràng viết rõ, xe tuyến sẽ ở 11 giờ 40 tới đón chúng ta, hiện tại đã tới rồi 12 giờ 20, còn không có nhìn thấy xe tuyến bóng dáng. Dựa, ta nói người này não tàn đi, tên kia nhân viên tạp vụ tiếp tục mở miệng, phi cơ đều có trễ chút thời điểm,
chúng ta xe tuyến đổ trên đường lại làm sao vậy? Không ngồi chính mình đi đánh xe à? Nam tính du khách vừa nghe lời này, trong lòng mới áp xuống đi hỏa khí lại vọt đi lên, giám đốc đâu? Ta muốn tìm các ngươi giám đốc. Thực không khéo, ta chính là giám đốc. Vẫn luôn nói chuyện nhân viên tạp vụ lại lần nữa mở miệng, người khiếu nại vô dụng. Lui tiền, chúng ta không chơi. Nữ du khách bàn tay vung lên. Lui tiền, phiếu đều đã ra, các ngươi muốn lui tiền. Nhân viên tạp vụ cười lạnh nói, tiền không thể lui, các ngươi thích chơi hay không thì tùy, không chơi liền cút đi. Chờ xem, ta đi du lịch cục cáo các ngươi đi. Nam du khách lôi kéo nữ du khách tay, trực tiếp liền đi ra ngoài, ra tới chơi còn chịu lớn như vậy khí, không chơi cũng thế. Nghe hai người muốn đi du lịch cục cáo, này vài tên nhân viên tạp vụ liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, hiển nhiên đã sớm thói quen như vậy một màn. Toàn bộ du lịch công ty nhân viên công tác, thấy hai người hùng hổ bộ dáng, cũng đều là một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Đang lúc hai gã du khách muốn đi ra tắc giang du lịch công ty đại môn thời điểm, một đạo thanh âm đem hai người gọi lại. Uy, cho các người nhắc nhở một chút, chúng ta tắc giang du lịch, chính là Lâm Thị Kỳ hạ, đừng đến lúc đó cáo chúng ta không thành, chính mình mũi dính đầy cho a, ha ha. Một trận cười ầm lên thanh ở du lịch công ty nội vang lên. Này đó du lịch công ty nhân viên công tác, làm ngành dịch vụ bọn họ, ở nhìn đến du khách bất mãn rời đi sau, không những không có một chút hổ thẹn chi tâm, ngược lại còn phát ra cười nhạo. Lão bà, ta sớm cho ngươi nói, ngươi đem mỗi người đều tưởng thật tốt quá, tiền lương khai quá cao, dẫn tới bọn họ sinh hoạt tự mãn, không theo đuổi tiến tới, luôn muốn vớt tiền đen, dần ra, liền sẽ trở nên hỏng bét. Đương nhiên, này cùng quản lý tầng cũng phân không ra quan hệ, Lâm Thị quản lý tầng, cũng là thời điểm một lần nữa dọn dẹp một lần. Đích xác. Tắc Giang du lịch công ty đại môn từ bên ngoài bị người đẩy ra, Trương Huyền cùng Lâm Thanh hạm sóng vai đi đến, vừa mới công ty nội vang lên tiếng cười nhạo, hai người bọn họ nghe được rành mạch. Lâm Thanh hạm ánh mắt nhìn quét ở đây sở hữu nhân viên công tác, ra tiếng nói, các ngươi luôn mồm đánh Lâm Thị danh hào, các ngươi cảm thấy, Lâm Thị thật sẽ bảo các ngươi sao? Theo ta được biết, các ngươi hiện tại làm sự tình, đã trái với cùng Lâm Thị ký kết hợp đồng lao động. Nếu Lâm Thị nguyện ý, có thể đem các ngươi mọi người cáo đi vào. Người mẹ nó chính là ai a? Chuyện của chúng ta cùng ngươi có quan hệ gì? Tên kia nhân viên tạp vụ vẻ mặt khó chịu hướng Lâm Thanh Hạm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 850 ác nhân có ác báo. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đứng ở Tắc Giang du lịch công ty trước đại môn, nhìn chính vẻ mặt khó chịu đối hai người bọn họ nói chuyện nhân viên tạp vụ. Tên này nhân viên tạp vụ, vừa lúc chính là ngày hôm qua, đổ hai ly nước sôi để nguội, hỏi hai người thu phí 10 đồng tiền người. Lâm Thanh hạm đầu hơi hơi ngẩng lên, ta là ai cùng ngươi không có quan hệ, nhưng ngươi lời nói, cùng ta có rất lớn quan hệ, Lâm Thị cũng không phải là ngươi nói dáng vẻ này. Thảo, cùng ngươi có mao quan hệ, nhân viên tạp vụ khó chịu nhìn Lâm Thanh hạm, ta tỷ phu là nhà này công ty lão tổng, người mẹ nó khó chịu liền đi khiếu nại ta. Không cần khiếu nại ngươi, Lâm Thanh hạm hơi hơi mỉm cười. Nói cho ngươi, tưởng khiếu nại liền khiếu nại, không khiếu nại liền lăn, không cần đứng ở chỗ này chính mình tìm không thoải mái, không cho ngươi từ từ muốn chạy đều đi không được. Nhân viên tạp vụ vẻ mặt hung tướng, hắn nói lời này khi, tự tin 10 phần, hiển nhiên không thiếu làm loại này uy hiếp người sự. Trương Huyền Trang ở trong túi di động đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, hướng Lâm Thanh hạm nói, lão bà, người đã tới. Làm cho bọn họ trực tiếp vào đi. Lâm Thanh hạm hướng Trương Huyền nói một tiếng, theo sau nhìn về phía nhân viên tạp vụ, mở miệng nói, ta tưởng, đi không được, hẳn là không phải ta. Lâm Thanh hạm vừa dứt lời, Tắc Giang du lịch công ty đại môn trực tiếp bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra. Mười mấy tên toàn bộ võ trang tuần bộ chen chúc mà nhập, thẳng đến ở đây sở hữu Tắc Giang du lịch công ty nhân viên công tác mà đi. Nhìn đến đột nhiên dũng mãnh vào tuần bộ. Tắc Giang du lịch công ty nhân viên công tác sắc mặt cả kinh. Các ngươi là đang làm gì? Ai cho các ngươi xông tới? Tên kia nhân viên tạp vụ giống to. Ta làm cho bọn họ tới, có vấn đề sao? Lâm Thanh hạm nhẹ giọng hỏi. Ngươi là cái thứ gì? Nhân viên tạp vụ hướng Lâm Thanh hạm hô, nơi này là chúng ta tư nhân địa phương, các ngươi có cái gì tư cách làm tuần bộ xông tới? Ha ha, Lâm Thanh hạm cười lạnh một tiếng, hảo một cái tư nhân địa phương. Ta như thế nào không biết, ta Lâm Thanh hạm sản nghiệp của chính mình, khi nào biến thành người khác tư nhân địa phương. Người sản nghiệp, Lâm Thanh hạm, nhân viên tạp vụ nghe được Lâm Thanh hạm nói,
mặt lộ vẻ một mạt nghi hoặc. Không đợi tên này nhân viên tạp vụ nghĩ nhiều, ngoài cửa, một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân té ngã lộn nhào chạy tiến vào. Tỷ phu, nhân viên tạp vụ nhìn thấy tên này trung niên nam nhân, vội vàng ra tiếng, này vừa mới chạy vào trung niên nam nhân, chính là này Tắc Giang du lịch công ty lão bản. Nghe được nhân viên tạp vụ tiếng kêu, trung niên nam nhân xem cũng chưa xem nhân viên tạp vụ liếc mắt một cái, đầy đầu là hãn chạy đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, đầy mặt lấy lòng nói, Lâm Tổng, là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới a? Cái gì phong, Lâm Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là một trận tà phong, ta muốn lại không tới, này Lâm Thị, có phải hay không ở Quách Tổng ngươi dẫn dắt hạ, liền chuyển hình thành một cái đánh cướp đội. Lâm Tổng, ngài này, trung niên nam nhân vừa muốn lên tiếng, liền thấy bí thư Lý Na hấp tấp từ công ty ngoài cửa đi đến, ở Lý Na trong tay, cầm một văn kiện túi. Lâm Tổng, sở hữu tài liệu đều thu thập tề, đây là Quách Trường Phong trong khoảng thời gian này hư báo tài vụ số liệu. Ta tìm người điều tra, cùng bình thường tài vụ chi tiêu hoàn toàn không khớp, đã cấu thành chức vụ xâm chiếm tội danh, Tắc Giang công ty trên dưới 48 danh công nhân, toàn bộ cùng việc này có liên lụy, sở hữu danh sách đều ở chỗ này, bao gồm trong đó đối lữ khách lung tung thu phí hành vi, cũng đều tiến hành rồi sửa sang lại, Lâm Thị bên trong ba gã cao quản đối này hành vi tiến hành bao che. Đã bị cảnh sát bắt. Lý Na đem trong tay túi văn kiện giao cho Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm mở ra túi văn kiện. Quét một chút phía trên danh sách, cười lạnh một tiếng, đem danh sách giao cho Trương Huyền. Trương Huyền hướng du lịch công ty ngoài cửa phất phất tay, chờ ở cửa Vi Tuần Bộ trưởng lập tức vò tiến vào, Trương Tiên Sinh, có cái gì chỉ thị? Vi Tuần Bộ trưởng, này phân danh sách người trên, toàn bắt đi, chúng ta Lâm Thị Pháp Phụ Bộ sẽ theo thứ tự khởi tố bọn họ. Trương Huyền đem danh sách chụp đến Vi Tuần Bộ trưởng trong lòng ngực. Vi Tuần Bộ trưởng vẻ mặt chính xác gật đầu, theo sau lớn tiếng hô lên danh sách chung tên. Từ tuần bộ viên tiến hành bắt giữ. Trừ bỏ Tắc Giang du lịch lão tổng Quách Trường Phong bên ngoài, tên kia nhân viên tạp vụ, cái thứ hai đã bị bắt lên. Quách Trường Phong nghe Lý Na vừa mới theo như lời đồ vật, lại nghe danh sách trung niệm ra tên, một khuôn mặt giống như cho tàn, không hề huyết sắc. Tên kia nhân viên tạp vụ, ở bị tuần bộ khấu lên kia một khắc, không còn có lúc trước cuồng vọng, hắn rốt cuộc nghĩ đến, Lâm Thanh Hạm. Trước mặt nữ nhân này Lâm Thanh Hạm. Thế nhưng chính là Lâm Thị Tổng Tài, khó trách nghe tên nàng, như vậy quen tai. Lâm Thanh Hạm cố ý nhìn mắt tên này nhân viên tạp vụ, hỏi hướng bí thư Lý Na, bí thư Lý, ngươi cho ta nói hạ, người này, tổng cộng chức vụ xâm chiếm kim ngạch, muốn phán nhiều ít năm. Lý Hồng Trung, Quách Trường Phong cùng Phạm, kiêm Tắc Giang du lịch trưởng phòng nhân sự chức, hư báo mặt điểm sư 7 người, mỗi người mỗi tháng tiền lương 6.000 nguyên chỉnh, tổng cộng 1 năm 07 tháng. Đề cập kim ngạch 79.8 vạn nguyên, còn lại lớn nhỏ tài vụ tư nuốt 9.3 vạn dư nguyên, nhận được khiếu nại, tùy ý thu người khác kim ngạch 6.9 vạn dư nguyên, tổng cộng kim ngạch 96 vạn nguyên chỉnh, dựa theo quy định, hắn đem bị phán tịch thu cá nhân toàn bộ tài sản, phán xử tù có thời hạn 15 năm. Lý Na nói xong, tên kia nhân viên tạp vụ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. 15 năm, đối một người tới nói, là cái dạng gì khái niệm? Nhân sinh tốt nhất một đoạn thời gian, đem hoàn toàn ở lao ngục giữa vượt qua. Mồ hôi như hạt đậu từ nhân viên tạp vụ trên trán chảy xuống, hắn hai mắt đều trở nên lỗ trống lên. Ân, phán còn có thể. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, một bộ vừa lòng bộ dáng. Đều mang đi, Vĩ Tuần Bộ trưởng vung tay lên, tuần bộ nhóm đem Tắc Giang du lịch công ty nội sở hữu người liên quan vụ án toàn bộ mang đi. To như vậy Tắc Giang du lịch, đưa người bị toàn bộ mang đi sau. Còn thừa không còn có mấy cái, có vẻ trống rỗng. Nhìn trống rỗng du lịch công ty, Lâm Thanh Hạm thở dài. Lão bà, loại chuyện này, cũng coi như được với là bình thường, người cũng đừng để trong lòng, Lâm Thị hiện tại làm càng lúc càng lớn, trong đó hỗn loạn ích lợi, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên. Lão công, ta minh bạch, người không cần an ủi ta. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền, hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là tiếp xúc Lâm Thị thời gian quá ngắn, có một số người. Chịu tán thành ta cái này hơn 20 tuổi Lâm Thị Tổng Tài, nhưng phần lớn người, chỉ khi ta là cái tiểu nha đầu. Lão bà, Trương Huyền đem tay đáp ở Lâm Thanh Hạm trên vai, mặt sau sự nên làm như thế nào, ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta tưởng nói chính là, có ích lợi địa phương, liền sẽ phát sinh loại sự tình này, ngươi muốn hoàn toàn khống chế Lâm Thị, không riêng muốn cho người phục ngươi, càng muốn cho ngươi sợ ngươi, nếu có một số việc ngươi không muốn làm, ta có thể giúp ngươi đi giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Lão công, không cần,
Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ta lại không phải tiểu hài tử lạp, mặt sau sự, ta sẽ học giải quyết. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm trong mắt dần dần xuất hiện thoải mái thần sắc, yên lòng. Chương 851 tỉnh rượu nghệ thuật. Kế tiếp sự, Lâm Thanh Hạm lại không tự mình đi quản Kỳ Hạ xí nghiệp, chỉ là làm Lý Na an bài những người này, ngầm hỏi những cái đó khiếu nại tin chung nhắc tới xí nghiệp, chỉ cần tra được, vô luận lớn nhỏ, giống nhau nghiêm trị không tha. Lão bà, hôm nay còn đi công ty sao? Ra Tắc Giang du lịch sau, Trương Huyền ra tiếng hỏi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, muốn đi, hôm nay bắt nhiều như vậy người, công ty bên trong khẳng định nhân tâm hoảng sợ, bao gồm phóng viên, khẳng định cũng đã sớm nhịn không được, vừa vặn mượn cơ hội này, khai cái phóng viên cuộc họp báo, làm sáng tỏ một chút phía trước sự. Muốn ta giúp người tạo thế sao? Trương Huyền hỏi. Không cần lão công, chuyện này ta chính mình sẽ xử lý tốt. Ngươi thật đúng là đem ta đương tiểu nha đầu a. Lâm Thanh Hạm cố lấy đáng yêu quay hàm, giơ giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, đừng quên, ta chính là bị nhân xưng làm Ngân Châu thương nghiệp nữ vương đâu. Trương Huyền nhìn trước mặt nữ nhân đáng yêu bộ dáng, không có nhịn xuống, thò người ra ở nữ nhân cái trán nhẹ nhàng một hôn. Này một hôn, làm nữ nhân đỏ bừng khuôn mặt, ngươi làm gì a? Này chung quanh nhiều người như vậy nhìn đâu? Trương Huyền nhìn quét một vòng, chung quanh tuần bộ nhóm chính đem những cái đó Tắc Giang du lịch vi phạm quy định nhân viên hướng trên xe áp, Lâm Thị Pháp phụ bộ thành viên cũng đuổi lại đây, nhận thức bọn họ thật đúng là không ít. Trương Huyền lông mày một hoành, nhìn liền nhìn bái, ta hôn ta chính mình lão bà, bọn họ còn có thể nói cái gì không thành. Hâm mộ ta có cái như vậy xinh đẹp thức phụ a. Không biết xấu hổ, Lâm Thanh Hạm giận Trương Huyền liếc mắt một cái, đi nhanh chiều một bên đi đến. Hắc hắc, Trương Huyền mặt dày vô sỉ cười một tiếng. Bước nhanh chạy đi lên, chủ động giữ chặt Lâm Thanh Hạm kia như ngọc tay nhỏ. Lâm Thanh Hạm chỉ là tượng trưng tính dẫy dụa một chút, liền tùy ý Trương Huyền lôi kéo. Hai người liền giống như tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ giống nhau, tay nắm tay, nữ nhân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chôn ở trước ngực, nam nhân trên mặt treo đáng khinh ngây ngô cười, liền như vậy đi tới. Một trận di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ở cái này thời khắc, này di động tiếng chuông có vẻ phá lệ chói tai. Đánh vỡ hai người chi gian loại này tiểu ngọt ngào. Trương Huyền cầm lấy di động, nhìn mắt điện báo người, thần sắc có chút ngoài ý muốn tiếp khởi điện thoại, Tổ Huyền. Đây là Trương Huyền đem Tổ Huyền đưa tới lúc sau, Tổ Huyền lần đầu tiên cấp Trương Huyền chủ động gọi điện thoại. Trương Tổng, tới đại sinh ý, bất quá ta không biết, chúng ta có thể hay không tiếp, khó khăn rất cao. Tổ Huyền ở điện thoại trung thanh âm, có vẻ có chút hưng phấn, lại có chút do dự. Tiếp bái. Trương Huyền thực nhẹ nhàng đáp, vô luận là cái gì đại sinh ý, cái gì khó khăn, ở Trương Huyền nơi này, đều là có thể nhẹ nhàng hoàn thành, nếu không tính luyện khí giả nói, địa ngục hành giả, tuyệt đối là trên thế giới này nhất tinh anh một đám người. Chính là Trương Tổng, Tổ Huyền muốn nói lại thôi. Có cái gì ngươi nói là được? Là cái dạng này Trương Tổng, nhiệm vụ lần này, là một cái quần thể tính nhiệm vụ, đối phương thỉnh rất nhiều công ty bảo an người, lớn lớn bé bé, cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà. Liền sợ đến lúc đó báo đáp sự. Trương Huyền bật cười, báo đáp lời nói, bọn họ cấp nhiều nhất khai nhiều ít, chúng ta liền phải nhiều ít, Tổ Huyền, nhớ kỹ một sự kiện. Cái gì? Chúng ta là mạnh nhất, so bất luận cái gì một cái công ty bảo an đều cường, ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực tâm lý, minh bạch sao? Tổ Huyền hít sâu một hơi, trả lời, tốt, Trương Tổng, ta hiểu được, ta đây liền cấp đối phương hồi phục. Hành! Dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm, ngươi còn trẻ, ý tưởng lớn mật một chút, không cần sợ đầu sợ đuôi. Trương Huyền cổ vũ một tiếng, cắt đứt điện thoại. Đối với Tổ Huyền người này, Trương Huyền vẫn là rất có hảo cảm, nếu có thể nói, hắn đảo tưởng bồi dưỡng một chút. Liền Trương Huyền hiện tại sở quan sát, Tổ Huyền người này, các phương diện tố chất còn xem như ưu tú. Lão công, ngươi lại muốn vội sao? Lâm Thanh Hạ mắt to chớp chớp nhìn Trương Huyền. Không có gì đại sự. Trương Huyền nâng lên Lâm Thanh Hạm nhu đề, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hai người trở lại Lâm Thị, tùy tiện ăn cái cơm trưa, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị cùng Lâm Thanh Hạm cùng nhau lên lầu, Tổ Huyền điện thoại lại một lần đánh lại đây. Trương Tổng, đối phương đồng ý. Tổ Huyền thanh âm giữa, tràn ngập mãnh liệt hưng phấn, ta hỏi bọn hắn chào giá 700 vạn, bọn họ đồng ý lạp. Trương Tổng, 700 vạn a. Trương Huyền thở dài, này Tổ Huyền, vẫn là kiến thức quá ít. Nếu để cho người khác biết, địa ngục hành giả bởi vì 700 vạn đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ cười chết.
Phải biết rằng, lúc trước có người đã từng khai ra mấy khối mỏ dầu bảng giá, tưởng thỉnh vài tên địa ngục hành giả bên người bảo hộ, Trương Huyền đều không có đáp ứng. Này 700 vạn, cùng mấy khối mỏ dầu so sánh với, liền chín châu mất sợi lông đều không thể xưng là. Bất quá Trương Huyền nhưng thật ra không nghĩ đả kích tổ hiển tính tích cực, vậy ngươi tưởng như thế nào an bài, làm công ty duy nhất người phụ trách, ngươi cùng đối phương giao thiệp, lần này ngươi cũng đi theo cùng đi. Cùng đi, ta có thể chứ, tổ hiển trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Có cái gì không thể, 700 vạn giới ngươi đều có thể khai, đi theo cùng đi cũng hảo, trông thấy chúng ta thực lực, về sau cũng càng phương tiện công tác của ngươi. Trương Huyền cười nói, thật tốt quá. Tổ Hiền ở điện thoại kia đầu hét lên một tiếng, thực mau, hắn đè nén xuống chính mình hưng phấn bộ dáng, ngữ khí có chút trịnh trọng mở miệng nói, Trương Tổng, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói, lúc trước chúng ta thiêm hợp đồng, nếu ta tiếp được nhiệm vụ, sẽ có 10% tiền thuê trích phần trăm, ta muốn hỏi hạ, ta lần này. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mạt độ cung, Tổ Hiền cái này có cái gì thì nói cái đó tính cách, mới là hắn thích nhất, Trương Huyền thời trẻ trà trộn thế giới ngầm. Nói tiền thuê thời điểm, cũng trước nay đều không vô nghĩa, yên tâm, như cũ, 10%, 70 vạn, một khi nhiệm vụ hoàn thành, liền đánh tới ngươi tạp thưởng. Trương Tổng, cảm ơn ngài, ta đây liền đi chuẩn bị. Tổ Hiền hưng phấn nói. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, nhìn trên màn hình di động trò chuyện ký lục, mặt mang tươi cười lắc lắc đầu, hiện tại Tổ Hiền bộ dáng, liền cùng hắn lúc trước nhận được cái thứ nhất đại nhiệm vụ, biết chính mình sắp muốn đạt được một tuyệt bút tiền thuê thời điểm giống nhau. Khi đó hưng phấn, khi đó vui sướng, từ kia lúc sau, rốt cuộc thể hội không đến. Nghĩ đến chuyện gì, cười như vậy vui vẻ. Đi ở Trương Huyền phía trước Lâm Thanh Hạm quay đầu, nhìn Trương Huyền trên mặt lộ ra cái loại này tự đáy lòng tươi cười, nàng cũng không cấm nở nụ cười. Một ít chuyện cũ, lão bà, buổi tối cùng nhau ăn cái ánh nến bữa tối đi. Trương Huyền trà sát tay, hắn lúc trước bắt được đệ nhất bút tiền thuê thời điểm, làm chuyện thứ nhất. Chính là chạy đến một cái trước kia chỉ dám xem xa hoa nhà ăn, tới một phần đơn người ánh nến bữa tối. Hảo A, Lâm Thanh Hạm uyển nhi cười. Buổi tối 7 giờ, Ngân Châu chỉ vàng tiệm cơm Tây Trung. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ngồi ở một trương bàn dài trước, trên bàn bậc lửa một cây ngọn nến, không ngừng lay động. Trương Huyền búng tay một cái, muốn một lọ tốt nhất rượu nho, tự mình cấp Lâm Thanh Hạm biểu diễn một hồi tỉnh rượu nghệ thuật. Đem quý báu rượu nho ngã vào sang quý cốc có chân dài chung, không cần quá nhiều, chỉ cần 1/3, cầm trong tay. Lão bà, rượu ngon yêu cầu tỉnh, chỉ có như vậy, mới có thể phẩm ra rượu nhất chân thật hương vị. Trương Huyền nhẹ nhàng lay động trong tay chén rượu, theo sau đem ly khẩu phóng tới miệng trước, uy, tỉnh tỉnh. Chương 852 Tổ Hiển sự. Trương Huyền hướng ly chung hô to tỉnh tỉnh một màn, chọc đến Lâm Thanh Hạm phụt cười. Này độc đáo tỉnh rượu phương thức. Lâm Thanh Hạm vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng nhìn ngồi đối diện nam nhân kia tiêu sái bộ dáng, không chút nào làm ra vẻ, chính mình là khi nào bị hắn hấp dẫn đâu. Lâm Thanh Hạm hồi ức chính mình cùng Trương Huyền ở chung tới nay điểm tích tích, Lâm Thanh Hạm khẳng định, chính mình trước kia cảm nhận chung Bạch Mã Vương Tử, tuyệt đối không phải Trương Huyền dáng vẻ này, hẳn là phong độ nhẹ nhàng, đãi nhân có lễ, cụ bị thân sĩ phong độ người. Nhưng Trương Huyền người này đâu, người nói hắn phong độ nhẹ nhàng a? Người này đại đa số vẫn là một cái vô lại bộ dáng, người nói hắn đãi nhân có lễ đi, hắn lại bị nhân xưng làm thế giới ngầm nhất huyết tinh đao phủ, người nói hắn có thân sĩ phong độ. Lâm Thanh Hạm thừa nhận, Trương Huyền ở nào đó thời điểm, đích xác biểu hiện thực thân sĩ, bất quá đây đều là Trương Huyền cố tình xây dựng lên. Thật muốn nói Trương Huyền bản thân tính cách, hắn chính là một cái bình phàm, mỗi ngày chỉ nghĩ đương một con cá mặn người. Nhưng cố tình liền như vậy một người, như vậy một cái tính cách. Hoàn toàn đi vào Lâm Thanh Hạm tâm, theo sau đang ở nơi nào, vĩnh thế sẽ không rời đi. Ánh nến lay động, yêu nhã đàn violon tiếng vang lên, Lâm Thanh Hạm dần dần bởi vì trước mắt nam nhân mà lâm vào say mê. Lâm Thanh Hạm cảm giác, chính mình thật khả năng chính là trời cao sủng nhi, sẽ gặp được như vậy một người, bồi ở chính mình bên người, hắn xuất hiện phương thức, vẫn là như vậy đặc thù, một cái tới cửa con rể. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Hạm che miệng cười. Trương Huyền sở định ghế lô, là một cái chuyên trúc với hai người tư nhân không gian, không chịu người ngoài ảnh hưởng, làm hai người có thể hảo hảo hưởng thụ như vậy một chỗ thời gian. Lâm Thanh Hạm phát hiện, chính mình giống như chưa từng có như vậy lẳng lặng cùng Trương Huyền ngồi ở cùng nhau, hảo hảo hưởng thụ một đốn bữa tối, loại này yên tĩnh thời gian, không thể nghi ngờ là thực dễ dàng làm người thả lỏng thể xác và tinh thần.
Đang lúc hai người an tĩnh hưởng thụ giờ khắc này khi, ngoài cửa một trận khắc khẩu thanh, đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Một trận pha lê ly rách nát thanh âm vang lên. Tổ Huyền, ta nói còn chưa đủ minh bạch sao? Chúng ta đã không có khả năng. Là, ngươi là thành tích ưu dị, nhưng này thì thế nào đâu? Ở trường học thời điểm, ngươi là lão sư trong mắt thiên chi kiêu tử, nhưng hiện tại đã tốt nghiệp. Ta đã 25 tuổi, mà ngươi cũng 26. 26 tuổi, ngươi còn đang làm gì? Một cái tiểu công ty trước đài, ngươi một đại nam nhân, đi trước mặt đài, mỗi tháng 3.500 tiền lương, liền ngươi như vậy, lấy cái gì cưới ta? Xe phòng ngươi mua khởi sao? Ngoài cửa thanh âm, rõ ràng truyền tiến Trương Huyền trong tai. Trương Huyền mày nhăn lại, từ ghế dựa thượng đứng dậy, kéo ra ghế lô môn, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Liền thấy Tổ Huyền, đang ngồi ở trong đại sảnh một chương dựa cửa sổ trên chỗ ngồi, hắn trên mặt ướt rầm rề, hôm nay mới vừa đổi sơ mi trắng trước ngực còn lộ ra một mảnh rượu hồng, hiển nhiên là bị bát rượu vang đỏ. Ở Tổ Huyền đối diện, đứng một người tóc dài mỹ nữ, dáng người rất tuyệt, diện mạo cũng có thể đánh cái 65 phân, là thực chịu nam nhân hoan nghênh kia một loại. Nữ nhân này cùng Tổ Huyền quan hệ, Trương Huyền nghe thấy nữ nhân nói, cũng có thể minh bạch, Trương Huyền vốn tưởng rằng, Tổ Huyền làm trò nhiều người như vậy mặt, bị người bát vẻ mặt rượu vang đỏ, tuyệt đối sẽ phát hỏa, lại không tưởng, Tổ Huyền so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Chu Ninh, người nghe ta nói, ta này không phải bình thường trước đài, ta cái này công tác là có trích phần trăm, thực mau ta là có thể bắt được một tuyệt bút tiền thưởng, người coi trọng phòng ở, ta có thể nhẹ nhàng phó thượng đầu phó. Ngươi thích xe, ta cũng có thể mua tới, ngươi lại chờ ta một đoạn thời gian, không cần lâu lắm, một tháng, nhiều nhất một tháng, hảo sao? Tổ Huyền ngồi ở chỗ kia, hắn nói ra lời này, cũng không có dùng cái gì khẩn cầu ngữ khí, mà là giống ở trình bày một sự thật giống nhau. Còn chờ ngươi, Tổ Huyền, ta đã chờ ngươi đủ lâu, tên là Chu Ninh nữ nhân cảm xúc phi thường kích động, lúc trước ngươi thi lên thạc sĩ, khảo 2 năm, ta vẫn luôn chờ ngươi thi đậu, chờ ngươi tốt nghiệp. Nhiều năm như vậy, ta đã chờ đủ rồi, Tổ Huyền, chúng ta đã tiến xã hội thời gian dài như vậy, chúng ta đều minh bạch chính mình yêu cầu chính là cái gì, thực đáng tiếc, ta yêu cầu, người cấp không được ta. Nhưng là hắn có thể. Chu Ninh ánh mắt nhìn về phía nhà ăn trước cửa. Ở trước cửa một cái bàn thượng, một người hơn 40 tuổi, thân xuyên Âu phục nam nhân đứng dậy, chiều bên này đi tới. Tổ Huyền nhìn mắt người nam nhân này, ánh mắt lại tỏa định đến Chu Ninh trên người. Đây là ngươi lựa chọn. Nếu ta không nhìn lầm, hắn tay trái ngón áp út thượng, có một đạo rất sâu ấn ký, chứng minh hắn đã từng mang quá thời gian rất lâu nhẫn cưới, đây là một cái đã kết quá hôn nam nhân đi. Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn gì Minh Huy hậu cần chính là ta khai. Tây Trang Nam đưa cho Tổ Huyền một chương danh thiếp, theo sau sửa sang lại một chút chính mình cổ áo, đi đến Chu Ninh bên cạnh, ta là kết quá hôn, bất quá hiện tại đã ly hôn, Chu Ninh cho ta giảng quá các ngươi hai cái sự. Ta cho rằng, ngươi là ở chậm trễ một nữ nhân tốt nhất thanh xuân, ngươi lớn như vậy tuổi tác ta cũng từng có, xem như xin khuyên ngươi một câu, dưa hái xanh không ngọt, nên buông tay thời điểm nên buông tay. Tổ Huyền xem cũng không xem gì Minh Huy truyền đạt danh thiếp liếc mắt một cái, hắn ánh mắt vẫn luôn đều tỏa định ở Chu Ninh trên người, Chu Ninh, ngươi cam tâm sao? Đợi ta nhiều năm như vậy, hiện tại nói đi là đi. À, Chu Ninh tự giễu cười, không có gì cam tâm không cam lòng. Ta chờ không nổi, chính là như vậy. Chu Ninh nói xong, chủ động sam thượng dì Minh Huy cánh tay, cũng là cho Tổ Huyền tuyên cáo kết quả. Cái kia, tuy rằng việc này cùng ta không có gì quan hệ, nhưng ta cắm hạ miệng a. Đứng ở ghế lô nội Trương Huyền kéo ra môn, đi ra, ho khan hai tiếng, vị này mỹ nữ, Tổ Huyền hắn đâu, tiềm lực vẫn là khá lớn, hai người nếu chỗ thời gian dài như vậy, vẫn là phải tin tưởng hắn tương đối hảo, còn có, người bên cạnh người nam nhân này đâu. Hắn ngón áp út thượng giới ngân phi thường thâm, theo ta cá nhân kinh nghiệm tới xem, ta nói ta cá nhân kinh nghiệm a, hắn gỡ xuống nhẫn cưới thời gian, hẳn là không đến 15 thiên, ngươi hồi tưởng một chút, hắn phía trước có hay không cùng ngươi đã nói hắn là khi nào ly hôn. Nếu ngày vượt qua 15 thiên, hắn nói cũng không thể thật sự. Đứng ở kia dì Minh Huy, sắc mặt hơi đổi, chợt lại khôi phục bình thường, khó chịu nhìn Trương Huyền, tiểu tử, ngươi ai a ngươi, việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta là Tổ Huyền lão bản, nói một câu mà thôi, các ngươi cũng có thể khi ta thả cái rắm, ha ha. Trương Huyền cười gượng nói. Chu Ninh nghe Trương Huyền nói, sắc mặt hồ nghi nhìn mắt dì Minh Huy, chợt lộ ra một mặt thoải mái, cảm ơn nhắc nhở, bất quá, ta nếu đã quyết định cùng hắn ở bên nhau,
liền sẽ không để ý quá nhiều, chỉ cần hắn hiện tại là yêu ta liền có thể. Ai, Trương Huyền thở dài, lắc lắc đầu, mỹ nữ, ngươi thật là bỏ lỡ một cái hảo nam nhân a, Tổ Hiền tính cách, thật sự không tồi, ngươi nên đối hắn có điểm tin tưởng. Tiểu tử, này không ngươi sự, lăn một bên đi. Dì Minh Huy trừng mắt Trương Huyền, một cái khai cái phá công ty bảo an, có cái gì tư cách chạm ta trước mặt nói chuyện. Chương 853 chỉ có chính mình biến cường. Ta nói ngươi người này, ta lão công tới nói mấy câu, lại không cùng ngươi nói. Lâm Thanh Hạm từ phía sau bước đi tới, vãn trụ Trương Huyền cánh tay. Trương Huyền nhếch miệng cười, hắn cũng có thể nhìn ra tới, cái này dì Minh Huy vì sao cứ như vậy cấp đuổi chính mình đi, hiển nhiên, chính mình nói đổ vật, làm hắn luống cuống. Trương Huyền có thể nhìn ra tới, cái này dì Minh Huy, tuyệt đối không phải ly hôn, hắn nhẫn cưới, hiển nhiên là mới hái xuống, điểm này từ hắn bản nhân biểu hiện ra một ít đặc thù, là có thể thấy rõ ràng. Ở dì Minh Huy tây trang quần áo trước cái thứ ba nút thắt thượng, có rất nhỏ may dấu vết, cái này may dấu vết, cùng với dư hai cái nút thắt thủ pháp hoàn toàn bất đồng, càng không phải dì Minh Huy loại này nam nhân có thể làm được may công nghệ, ở dì Minh Huy phía sau, nhất định có một nữ nhân ở vì hắn làm loại chuyện này. Thả, dì Minh Huy đang nói chuyện thời điểm, tay phải tổng hội không tự giác chiều chính mình tay trái ngón áp út thượng phóng đi, loại này chuyển nhẫn cưới thói quen rất nhiều người đều có, dì Minh Huy này nhẫn cưới. Chỉ sợ là ở thấy Chu Ninh phía trước, mới hái xuống, cho nên mới sẽ theo bản năng làm ra động tác như vậy. Lâm Thanh Hạm xuất hiện, làm dì Minh Huy trước mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra thực rõ ràng mơ ước thần sắc, dì Minh Huy một đôi mắt không tự giác ở Lâm Thanh Hạm trên người đánh giá, nghiền ngẫm nói, mỹ nữ, người này lão công, có chút không hiểu chuyện a, người khác nói chuyện, là hắn tùy tiện có thể cắm vào tới sao. A, Lâm Thanh Hạm cười lạnh một tiếng. Ta lão công vì chính mình công nhân nói chuyện làm sao vậy? Ngươi muốn trong lòng không quỷ, làm gì không cho ta lão công nói? Mỹ nữ, nói chuyện quá nhiều, sẽ dẫn hỏa thượng thân Nga. Dì Minh Huy hơi hơi mỉm cười, một cái nho nhỏ công ty bảo an, nhưng đừng ngày nào đó đột nhiên liền đóng cửa. Đóng cửa không ngã bế, ngươi nói chỉ sợ không tính. Lâm Thanh hạ mắt lạnh nhìn dì Minh Huy, tùy tay rút ra một chương danh thiếp, phóng tới trên bàn. Nhưng thật ra người cái kia công ty hậu cần, đừng ngày nào đó đột nhiên đóng cửa, vậy nói không hảo. Dì Minh Huy theo bản năng chiều Lâm Thanh Hạm lấy ra danh thiếp thượng nhìn thoáng qua, chỉ là này liếc mắt một cái, lại làm dì Minh Huy thân thể chấn động. Lâm Thị Tập đoàn tổng tài 6 cái tự, ấn nhập dì Minh Huy trong mắt, hậu tố Lâm Thanh Hạm 3 chữ, càng là làm dì Minh Huy hít hà một hơi. Lâm Thanh Hạm tên, ở Ngân Châu thương giới, lại có người kia không biết. Chu Ninh đồng dạng nhìn đến tấm danh thiếp này, Lâm Thanh Hạm tên, nàng không thân, nhưng Lâm Thị Tập đoàn, Ngân Châu mỗi người đều nghe nói qua. Chu Ninh biết Tổ Hiền ở một cái công ty bảo an trước mặt đài, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này công ty bảo an lão bản, thế nhưng là Lâm Thị Tổng Tài lão công, thả hôm nay còn sẽ đứng ra vì Tổ Hiền nói chuyện. Đương biết được Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền hai người thân phận sau, Chu Ninh đột nhiên có chút dao động. Khả năng thật giống vị này Lâm Thị Tổng Tài lão công nói như vậy, Tổ Hiền là một cái tiềm lực cổ. Chu Ninh nhìn nhìn bên cạnh dì Minh Huy, lại nhìn nhìn Tổ Hiền, ở quay đầu nhìn về phía Tổ Hiền nháy mắt, Chu Ninh thấy được Tổ Hiền ngừng ở nhà ăn bên ngoài xe điện, ở Tổ Hiền này chiếc xe điện bên, dừng lại chính là dì Minh Huy bảo mã BMW. Như vậy liếc mắt một cái, như vậy một cái rõ ràng chênh lệch, làm Chu Ninh hít sâu một hơi, ra tiếng nói, Tổ Hiền, ngươi nếu là cái nam nhân. Có thể chính mình đứng ra, lấy thực tế hành động, bắt người thân phận, bắt người chính mình thu vào, tới đánh ta Chu Ninh mặt, là, hôm nay Lâm Thị Tập đoàn Tổng Tài đứng ra vì ngươi nói chuyện, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi bất quá là Lâm Thị Tập đoàn trong đó một cái công nhân mà thôi, giống ngươi người như vậy, Lâm Thị có quá nhiều quá nhiều. Chu Ninh nói xong, giữ chặt dì Minh Huy tay, chúng ta đi. Dì Minh Huy cũng nhạc chạy nhanh rời đi, ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm danh thiếp sau. Hắn đứng ở chỗ này đều cảm thấy biệt nữ, sợ vị này Lâm Thị Tổng Tài thuận miệng tiếp theo cái mệnh lệnh, chính mình về điểm này sản nghiệp, ở Lâm Thị Tập đoàn trong mắt, nhưng thí đều không tính a. Hơn nữa, này Lâm Thị Tổng Tài lão công ánh mắt cũng quá độc đi, may mắn Chu Ninh nữ nhân này hảo lừa, nếu không chính mình hôm nay thật đúng là liền lòi. Mắt thấy Chu Ninh kéo dì Minh Huy rời đi, Tổ Hiền ngồi ở chỗ kia, một tiếng đều không cổ họng. Thế nào, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi nếu thật sự tưởng vãn hồi nàng, ta có thể trước đem tiền thuê cho ngươi kết. Trương Huyền đi lên trước, vỗ vỗ Tổ Hiền bả vai. Tổ Hiền hơi hơi lắc lắc đầu, Trương Tổng, nàng nói rất đúng,
ta không thể dựa vào các ngươi, không thể ỷ vào chính mình là các ngươi công nhân, đi tìm cái gì tồn tại cảm, lần này Trương Tổng ngươi có thể trước tiên cho ta kết tiền thuê, làm ta giải quyết trước mắt sự, kia tiếp theo đâu. Nhân sinh có rất nhiều muốn theo đuổi sự, tình yêu chỉ là trong đó hạng nhất, ta nếu muốn cho người lau mắt mà nhìn, chỉ có chính mình biến cường. Trương Huyền nhìn Tổ Huyền trong mắt kia kiên định ánh mắt, hơi hơi sửng sốt. Tổ Huyền hiện tại theo như lời một phen lời nói, cùng lúc trước Trương Huyền chính mình đối người ta nói, giống nhau như đúc, hắn không cần người rủ lòng thương, chỉ nghĩ chính mình biến cường, người có thể rủ lòng thương hắn nhất thời, lại không cách nào rủ lòng thương hắn nhất thời, chỉ có chính mình biến cường, mới là quan trọng nhất. Lúc trước, Trương Huyền bắt được đệ nhất bút tiền thuê, cũng là tuyển như vậy một cái cao quy cách tiệm cơm Tây, lúc trước. Trương Huyền cũng nói ra cùng Tổ Huyền hiện tại giống nhau nói, giống nhau cự tuyệt người khác rủ lòng thương. Hiện tại nhìn đến Tổ Huyền, Trương Huyền liền phảng phất nhìn đến lúc trước chính mình giống nhau. Một cái người phát ngôn ý tưởng, từ Trương Huyền đáy lòng sinh ra, hơn nữa tại đây ngắn ngủn vài giây nội, vô hạn phóng đại. Cửu cục tân lập hạ quy củ, Trương Huyền cũng đã biết, từ nay về sau, Trương Huyền đối thủ là thị tộc, là thần ẩn hội, là thần bí thần thánh thiên quốc. Tại đây thế giới ngầm, Quang Minh Đảo yêu cầu một cái người phát ngôn đứng ra, cái này người phát ngôn, không có khả năng là Quang Minh Đảo vương giả chi nhất, cái này người phát ngôn, cần thiết phải có cũng đủ dũng khí, cũng đủ tính dai, còn phải đối Quang Minh Đảo bản thân, đối địa ngục hành giả, có cũng đủ hiểu biết, phải có minh xác phương hướng, muốn rõ ràng chính mình là đang làm cái gì. Tổ Hiển, là một cái phi thường chọn người thích hợp. Ở công ty bảo an trước đài cái này công tác chung, Tổ Hiển biểu lộ hắn minh xác phương hướng. Hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì sự. Tổ Huyền, lúc này đây nhiệm vụ, ta cùng đi với ngươi. Trương Huyền ở Tổ Huyền đối diện ngồi xuống, ta sẽ giáo ngươi như thế nào làm chính mình trở nên ưu tú, ta sẽ giáo ngươi như thế nào làm chính mình trở nên cường đại, nhưng tiền đề là, ngươi muốn nói cho ta, ngươi có thể thừa nhận sao? Chuyện phát sinh phía sau, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, vượt qua ngươi nhận chi. Tổ Huyền nhìn chính mình đối diện mặt Trương Huyền, lâm vào trầm mặc. 10 giây, 20 giây, 1 phút, 5 phút. Ở cái này trong quá trình, Lâm Thanh Hạm vẫn luôn đứng ở phía sau, một câu không nói, nàng sẽ không quấy rầy chính mình nam nhân đi làm chính sự. Ước chừng đi qua 8 phút, Tổ Huyền mới mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, chỉ có đơn giản hai chữ, ta có thể. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nếu Tổ Huyền trực tiếp đáp ứng, hắn sẽ chỉ làm Tổ Huyền lại trở về hảo hảo suy xét, xúc động hạ đáp ứng sự, không được thật sự. Nhưng hiện tại, Tổ Huyền hiển nhiên là trải qua suy xét. Chương 854 có người đã tới. Trương Huyền cùng Tổ Huyền ước định ngày mai ở công ty gặp mặt, hôm nay phát sinh như vậy sự, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cũng đều vô tâm tình tiếp tục hưởng thụ như vậy bữa tối. Tổ Huyền nói như thế nào, cũng là làm Lâm thị công nhân, lại bị người coi như là không có tiền đồ, điểm này, Lâm Thanh Hạm cũng là đặc biệt tự trách. Lâm Thanh Hạm thực minh bạch, một cái công ty muốn càng tốt phát triển đi xuống. Đầu tiên muốn bảo đảm công nhân tự thân ích lợi, làm công nhân mỗi ngày đi làm đều bảo trì một cái phấn đấu nỗ lực tâm tình, mới có thể vì công ty sáng tạo càng nhiều ích lợi. Nếu rất nhiều người đều đối ở Lâm thị đi làm, bảo trì một loại cả đời như thế thái độ nói, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ trở nên bi quan, Lâm Thanh Hạm bản nhân, cũng muốn trở về suy xét một chút chế định tân công nhân chính sách, này không phải một cái sự tình đơn giản. Hai người về đến nhà, phát hiện Tần Nhu cùng mỗi ngày đều không ở nhà. Trương Huyền gọi điện thoại mới biết được, ngày hôm qua Tần Nhu liền mang theo mỗi ngày đi viện phúc lợi ở, hai ngày này đều sẽ không trở về. Trương Huyền di động khai công phóng, Tần Nhu lời nói, Lâm Thanh Hạm cũng nghe đến rõ ràng. Nghe được Tần Nhu cùng mỗi ngày buổi tối sẽ không trở về, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên. Dĩ vãng nàng cùng Trương Huyền ở bên nhau trụ nhật tử cũng không ở số ít, nhưng cùng hiện tại so sánh với, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu nhìn phòng. Lão công, ngươi, không biết là buổi tối uống lên chút rượu duyên cớ, vẫn là không khí có chút kiều diễm, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ bừng. Lão công, về sau, Lâm Thanh Hạm một bên ấp úng, một đôi mắt to không ngừng chiều trên lầu phòng ngủ liếc đi. Trương Huyền là một người nam nhân, nữ nhân biểu hiện đều như vậy rõ ràng, hắn sao có thể thờ ơ, dựa thế cười hắc hắc, lão bà, hôm nay ta đi trước tắm rửa. Trương Huyền nói xong. Căn bản không đợi Lâm Thanh Hạm trả lời, sợ Lâm Thanh Hạm sẽ đổi ý giống nhau, chiều trên lầu đi nhanh chạy tới. Lâm Thanh Hạm nhìn nam nhân kia gấp gáp bộ dáng, mặt đỏ lợi hại hơn, một người đứng ở dưới lầu phòng khách phát ngốc một hồi lâu,
lúc này mới bước ra gót sen, đi lên lầu 2. Đường đến lầu 2 cửa thang lầu thời điểm, Lâm Thanh Hạm đột nhiên thấy, Trương Huyền đang đứng ở cửa thang lầu trước, vẫn không nhúc nhích. Lão công, làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nghi hoặc ra tiếng. Trương Huyền quay đầu lại nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, lại lần nữa xoay đầu đi. Ở Trương Huyền quay đầu nháy mắt, Lâm Thanh Hạm liền từ Trương Huyền trên mặt, nhìn đến một mặt ngưng trọng. Trương Huyền hạ giọng, trong nhà đã tới người, sở hữu địa phương, đều có bị lật qua dấu vết. À, Lâm Thanh Hạm che cái miệng nhỏ, nếu không phải Trương Huyền nói, nàng căn bản cái gì đều không thể phát hiện, trong nhà gia cụ, cùng dĩ vãng bảy biện vị trí giống nhau như đúc. Trương Huyền đi đến một phiến phía trước cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ trong bóng đêm phất phất tay. Vài giây sau, biệt thự trước đại môn, xuất hiện một đạo mạn diệu thân ảnh, đi vào môn tới, mặt hướng đứng ở thang lầu thượng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, quỳ một gối xuống đất. Thứ Phong gặp qua quân vương đại nhân, gặp qua quân vương phu nhân. Này quỳ một gối ở trước cửa người, đúng là lúc trước đã đến Ngân Châu, còn bị Lưu Sa đuổi giết đến đây Thứ Phong. Thứ Phong đi theo công ty bảo an người cùng nhau một lần nữa trở lại Ngân Châu, bảo hộ Lâm Thanh Hạm an toàn. Trương Huyền nhìn mắt Thứ Phong, nhàn nhạt mở miệng, có người tiến vào quá. Thứ Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt lộ vẻ hoảng loạn, trong ánh mắt tràn ngập tự trách, tùy tay từ trên chân quân dụng chiến ủng chung rút ra một phen chủy thủ, trực tiếp đâm vào chính mình hõm vai, lưỡi dao sắc bén đâm thủng làn da, không có bất luận cái gì trở ngại chui vào Thứ Phong hõm vai giữa, máu tươi tức khắc lưu lại. Thứ Phong mày nhăn lại, liền kêu cũng chưa kêu một tiếng. Thuộc hạ vô năng, thỉnh quân vương đại nhân, quân vương phu nhân trách phạt. Nhưng thật ra Lâm Thanh Hạm, thấy như vậy một màn, không tự giác phát ra một tiếng thét chói tai, người đây là làm gì, mau, ta này có hộp y tế. Lâm Thanh Hạm kêu, vội vàng chiều thang lầu hạ chạy chậm đi, kết quả mới chạy hai bước, đã bị Trương Huyền giữ chặt. Lâm Thanh Hạm quay đầu, khó hiểu nhìn mắt Trương Huyền. Lại thấy Trương Huyền hướng chính mình khẽ lắc đầu, Lâm Thanh Hạm ánh mắt lộ ra dãy dụa thần sắc, còn là ngừng bước chân, trên mặt lộ ra không đành lòng. Trương Huyền lắc lắc đầu, Thứ Phong, ngươi cùng ta đã bao lâu? 7 năm, Thứ Phong liền một tia tự hỏi cũng chưa làm, 7 năm 6 tháng 08 ngày. Đem trên mặt đất huyết lau khô, đi ra ngoài đi, đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, lại có lần sau, chính mình tuyển hảo mộ địa bò đi vào. Trương Huyền thần sắc bình đạm. Tạ quân vương đại nhân, tạ quân vương phu nhân, Thứ Phong lại lần nữa đè thấp đầu, dùng chính mình ống tay áo sát tịnh trên mặt đất máu, theo sau chậm rãi lui đi ra ngoài, ở nàng trong mắt, vẫn luôn đều treo nồng đậm tự trách. Đãi Thứ Phong rời đi sau, Lâm Thanh Hạm mới ra tiếng, lão công, ngươi làm gì muốn như vậy a? Nàng nhìn tuổi cũng không lớn, ngươi. Lão bà, ta đây là đối nàng phụ trách, Trương Huyền thở dài một hơi, ngươi biết, thế giới ngầm, có quá nhiều không thể gặp quang đồ vật. Thế giới ngầm người, mỗi thời mỗi khắc, đều phải đề phòng nguy hiểm phát sinh, liền bị người vào nhà nàng đều không có phát hiện, nếu lại chậm trễ đi xuống, vứt chính là nàng chính mình mệnh. Lâm Thanh Hạm há miệng thở dốc, không có ra tiếng. Thế giới ngầm tàn khốc, Lâm Thanh Hạm cũng gặp qua, nàng tuy rằng không đành lòng Trương Huyền đối đãi Thứ Phong thái độ, nhưng cũng minh bạch, này không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Lão công, người nói có người tới trong nhà, đem sở hữu địa phương phiên biến. Là muốn làm gì đâu. Lâm Thanh Hạm mắt đẹp chung có chút lo lắng thần sắc, nhưng phàm là cá nhân, biết chính mình ra bị người xâm nhập, đều sẽ không nhìn như không thấy. Bọn họ ở tìm đồ vật, Trương Huyền ánh mắt nhìn quét chung quanh. Tìm cái gì đâu, Lâm Thanh Hạm theo bản năng hỏi. Tìm cái này, Trương Huyền đem bàn tay tiến chính mình đâu nội, giây tiếp theo, hắn ánh mắt trực tiếp tỏa định ngoài cửa sổ, muốn chạy. Trương Huyền cả người nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Từ ngoài cửa sổ nhảy ra. Trong đêm đen, một đạo hắc ảnh từ biệt thự viện ngoại chợt lóe rồi biến mất, tốc độ thực mau, người thường rất khó bắt giữ đến, nhưng Trương Huyền lại có thể rõ ràng nhìn đến đối phương hành động quỹ đạo, một bên bôn tập, một bên hướng trong bóng đêm phất phất tay. Lâm Thanh Hạ mới vừa chạy đến bên cửa sổ, đem đầu vươn ngoài cửa sổ, liền thấy Thứ Phong dẫn người, đem toàn bộ biệt thự sân bao quanh vây quanh, mỗi người đều nhìn chằm chằm chuẩn một phương hướng. Không cho phép có bất luận kẻ nào tiếp cận biệt thự chung quanh. Trương Huyền đuổi theo kia đạo nhân ảnh, một đường đuổi theo ra nội thành, đối phương tốc độ thực mau, Trương Huyền lại vô pháp vận dụng khí, ở không ai địa phương, hai người đều sẽ đồng thời bùng nổ tốc độ, Trương Huyền một chốc cũng đuổi không kịp đối phương. Chung quanh kiến trúc dần dần trở nên thưa thớt lên, trên đường cũng cơ hồ không có bóng người,
chỉ là ngẫu nhiên có một chiếc xe đánh sáng ngời đèn xe, gào thét mà qua. Trương Huyền hai chân bỗng nhiên phát lực, một cổ khí trực tiếp tự lòng bàn chân bùng nổ, tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn, cơ hồ ở 3 giây nội, liền đuổi theo kia đạo bóng đen. Ngươi có thể đi được rớt. Trương Huyền khóe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, bắt lấy Hắc Ảnh bả vai, đối phương trên mặt che một trương mặt nạ bảo hộ. Trương Huyền động tác nhanh chóng đem đối phương trên mặt mặt nạ bảo hộ, mặt nạ bảo hộ hạ gương mặt, lại làm Trương Huyền đồng tử một trận mãnh xúc. Chương 855 công trường đã xảy ra chuyện. Đây là một trương cơ hồ không có ngũ quan mặt, đối phương cái mũi bị hoàn toàn tiêu diệt, miệng thượng bị năng một vòng bàn ủi, toàn bộ bị hạn trụ, phía trên treo một cái tinh xảo thiết khóa. Muốn mở miệng, trước hết cần đem khóa cấp mở ra, nếu không có yết hầu chỗ hầu kết, liền là nam hay nữ đều từ bề ngoài thượng nhìn không ra tới. Trương Huyền trực tiếp động thủ, bóp gãy đối phương hai tay cùng với hai chân. Răng rắc nứt xương thanh âm vang lên, trước mặt người này, lại liền một chút vẻ mặt thống khổ cũng chưa lộ ra, giống như bị bóp gãy, căn bản là không phải chính hắn thân thể giống nhau. Trương Huyền tay phải nhéo đối phương cổ, không cho người này sụi lơ đi xuống, vươn tay trái. Nhẹ nhàng bóp nát đối phương miệng trước kia đem tiểu khóa, đồng thời niết khai đối phương miệng, lại phát hiện, người này trong miệng, là một mảnh trống rỗng, cái gì đều không có, đầu lưỡi đã sớm bị người cắt rớt, này miệng lưu lại mục đích, chỉ là bảo đảm cơ bản ăn cơm mà thôi. Như vậy một màn, tuy là Trương Huyền, cũng trong lòng phát lạnh. Nhiều năm như vậy, đủ loại tử sĩ Trương Huyền gặp qua không ít, nhưng như vậy, hắn vẫn là đầu một hồi thấy, liền ngũ quan đều bị ma bình, đầu lưỡi cắt rớt. Thậm chí liền xương cốt bị bóp gãy cảm giác đau đớn đều tê mỏi, bắt được loại người này, cũng vô pháp từ hắn trong miệng hỏi ra bất luận cái gì một chút hữu dụng tin tức. Người này bị Trương Huyền nắm yết hầu, thở dốc đều khó khăn, kia một đôi mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền hữu đâu. Vừa rồi ở biệt thự, Lâm Thanh Hạm hỏi Trương Huyền đối phương tìm gì đó thời điểm, Trương Huyền đem tay vói vào hữu trong túi quá. Trương Huyền chú ý tới đối phương ánh mắt, khóe miệng đột nhiên liệt khai. Đem chính mình rỗng tuếch hữu sóc ra tới. Trương Huyền cái này động tác, làm đối phương đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới, đường đường địa ngục quân vương, thế nhưng sẽ chơi như vậy xiếc, đem chính mình dẫn ra tới. Trương Huyền mở miệng, ta cho ngươi một cơ hội, làm ngươi sống sót, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, minh bạch sao. Đối phương trừng lớn đôi mắt nhìn Trương Huyền, vài giây sau, hắn đồng tử dần dần bắt đầu khuếch tán. Đầu cũng vô lực hướng một bên rũ xuống. Trương Huyền thở dài, đem trên tay người tùy tay một ném. Hắn vừa mới kia vừa hỏi, cũng chỉ là thử, cơ hồ không báo cái gì hy vọng, một cái như vậy tử sĩ, đã sớm bị tẩy não, bọn họ liền chính mình nhân sinh đều từ bỏ, một lòng chỉ có phía sau tổ chức. Nhìn trên mặt đất đã chết đi người, Trương Huyền trầm mặc thật lâu sau, ở tự hỏi, đối phương rốt cuộc tới này tìm cái gì? Vẫn là bọn họ có cái gì nhằm vào Quang Minh đảo kế hoạch, đem chính mình lực chú ý dẫn tới bên này. Mấy phen suy tư, Trương Huyền cũng không có gì manh mối, lắc lắc đầu, chiều ra đi trở về đi. Tới tiểu khu sau, Trương Huyền xa xa liền nhìn đến, chỉnh gian biệt thự đều là một mảnh ánh sáng, Lâm Thanh Hạm đem trong nhà đèn toàn bộ mở ra. Đương Thứ Phong đám người nhìn đến Trương Huyền sau khi trở về, toàn bộ tan đi, dẫn vào trong bóng đêm. Trương Huyền mới vừa đi tiến biệt thự trong viện, liền thấy Lâm Thanh Hạm có chút nôn nóng từ trong viện chạy ra tới. Lão bà, làm sao vậy? Trương Huyền vội vàng ra tiếng. Thấy Trương Huyền trở về Lâm Thanh Hạm, trên mặt lộ ra vui mừng, lão công trường bên kia đã xảy ra chuyện. Công trường, Trương Huyền sắc mặt biến đổi. Lâm Thanh Hạm theo như lời công trường, chính là viện phúc lợi địa chỉ cũ, kết quả bị Tô Thị đổi thành một cái siêu đại tụ linh trận. Cái kia tụ linh trận là dùng làm gì, Trương Huyền vẫn luôn đều không có manh mối, bao gồm áo tang, cùng với Đường thị đại trưởng lão, cũng đều một chốc không thể nói tới, Trương Huyền đối phương diện này rốt đặc cán mai, cũng không dám vọng động, chỉ cầu không cần có cái gì phiền toái. Đáng tiếc, cái này phiền toái, vẫn là tới. Trương Huyền lái xe, mang theo Lâm Thanh Hạm, thẳng đến công trường mà đi. Buổi tối uống về điểm này rượu, ở vừa mới truy đuổi chung, lấy Trương Huyền thân thể đặc thù độ. Đã sớm phát huy xong rồi. Đương hai người tới công trường thời điểm, phát hiện có không ít người qua đường đều tụ ở công trường cách ly bản bên ngoài, đối với công trường phương hướng chỉ trỏ trỏ, tính cả cháy xe cứu hỏa đều tới. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người vội vàng vàng đi vào công trường chung, vừa qua khỏi cách ly bản, liền thấy bí thư Lý Na chính nôn nóng chờ ở nơi này. Lâm Tổng, Trương Tiên Sinh,
Các ngươi tới. Lý Na chạy tới. Tình huống như thế nào? Lâm Thanh Hạm nhăn lại mày liễu, nhìn về phía công trường phương hướng. Lý Na vừa muốn trả lời, liền nghe Trương Huyền thanh âm ở một bên vang lên, động đất. Lý Na gật gật đầu, là động đất, Lâm Tổng, liền ở vừa mới, này một mảnh khu vực đột nhiên phát sinh động đất phạm vi rất nhỏ, chỉ nhằm vào công trường này một mảnh, có hai đống đỉnh kiến trúc đã sập, phụ cận không ít người đều nghe được động tĩnh. Người đi xử lý hạ bên ngoài cháy, liền nói là Lâm Thị bình thường phá bỏ và di rời, thủ tục gì đó làm người chạy nhanh bổ thượng. Lâm Thanh Hạm phân phó nói. Lý Na gật gật đầu, liền nhanh chóng rời đi, đi làm việc này. Lão công, người thấy thế nào? Lâm Thanh Hạm đem đầu chuyển hướng Trương Huyền. Trương Huyền lắc lắc đầu, lão bà, ta đi vào xem một chút, người liền đứng ở chỗ này, có tình huống như thế nào, lập tức hướng ra chạy. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nàng không có yêu cầu theo sau, rất rõ ràng chính mình đi theo đi, bất quá là thêm phiền toái mà thôi, lão công, chính ngươi cẩn thận. Trương Huyền không có trả lời, đi nhanh chiều công trường ngay trung tâm đi đến. Trương Huyền đi ở trên đường, tinh tế cảm thụ được dưới chân phát sinh biến hóa, từ tu hành khí tới nay, Trương Huyền đối giữa trời đất này cảm giác trở nên muốn so trước kia nhạy bén nhiều, sao chịu được kham gợi lên ánh nến gió nhẹ, Trương Huyền đều có thể rõ ràng cảm nhận được là từ đâu cái phương hướng chuyển đến. Hiện tại dưới chân chấn cảm, người thường căn bản không cảm giác được, nhưng Trương Huyền cảm thụ, lại phi thường rõ ràng. Đi vào tụ linh trận trung tâm, chung quanh đều là còn không có dựng tốt kiến trúc, liền giống như vứt đi nhà xưởng giống nhau. Ở chỗ này, chấn cảm là cường liệt nhất. Tụ linh trận sẽ khiến cho động đất sao? Trương Huyền như là lầm bầm lầu bầu giống nhau hỏi. Sẽ không, khàn khàn thanh âm tự Trương Huyền phía sau vang lên, áo tàng từ Trương Huyền phía sau đi ra. Trừ phi này tụ linh trận phía dưới, có thứ gì, trong thiên địa linh khí dần dần tụ tập, dẫn tới phía dưới một thứ gì đó phát sinh biến hóa, ân. Giống như là một cái năng lượng phản ứng lò, có cũng đủ năng lượng sau, liền sẽ vận chuyển lên, mà linh khí, chính là loại này năng lượng. Trương Huyền nhún vai, có thể sử dụng linh khí làm năng lượng, là cái nào thời đại sản vật? Ai biết, ta lại không phải sống mấy trăm năm, áo tang lắc lắc đầu, mấy ngày nay, ta vẫn luôn đãi ở chỗ này. Ngầm phản ứng so với phía trước mãnh liệt rất nhiều, bất quá liền hiện tại mà nói, một chốc cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào, vừa mới động đất, hẳn là này mấy tháng tụ tập năng lượng tổng hòa, người ta là xử lý không được những việc này, ta tưởng từ từ cửu cục người, hẳn là liền sẽ tới đi. Nhắc Tào Tháo đến, Trương Huyền đột nhiên xoay người, nhìn về phía một cái khác phương hướng. Có hai người, một nam một nữ, chiều bên này đi tới. Gặp qua địa ngục quân vương các hạ. Này một nam một nữ, đều là hơn 40 tuổi, đi tới sau, khách khí cùng Trương Huyền chào hỏi. Chương 856 là không dám nói. Ha ha, đây là lần đầu tiên thấy cửu cục người cùng ta khách khí như vậy a. Trương Huyền nhìn đi tới hai người, cười cười. Này một nam một nữ, đồng thời cũng đang nhìn Trương Huyền, khi bọn hắn phát hiện chính mình từ Trương Huyền trên người nhìn không tới bất luận cái gì một chút về khí dấu vết khi, đều hít hà một hơi. Một cái luyện khí giả. Nhìn không ra đối phương trên người khí, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, thực lực của đối phương viễn siêu chính mình, đệ nhị, đối phương căn bản không khí. Hiện tại trước mặt người này, chính là đường đường địa ngục quân vương, làm tam đại thị tộc cúi đầu xưng thần tồn tại, sao có thể là cái không khí người đâu. Cửu cục biết Trương Huyền người ở Ngân Châu, này một nam một nữ hai trung niên nếu có thể bị phái đóng quân ở Ngân Châu, kia tất nhiên không phải kẻ yếu, chẳng sợ ở toàn bộ cửu cục bên trong. Này hai người đều là hiểu rõ cao thủ, giờ phút này lại liền Trương Huyền hư thật đều nhìn không ra. Dù cho đã biết địa ngục quân vương cường đại, nhưng lại không nghĩ tới, cường đại đến như thế nông nỗi, nếu không có biết trước mặt người này thân phận, cửu cục này hai người, chỉ biết đem Trương Huyền coi như một người bình thường. Đem một cái khủng bố tồn tại coi như người thường đối đãi, đây chính là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Quân vương các hạ nói đùa, cho tới nay, Quang Minh đảo đều là thế giới ngầm địa vị tôn sùng tồn tại. Chúng ta cửu cục cũng thuộc về thế giới ngầm. Cửu cục trung nam tính mở miệng. Hảo, vô nghĩa cũng không nói nhiều. Trương Huyền phất phất tay, các ngươi nên biết, cái này tụ linh trận, là lúc trước Tô Thị uy hiếp lão bà của ta kiến, này ngầm có cái gì? Vì cái gì sẽ nhân linh khí khiến cho động đất? Cửu cục hai người liếc nhau, theo sau tên này nam tính đáp, quân vương các hạ, chúng ta hiện tại biết nói chính là, này Ngân Châu ngầm, đích xác cất giấu chút thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì? Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm,
lần trước tưởng Tử Vương lăng xuống tay, lại là thất vọng mà về. Trương Huyền duỗi tay sờ sờ mũi, liền các ngươi cũng không biết sao. Lão Tổ Tông lưu lại đồ vật rất nhiều, chúng ta có khả năng nhìn đến, bất quá 1/2 phần 10, có quá nhiều đồ vật, là chúng ta sợ không biết. Kia nữ tính mở miệng. Trương Huyền bĩu môi, các ngươi cửu cục bên trong, không phải được xưng có cái thầy bói sao, hắn cũng nhìn không ra tới. Nhìn ra tới cùng dám nói, là hai việc khác nhau. Cửu cục nam tính mở miệng, quân vương các hạ, tuy rằng chúng ta hiện tại tài nguyên cùng chung, nhưng chúng ta hai người, quyền lợi hữu hạn, càng nhiều đồ vật, vẫn là để cho người khác cùng ngươi giao thiệp hảo, chúng ta lần này tới, chủ yếu là bảo đảm nơi này sẽ không xảy ra chuyện. Trương Huyền nhún vai, kia này liền giao cho các ngươi, ta còn phải về nhà ôm tức phụ ngủ đâu. Trương Huyền vẫy vẫy tay. Để lại cho cửu cục này một nam một nữ một cái tiêu sái bóng dáng, chiều chờ ở công trường nhập khẩu Lâm Thanh Hạm đi đến. Áo Tang cũng là một cái lắc mình, biến mất ở chỗ này, chỉ trừ cửu cục hai người, còn đứng tại chỗ. Lão công, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền đi tới, ra tiếng nói. Không rõ ràng lắm, Trương Huyền lắc lắc đầu, lão bà, người an bài người đem công trường diện tích mở rộng đi, bên ngoài xây bức tường, ngàn vạn đừng làm người tiếp cận. Chẳng sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng đừng làm người nhìn đến, minh bạch sao. Ân, Lâm Thanh Hạm dùng sức gật đầu. Trương Huyền quay đầu, nhìn về phía công trường ngay trung tâm, ánh mắt lộ ra suy tư biểu tình. Vừa mới cửu cục kia hai người, tuy rằng chưa cho Trương Huyền nói rõ cái gì, nhưng lại lộ ra một sự kiện ra tới. Cửu cục nội thầy bói hiển nhiên nhìn ra một ít việc, nhưng lại không dám nói. Thầy bói, vẫn luôn đều cho người ta hai loại cực đoan khái niệm. Có người cho rằng, đoán mệnh chính là lừa dối người thủ đoạn nham hiểm, cũng có người, đối đoán mệnh nói đến tin tưởng không nghi ngờ. Nếu thầy bói thật nhìn ra cái gì, lại không dám nói, kia chẳng phải là nói, vận mệnh chú định thật sự có nào đó đặc thù lực lượng tồn tại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương Huyền nhìn thấy đồ vật thật sự quá nhiều, vượt qua hắn nhận chi, ngay cả hiện tại Trương Huyền, cũng không dám nói, trên thế giới này thật sự không có gì siêu nhiên lực lượng. Liền lấy khí tới nói. Khí rốt cuộc là một loại trong thiên địa năng lượng hệ thống, vẫn là một loại siêu việt tự nhiên lực lượng biểu hiện. Mặc kệ nào một loại cách nói, đều chứng minh rồi hiện tại nhân loại nhỏ bé. Nếu thật là một loại năng lượng hệ thống, vì sao ở khoa học kỹ thuật thượng vô pháp lợi dụng khí, giữa trời đất này, rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, vẫn là mọi người sở vô pháp lợi dụng. Nếu là người sau, khí là siêu tự nhiên lực lượng biểu hiện, như vậy còn có bao nhiêu siêu tự nhiên lực lượng biểu hiện? Mấy vấn đề này, đã sớm loạn thành một đoàn ma, quấn quanh ở Trương Huyền trong óc giữa. Trương Huyền nhìn mắt di động thượng thời gian, nguyên bản hảo hảo một cái ban đêm, trải qua sự tình các loại lăn lộn, đã là 10 giờ nhiều. Ban đêm thiên thực lãnh, Lâm Thanh Hạm ăn mặc áo bông, đứng ở gió lạnh chung, tận lực nhịn xuống không cho chính mình biểu hiện ra ngoài, nhưng thân thể theo bản năng phản ứng, vẫn là làm nàng run bần bật. Trương Huyền mở ra hai tay, đem Lâm Thanh Hạm ôm vào trong lòng ngực. Lão bà, khổ ngươi, nếu không phải ta, ngươi hà tất như vậy vẫn còn chạy ra. Ngươi nói cái gì đâu? Lâm Thanh Hạm tùy ý Trương Huyền ôm, giơ giơ lên tiểu nắm tay, này nói như thế nào cũng là chúng ta Lâm thị công trường a, nếu không phải ngươi ở, ta còn không biết nên xử lý như thế nào đâu. Hai người ánh mắt đối diện, đột nhiên đồng thời cười. Này đó là hai người ở bên nhau khi, tốt nhất trạng thái, sẽ không lẫn nhau oán giận, chỉ biết cảm kích có được đối phương. Đi thôi, về nhà. Trương Huyền trở tay nắm lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề, hai người hướng công trường ngoại đi đến. Bọn họ xe liền ngừng ở công trường cửa, Trương Huyền vừa mới kéo ra cửa xe, một đạo khàn khàn thanh âm, từ Trương Huyền phía sau vang lên. Đúng rồi, có chuyện, người đến chú ý một chút. Lâm Thanh Hạm nhìn thoáng qua, theo sau lo chính mình lên xe, ở bên trong xe chờ đợi Trương Huyền. Cái gì? Trương Huyền xoay người, nhìn không biết khi nào đã đến Áo Tang. Đối với Áo Tang người này thực lực, Trương Huyền đến bây giờ đều sờ không rõ ràng lắm, hắn chỉ nhớ rõ Sở Tranh nói với hắn quá, có Áo Tang ở, nhưng bảo Trương Huyền trong khoảng thời gian ngắn bình an. Người cái kia công ty bảo an, tiếp cái kia nhiệm vụ, nhưng không thoải mái a. Áo Tang trên mặt treo một mặt cười như không cười biểu tình. Trương Huyền một chút đều không ngoài ý muốn Áo Tang biết chính mình cái kia công ty bảo an cùng với nhiệm vụ sự, cái này công ty bảo an. Trương Huyền không có làm bất luận cái gì che giấu thủ đoạn, nếu thần ẩn hội liền loại chuyện này đều tra không ra, kia cũng không xứng tồn tại thời gian dài như vậy.
Trương Huyền cười nói, có cái gì lời khuyên cho ta sao? Rất nhiều chuyện, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, lần này nhiệm vụ này, người thượng điểm tâm. Áo Tăng phát ra khàn khàn thanh âm, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, rốt cuộc lấy ngươi hiện tại thực lực tới nói, trên thế giới này, tạm thời có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp người rất ít. Có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm nhiều. Trương Huyền hướng Áo Tăng phất phất tay, được rồi, thời gian đã trễ thế này, ta còn về nhà ôm lão bà ấm đầu giường đất đâu, không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Trương Huyền nói xong, ngồi vào khoang điều khiển nội, phát động chiếc xe, giẫm hạ chân ga, mang theo một trận cầu vồng, biến mất ở Áo Tang tầm mắt giữa. Chương 857 Lâu Lan. Về đến nhà, Trương Huyền trước tiên tìm cái laptop, bước lên một cái trang web, đánh ước chừng 20 vị số mật mã, bước lên một cái trang web. Ở Trương Huyền đăng nhập trang web thượng, biểu hiện rậm rạp đủ loại văn tự, Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, phát hiện chính mình một cái đều xem không hiểu. Lão công, ta đây đi trước ngủ. Lâm Thanh Hạm ở Trương Huyền phía sau đứng trong chốc lát, phát hiện Trương Huyền lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mặt trên máy tính, liền ra tiếng nói. Ân, Trương Huyền cũng không quay đầu lại gật gật đầu. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, sắc mặt mang chút đỏ bừng, lão công, ta đây đi trước tắm rửa, ngươi. Ngươi vội xong liền tới đây đi. Đã biết lão bà, ngươi mau đi nghỉ ngươi đi. Trương Huyền lại lần nữa đáp lại một tiếng. Lâm Thanh Hạm bán ra gót sen, đi lên lầu 2 phòng ngủ. Thực mau, một trận rầm tiếng nước ở trên lầu vang lên. Mà dưới lầu phòng khách chung, vang lên một trận bùm bùm bàn phím thanh âm. Đương Lâm Thanh Hạm từ phòng tắm ra tới sau, còn có thể nghe được dưới lầu bàn phím tiếng vang, nàng ăn mặc một thân tơ tằm áo ngủ, mượt mà khuynh hướng cảm xúc dán sát vào thân thể, lộ ra hoàn mỹ S hình đường cong, ướt rầm rề đầu tóc ném ở sau người, một giọt nước từ cái trán trượt xuống. Này ra tắm mỹ nhân, nếu bị người nhìn đến, nhất định sẽ vì chi điên cuồng. Lâm Thanh Hạm chậm rãi đi đến mép giường, kéo ra chăn, nằm đi vào, khuôn mặt nhỏ thượng thiêu hồng, trong mắt mang theo một tia chờ mong, nằm ở nơi đó. Lâm Thanh Hạm có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tim đập đang ở gia tốc, liên thủ chân đều ở không tự giác rất nhỏ phát sinh run rẩy, có loại khẩn trương, rồi lại chờ mong nam nhân tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Trong phòng, chỉ sáng lên một chản đầu giường đèn, thực an tĩnh, nữ nhân tiếng hít thở, phi thường rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Hạm đột nhiên mở to mắt, nàng chính mình đều không có ý thức được, chính mình là khi nào ngủ, nàng nhanh chóng cầm lấy đặt ở đầu giường di động vừa thấy, này đã là nửa đêm 4 điểm. Lâm Thanh Hạm quay đầu nhìn về phía bên cạnh, kia giống tuếch nửa trương giường, làm nàng trong lòng có một loại khôn kể cảm giác mất mát, nàng nghiêng đi thân thể, hai chỉ non mềm chân nhỏ đạp lên trên mặt đất. Rất nhỏ mở ra phòng ngủ môn, nhìn mắt chính mình phòng đối diện Trương Huyền phòng ngủ. Trương Huyền phòng ngủ cửa phòng mở rộng ra, bên trong một người đều không có. Một trận rất nhỏ bàn phím gõ tiếng vang lên. Lâm Thanh Hạm rón ra rón rén đi đến lầu 2 cửa thang lầu, thấy một mảnh đen nhánh trong phòng khách trên bàn trà sáng lên mỏng manh ánh sáng, đến từ màn hình máy tính. Màn hình máy tính trước, nam nhân chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng gõ một chút. Đứng ở cửa thang lầu Lâm Thanh Hạm, khẽ thở dài một cái, xoay người, trở lại phòng ngủ, nằm ở nơi đó, lại như thế nào cũng ngủ không được. Mỗi người đều nhìn địa ngục quân vương mặt ngoài phong cảnh, lại không biết, cũng có rất nhiều làm địa ngục quân vương buồn rầu sự, làm một tổ chức lãnh tụ, địa ngục quân vương không có đường lui, hắn trừ bỏ đem gặp được sự tình toàn bộ giải quyết bên ngoài, không còn có cái thứ hai lựa chọn. Rạng sáng 5 giờ, Ngân Châu Thiên vẫn là một mảnh đen nhánh. Trương Huyền nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính đồ vật, hắn sở đăng nhập cái này trang web, là hắn sớm nhất trước kia, mới vừa tiếp xúc thế giới ngầm khi, một cái ám sát nhiệm vụ tuyên bố trang web, không có hội viên tư cách, căn bản là đăng nhập không đi lên. Mỗi một cái tài khoản, ở bên trong đều có cấp bậc phân chia, phân biệt từ một bậc mãi cho đến thập cấp tối cao. Trương Huyền cấp bậc, cũng không phải cao cấp nhất, chỉ có thể xếp hạng trung gian, là cái ngũ cấp tiêu chuẩn. Sở dĩ như vậy, chỉ là Trương Huyền ở tiếp xúc một đoạn thời gian ám sát sau, liền không hề làm. Tuy rằng Trương Huyền tài khoản cấp bậc là ngũ cấp, nhưng ở cái này trang web chung, một cái yêu cầu trăm tên thập cấp sát thủ cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ thượng, lại là có Trương Huyền tồn tại. Chẳng qua, Trương Huyền cũng không phải tiếp thu nhiệm vụ người, mà là nhiệm vụ mục tiêu. Ám sát địa ngục quân vương, yêu cầu trăm tên thập cấp sát thủ cộng đồng phối hợp. Trước không nói trên thế giới này có hay không như vậy nhiều thập cấp sát thủ. Nhiệm vụ này, đến bây giờ mới thôi,
ở dưới báo danh lựa chọn chung, không có bất luận cái gì một người dám tiếp, có thể thấy được địa ngục quân vương ở người khác trong mắt, là cỡ nào tồn tại. Phải biết rằng, thập cấp sát thủ, chính là liền tự do quốc nguyên thủ ám sát nhiệm vụ đều dám đơn người tiếp A. Trương Huyền hiện tại sở xem, đều không phải là cái gì ám sát nhiệm vụ. Cái này trang web, thật giống như là hè oi bức thời cổ cái loại này tử quán, là một cái tin tức truyền bá phi thường quảng địa phương, chẳng qua sẽ tồn tại rất nhiều không thể tin tiểu đạo tin tức, muốn từ bên trong tìm ra hữu dụng tin tức, yêu cầu chính mình tự tin phân tích. Trương Huyền thuộc thông ngôn ngữ nhiều nước, nhìn rất nhiều đến từ bất đồng quốc gia nhiệm vụ tuyên bố, cuối cùng, lấy ra tới rồi hai cái từ ngữ mấu chốt. Lâu Lan. Trương Huyền khép lại màn hình máy tính. Về Lâu Lan, trên thế giới này, truyền lưu quá nhiều truyền thuyết. Đó là một chỗ thần bí nơi, cùng Bermuda tề danh. Lâu Lan có thể nói là thế giới chi nhất nhân văn cảnh quan, theo nhà khảo cổ học chứng thực, Lâu Lan sớm đã có nhân loại hoạt động 10.000 năm lịch sử, đây là một cái không thể tưởng tượng phát hiện. Phải biết rằng, thế giới lịch sử dài lâu hè oi bức quốc gia cổ, cũng bất quá 5.000 năm trên dưới lịch sử, 5.000 năm phía trước, là một mảnh sương mù, chẳng sợ liền dưới chân này đại địa, đều không thể tái hiện 10.000 năm trước sự, nhưng ở Lâu Lan giữa, còn có thể tìm một ít lúc trước bóng dáng. Đối loại này tràn ngập thần bí không biết địa phương, Trương Huyền vẫn luôn đều vẫn duy trì một viên kính sợ tâm, đặc biệt hiện tại, đương biết thế giới này khổng lồ, cảm nhận được chính mình nhỏ bé sau, kính sợ chi tâm càng trọng. Ở trước mặt cái này sát thủ nhiệm vụ trang web thượng, rất nhiều người đều hạ đạt thăm dò Lâu Lan nhiệm vụ, nhưng hiện tại mới thôi, không có một người cấp ra hữu hiệu tin tức, mỗi một cái nhiệm vụ tiền thuê, đều không có kết rớt. Gần nhất một lần tuyên bố Lâu Lan nhiệm vụ, bị một cái đến từ hè oi bức ID sở tiếp, đối phương cấp giá cả phi thường cao, 300 triệu Magi Kim. Trương Huyền khép lại máy tính, xoa xoa đầu, hắn cũng không phải không đâu vào đâu mở ra cái này trang web, từ phía trên tìm tòi tin tức. Gần nhất một đoạn thời gian, tại thế giới các nơi, đều có kỳ quái sự tình phát sinh, hôm nay áo tang lại đề ra một miệng, làm Trương Huyền dự cảm lần này chính mình công ty tiếp được nhiệm vụ, rất có khả năng cùng thế giới ngầm có quan hệ, hiện tại vừa thấy. Khả năng thật là như thế, Trương Huyền có 80% nắm chắc, Tổ Hiền nhận được cái này an bảo nhiệm vụ, chính là hộ tống mỗ người nào đó đi Lâu Lan tìm cái gì, rốt cuộc hằng thành an bảo Ngân Châu chi nhánh công ty thanh danh, cũng không như thế nào hảo. Đối phương có thể trực tiếp đáp ứng cấp ra mấy trăm vạn giá cả, này liền còn chờ cân nhắc. Trương Huyền duỗi người, cốt cách phát ra một trận đùng thanh, hắn ngồi ở chỗ này lâu lắm, cơ bắp đều đã cứng đờ, nhìn thời gian, đã là buổi sáng 5 giờ rưỡi. Trương Huyền đơn giản đi vào trong viện, đánh một bộ quyền, nguyên bộ quyền đánh xong, thời gian cũng tới rồi buổi sáng 6 giờ rưỡi, mọi người cũng đều từ trên giường bò dậy, chuẩn bị nghênh đón tân một ngày đã đến. Nằm ở trên giường Lâm Thanh Hạm, không còn có ngủ, nàng liền ghé vào cửa sổ, lặng lặng nhìn trong viện Trương Huyền, ánh mắt dần dần trở nên si mê. Chương 858 hắn thuộc về thế giới. Lâm Thanh Hạm chuyên môn ở Trương Huyền đánh một bộ quyền trở về phòng sau. Lại đợi 20 phút mới xuống lầu, làm bộ một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nhà ăn trên bàn cơm, đã chuẩn bị tốt tinh xảo bữa sáng. Trương Huyền trong tay cầm một cái sứ bàn từ trong phòng bếp đi ra, thấy Lâm Thanh Hạm sau, cười nói, lão bà, người đi lên. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, lão công, ta tối hôm qua mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, ta chính là gặp ngươi ngủ rồi, không quấy rầy ngươi. Chính mình đi bên cạnh phòng ngủ, tới, trước ngồi xuống, còn thừa hai cái chiên trứng. Trương Huyền nói xong, xoay người chiều phòng bếp đi đến. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bóng dáng, yên lặng đi ra phía trước. Trương Huyền đang đứng ở bệ bếp trước, đột nhiên cảm giác được hai chỉ mềm mại cánh tay, từ chính mình sau thắt lưng quấn tới. Ngay sau đó, một trận mềm mại dán ở chính mình phía sau lưng, Lâm Thanh Hạm sườn mặt dán ở Trương Huyền phần lưng. Mới vừa lấy ra hai cái trứng gà chuẩn bị mở ra Trương Huyền, đột nhiên sửng sốt, vẫn không nhúc nhích, lão bà, ngươi. Đừng nói chuyện, làm ta ôm ngươi một cái. Lâm Thanh Hạm mềm nhẹ thanh âm truyền tiến Trương Huyền trong tai. Ghé vào nam nhân trên lưng, Lâm Thanh Hạm có thể rõ ràng ngửi được thuộc về nam nhân trên người độc đáo khí vị, này rắn chắc vai lưng, làm nàng cảm thấy an tâm. Nghĩ nam nhân tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa mới lại đối chính mình phát ra kia thiện ý nói dối. Lâm Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng quá ích kỷ, chính mình nam nhân, chính là địa ngục quân vương A, toàn bộ thế giới ngầm, đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, quang minh đảo từ trên xuống dưới, đều phải tôn hắn chi lệnh,
như vậy một người nam nhân, chính mình lại muốn đem hắn buộc ở bên người, chính mình là cảm thấy vui vẻ, nhưng lại làm hắn, vô pháp toàn thân tâm cố kỵ đến hắn sứ mệnh. Như vậy một người nam nhân, không nên đơn độc thuộc về một người, kỳ thật, chỉ cần hắn trong lòng có chính mình, vậy đủ rồi. Người khác đều nói nàng Lâm Thanh Hạm là Ngân Châu thương giới nữ vương, nhưng Lâm Thanh Hạm chính mình rất rõ ràng, ở Trương Huyền trước mặt, chính mình chỉ là lại bình thường bất quá một cái tiểu nữ nhân thôi, nếu hắn nguyện ý, trên thế giới này, có quá nhiều so với chính mình muốn ưu tú nữ nhân, chờ hắn đi chọn lựa. Kỳ thật có một số việc, Lâm Thanh Hạm cho tới nay đều không muốn đi nghĩ lại, lúc trước ở Thần Nông Giá, cái kia nữ cảnh, cả người trói mãn cao nổ mạnh dược, muốn hủy hoại toàn bộ huyệt động, làm mọi người vì Trương Huyền chôn cùng, nàng cùng Trương Huyền chi gian quan hệ, Lâm Thanh Hạm lại có thể nào không rõ. Còn có Tần Nhu đối Trương Huyền tâm, tuy rằng trong khoảng thời gian này, Tần Nhu vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài, nhưng Lâm Thanh Hạm rõ ràng, Tần Nhu chỉ là đem kia phân thích, đè ở đáy lòng, như vậy áp chế, sẽ không làm phần yêu thích này bị dần dần tiêu ma, ngược lại sẽ càng ngày càng nùng liệt. Cùng với, lúc trước ở Pháp Quốc, chính mình thân thủ cấp Trương Huyền cùng Milan rượu hạ dược, thân thủ đem hai người bọn họ đưa đến khách sạn. Tại đây một khắc, Lâm Thanh Hạm rốt cuộc ý thức được, chính mình vì sao tưởng đem Trương Huyền buộc tại bên người, chỉ là bởi vì, chính mình quá sợ hãi mất đi hắn. Nếu có một ngày, Trương Huyền đột nhiên rời đi, Lâm Thanh Hạm vô pháp tưởng tượng, thế giới của chính mình sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nhưng, ít nhất, chính mình hiện tại là hạnh phúc, ở như vậy nhiều ưu tú nữ nhân giữa, chỉ có chính mình là hắn thừa nhận thê tử, cùng hắn kết làm vợ chồng. Lão công, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Lâm Thanh Hạm hai tay dùng sức, ôm Trương Huyền hổ eo, làm chính mình gắt gao dán ở Trương Huyền phần lưng. Trương Huyền chậm rãi xoay người, làm Lâm Thanh Hạm mặt đẹp dán ở chính mình ngực, trở tay ôm Lâm Thanh Hạm ngọc vai, ôn nhu nói, lão bà, như thế nào đột nhiên nói này đó. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, không có ra tiếng, liền như vậy lẳng lặng ôm Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm có loại dự cảm, lần này sự sau khi kết thúc, Trương Huyền khả năng, lại phải rời khỏi. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phòng bếp giữa, ai cũng không có mở miệng, ai cũng không có đi động. Đương trong phòng khách một trận dồn dập di động tiếng chuông vang lên, đánh vỡ này phiến yên tĩnh. Lâm Thanh Hạm có chút hoảng loạn buông ra tay nhỏ, ở Trương Huyền trước ngực đẩy một phen, nhanh chóng lau đi chính mình trên mặt nước mắt, xoay người chiều nhà ăn đi đến, mau tiếp điện thoại lạp, đừng quên, ngươi còn ước tổ hiền, muốn cho hắn biến cường đâu. Trương Huyền nhìn chính mình trước ngực trên vạt áo nữ nhân lưu lại nước mắt, chậm rãi lắc lắc đầu, đi đến phòng khách, điện thoại thật là tổ hiền đánh tới. Trương tiên sinh, đã chuẩn bị tốt, đối phương sáng sớm phát tới bưu kiện, yêu cầu ở Tân Tỉnh Ô Lỗ trợ hợp. Nghe tổ hiền nói, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Tân Tỉnh Ô Lỗ thị, quả nhiên, cùng Lâu Lan có quan hệ a. Trương Huyền lần này, cần thiết mau chân đến xem, vì sao thế giới các quốc gia thế lực, đều sẽ lấy Lâu Lan vì mục tiêu, phái ra tìm tòi đội. Này Lâu Lan giữa, rốt cuộc cất giấu cái gì? Trương Huyền bồi Lâm Thanh Hạm ăn xong bữa sáng, không đợi hắn mở miệng, Lâm Thanh Hạm liền trước ra tiếng nói, lão công, lần này đi ra ngoài, chú ý an toàn, ta đi trước đi làm. Lâm Thanh Hạm nói xong, cơ hồ không làm cái gì dừng lại, đổi hảo quần áo, đi nhanh ra cửa. Nhìn nữ nhân kia tiêu sái bóng dáng, Trương Huyền minh bạch, nàng chẳng qua là không nghĩ làm chính mình có quá nhiều không tha, không nghĩ làm nàng, ảnh hưởng đến chính mình. Trương Huyền đứng dậy, hít sâu một hơi, sự tình nếu phát sinh, vậy muốn giải quyết, đương quét dọn hết thảy, chính mình liền sẽ không lại có quá nhiều như vậy cảm xúc. Có cái gì, tới liền tới, chính mình lúc trước hai bàn tay trắng, giống nhau đua ra toàn bộ Quang Minh đảo, mà hiện tại chính mình, có nhiều như vậy trợ lực, làm sao sợ chi có. Trương Huyền sửa sang lại một chút chính mình quần áo, đi ra ra môn, Lâm ra sân trước, ra tiếng nói, xem trọng nơi này. Nói xong, Trương Huyền đi nhanh rời đi. Ở Trương Huyền công ty bảo an trước cửa, Tổ Hiền đã sớm làm tốt xuất phát chuẩn bị, có thể nhìn đến, hắn có vẻ phi thường khẩn trương, có chút đứng ngồi không yên. Ở Tổ Hiền phía sau, còn đứng 30 người, này 30 người, có nam có nữ, có già có trẻ, có một người thiếu nữ, còn không đến 20 tuổi, này đó, đều là lần này cần ra nhiệm vụ người. Kia đáng yêu tuổi thanh xuân thiếu nữ, tản ra thanh xuân sức sống, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến. Nàng đã sớm tại thế giới sát thủ bảng xếp hạng thượng cầm cờ đi trước. 30 nhân thần sắc nhẹ nhàng, trò chuyện một ít đề tài, nam nhân cùng nam nhân tụ ở bên nhau,
trò chuyện nữ nhân, thuốc lá, tuổi trẻ chút, thảo luận trò chơi, mà nữ nhân ở bên nhau, đơn giản chính là lưu chút đồ trang điểm, cùng đi làm đơn vị một ít vụn vặt sự tình. Mỗi một cái địa ngục hành giả, đều có chính mình bình thường công tác, chỉ có ở yêu cầu khi, bọn họ mới có thể hóa thân kia địa ngục ác ma, xuất hiện nhân gian. Tổ Hiển phía trước cấp công ty bảo an tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ, nhưng này đi theo ra nhiệm vụ, hắn vẫn là lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này công ty bảo an nhân viên an ninh, hắn như thế nào đều tưởng không rõ, những người này, nơi nào như là một cái đủ tư cách bảo tiêu. Này không phải Tổ Hiển không tự tin, mà là mỗi một người bình thường, ở nhìn đến này đó địa ngục hành giả bộ dáng sau, đều sẽ sinh ra như vậy nghi hoặc. Đoàn người chờ đợi mười mấy phút sau, nhìn đến Trương Huyền thân ảnh, từ con đường cuối xuất hiện. Chương 859 các ngươi là An Bảo. Ở nhìn đến Trương Huyền sau khi xuất hiện, nguyên bản vui cười nói chuyện phiếm địa ngục hành giả nhóm, tất cả đều thay vẻ mặt chính xác, trong nháy mắt này, 30 người khí thế, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói, phía trước bọn họ, ném ở trong đám người, giống như là đá ném vào biển rộng, kích không dậy nổi bất luận cái gì bọt sóng, kia hiện tại bọn họ, cho người ta cảm giác, giống như là một phen đao nhọn, chẳng sợ từ bọn họ bên người trải qua, đều sẽ cảm giác được trong không khí tràn ngập sắc bén. Được rồi, đều thả lỏng một chút, Trương Huyền đi tới sau, phất phất tay, ra tiếng nói. Nghe được lời này, này 30 người nháy mắt liền khôi phục thành vừa mới bộ dáng. Trương tiên sinh, người đã đến rồi, Tổ Hiển đi tới, ở nhìn đến Trương Huyền sau, hắn có vẻ chấn định không ít, liền cùng gặp được người tâm phúc giống nhau. Trương Huyền gật gật đầu, nhiệm vụ ủy thác thư đối phương ra sao? Ra, Tổ Hiển gật đầu. Vội vàng từ chính mình ba lô chung lấy ra một văn kiện túi giao cho Trương Huyền, bên trong có ủy thác thư, cũng có đối phương khai ra giá hợp đồng, ta thẩm tra đối chiếu quá rất nhiều lần, không có vấn đề. Trương Huyền mở ra ủy thác thư, nhìn mắt mặt trên ủy thác người. An Đông Dương. Trương Huyền trong đầu suy tư, cũng không nhớ rõ có như vậy một nhân vật tồn tại, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, chân chính đi trang web thượng tiếp nhiệm vụ người, cũng sẽ không tự mình đi tuyên bố ủy thác. Ủy thác thư thượng viết có, lần này là làm Trương Huyền bọn họ công ty bảo an, bảo hộ ủy thác người đi trước lâu lan cổ thành chỗ sâu trong, còn lại đồ vật, cũng không có nhiều viết, tiền thù lao 700 vạn. Trương Huyền nhìn lướt qua, tại đây ủy thác thư thượng, cũng tìm không thấy cái gì hữu dụng tin tức, toại bàn tay vung lên, đi, xuất phát. Trương tiên sinh, vé máy bay còn không có đính, ta mới vừa nhìn một chút, chúng ta nhiều người như vậy đạt được chuyến bay đi, phân biệt có 10 giờ, 10 giờ 20. 11 giờ. Tổ Hiển mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trương Huyền đánh gãy. Tổ Hiển, làm chính mình cường đại bước đầu tiên, tầm mắt muốn buông ra, đầu tiên ngươi phải nhớ kỹ một chút, ngươi là Lâm thị công nhân, đối chính mình vị trí công ty, phải có tin tưởng. Trương Huyền vừa dứt lời, hai chiếc dài hơn bản chạy băng băng ngừng ở con đường bên, tài xế xuống xe, chạy chậm đến phía sau, đem cửa xe mở ra. Đi, lên xe. Trương Huyền vỗ vỗ Tổ Hiển bả vai, khi trước đi vào bên trong xe. Tổ Hiển có chút phát ngốc nhìn trước mắt hai chiếc dài hơn chạy băng băng, hắn bất quá vừa mới nhập chức trường mấy tháng, ngày thường phiên phiên bằng hữu vòng, thấy những cái đó đồng học nơi nơi phi đi công tác, đều hâm mộ khẩn, khi nào nghĩ đến, chính mình có một ngày, thế nhưng dài hơn chạy băng băng, xe chuyên dùng đón đưa. Tổ Hiển vẻ mặt phát ngốc ngồi trên này chiếc dài hơn chạy băng băng, thẳng đến Lâm thị đều có tư nhân phi cơ ở Ngân Châu trên không cất cánh. Tổ Hiển mới hồi phục tinh thần lại, đúng vậy, chính mình nơi công ty, chính là Lâm Thị. Lâm Thị là cái gì khái niệm? Trục tỷ tập đoàn, tư nhân phi cơ, xe chuyên dùng đón đưa, kia đối Lâm Thị tới nói, còn không phải tùy tùy tiện tiện. Trương Huyền thấy Tổ Hiển trong mắt dần dần lộ ra tự tin thần sắc, hơi hơi mỉm cười, xã hội này, chính là như vậy, muốn cho một người tràn ngập tin tưởng, phương pháp cơ bản nhất, đó là ở tiền tài thượng, cho kích thích. Ngồi ở này giá tư nhân trên phi cơ. Tổ Hiển có chút chân tay luống cuống, đây là hắn lần đầu tiên cưỡi phi cơ, vẫn là tư nhân phi cơ, cabin nội, không riêng có sang quý gia thật ghế dựa, còn có to rộng mềm giường, bãi mãn danh rượu quầy rượu, cùng với bồn tắm cùng phòng chơi từ từ phương tiện, cùng Tổ Hiển ở trên TV nhìn thấy tổng thống phòng xếp giống nhau như đúc. Ngân Châu đến Ô Lỗ Thị, chẳng sợ ngồi máy bay, cũng muốn suốt 3 cái giờ. Đừng nhìn Tây Hạ tỉnh cùng Tân tỉnh liền nhau, cần phải biết, Tân tỉnh tổng diện tích chiếm toàn bộ hè oi bức tổng diện tích 7 phần chi nhất, thả hoang vắng, trừ bỏ thủ phủ thành thị bên ngoài, còn lại thành trấn giá nhà, nếu thường trụ đô thị cấp một người nghe xong, sẽ dọa nhảy dựng.
ở nào đó đô thị cấp 1, 1 mét vuông giá nhà, đều khả năng ở chỗ này mua một bộ phòng. Đường Lâm thì tư nhân phi cơ ở Ô Lỗ Thị sân bay rớt xuống khi, thời gian là 11 giờ chỉnh. Thời gian này điểm, đối với Tân Tỉnh người tới nói, mới là buổi sáng vừa muốn công tác đánh tạp thời điểm. Tuy rằng Tân Tỉnh cũng dùng đô thành thị gian, nhưng nơi này khi đoạn, muốn so địa phương khác vãn 2 cái giờ, giữa trưa 2 điểm, mới là bình thường cơm chiều thời gian. Ở mấy trăm năm trước, Ô Lỗ Thị bị gọi Tây Vực, dân bản xứ gương mặt, cũng cùng đại đa số quốc dân có rất lớn kinh ngạc. Trương Tiên Sinh, này Tân Tỉnh cô nương, thật là một cái so một cái đẹp a. Tổ Hiển đi ở sân bay, nhìn qua lại đi qua Tân Tỉnh mỹ nữ, phát ra cảm khái. Tiểu tử ngươi, trước làm chính sự đi, Trương Huyền cười cười. An Đông Dương cấp Tổ Hiển địa chỉ, là ở Ô Lỗ Thị sân bay khách sạn, một nhà thực bình thường mau lẹ khách sạn, đều bị bao xuống dưới. Đương Trương Huyền đám người tới nơi này thời điểm, phát hiện có mấy người, đang ngồi ở khách sạn cửa, tiến hành đăng ký. Tổ Hiển từ chính mình ba lô lấy ra một chương thư mời, đi qua. Ngân Châu Hằng Thành An bảo, phụ trách đăng ký chính là cái 25 đến 26 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, ở nhìn đến Tổ Hiển truyền đạt thư mời khi, trong mắt không tự giác lộ ra một tia khinh miệt, ta xem như nhìn thấy chính chủ. Cái gì chính chủ, Tổ Hiển theo bản năng nghi hoặc nói. Còn có thể là cái gì chính chủ, đương nhiên là cái kia công phu sư tử ngoạm tiểu công ty bảo an bái. Nữ nhân bên người, mặt khác một người phụ trách đăng ký nam tính mở miệng, một cái nho nhỏ công ty bảo an, danh tiếng cực kém, cũng dám ra 700 vạn giới, thật muốn không thông, An tiên sinh vì cái gì muốn đồng ý, nếu là ta, đã sớm cho các ngươi cút đi. Này hai gã phụ trách đăng ký người, đều đối Tổ Hiển biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn, bọn họ nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Tổ Hiển phía sau, đương nhìn đến kia 30 danh có già có trẻ, có nam có nữ, chính tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm địa ngục hành giả khi, kia trong mắt khinh thường càng sâu. Các ngươi thật là công ty bảo an, một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân từ khách sạn nội đi ra. Phụ trách đăng ký một nam một nữ, vội vàng hô câu Trần chủ quản hảo. Trần chủ quản hồ nghi nhìn Tổ Hiển, đem các người buôn bán giấy phép lấy ra tới cho ta xem một chút, còn có, người mang đến những người này, chỉ sợ không phải làm an bảo đi. 30 danh địa ngục hành giả, bao lớn bao nhỏ bối ở trên người, kia nhìn liền cùng ra tới du lịch giống nhau. Bị người như vậy chất vấn, Tổ Hiển mặt lộ vẻ nôn nóng, vội vàng ra tiếng, xin lỗi, chúng ta tới thời điểm, không có mang buôn bán giấy phép, chúng ta thật là công ty bảo an. Các ngươi là công ty bảo an, mẹ nó, khi nào lão nhược bệnh tàn cũng là công ty bảo an. Một trận tiếng cười từ một bên vang lên. Tổ Hiển hướng tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, nhìn thấy có 5 tên tráng hán, chính ngậm thuốc lá, nghênh ngang từ khách sạn đi ra, tại đây 5 tên tráng hán quần áo mặt trái, viết có Hữu Hùng An bảo chữ. Cái này Hữu Hùng An bảo, Tổ Hiển hơi chút có chút hiểu biết quá, ở hè oi bức an bảo giới, còn xem như tương đối nổi danh, đạt tới 4 sao cấp bậc. Chương 860 là Tôn Đại Phật. Trần chủ quản nhíu mày nhìn Tổ Hiển cùng với Tổ Hiển phía sau người, ta nhớ rõ, chúng ta tuyên bố nhiệm vụ thời điểm có rất rõ ràng thanh minh, cần thiết muốn tam tinh trở lên công ty bảo an mới có thể tiếp nhiệm vụ, các ngươi những người này, tam tinh. Trần chủ quản ánh mắt không ngừng ở kia 30 danh địa ngục hành giả trên người qua lại nhìn quét, những người này, thấy thế nào đều như là mùa hè cơm chiều sau ra cửa tản bộ tới. Là, chúng ta Hằng Thành An bảo. Là 5 sao công ty bảo an, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Tổ Hiển vội vàng từ chính mình ba lô rút ra một chương giấy chứng nhận, đưa cho Trần chủ quản. Trần chủ quản nhìn lướt qua, theo sau ánh mắt một lăng, hừ lạnh một tiếng, thật đúng là sẽ đầu cơ trục lợi a, Thanh Tỉnh Hằng Thành đóng quân Ngân Châu chi nhánh công ty, liền các ngươi những người này, 700 vạn. Cũng không biết xấu hổ mở miệng. 700 vạn, ngọa tào, một bên Hữu Hùng An bảo người nghe thấy cái này giá cả, mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, này đàn lão nhược bệnh tàn đều có thể muốn 700 vạn giá cả, cho chúng ta mới 200 vạn. Ta nói, các ngươi mẹ nó cũng không biết xấu hổ ra giá. Thảo, cái gì ngoạn ý? Hữu Hùng An bảo người phát ra khó chịu tiếng mắng. Tổ Hiển đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể xoay người, đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng hướng Trương Huyền. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tổ Hiển xã hội kinh nghiệm, thật sự là quá ít quá ít. Bị người hơi chút hù dọa một phen, liền thành bộ dáng này. Cái này Trần chủ quản, vừa thấy chính là không có gì thực quyền người, thả cố ý ở Hữu Hùng An bảo người trước mặt lớn tiếng nói ra 700 vạn cái này con số,
hiển nhiên chính là muốn tìm phiền toái, đến nỗi vì cái gì tìm phiền toái, cũng thực hảo lý giải, không ngoài một cái tiền tự. Nếu hôm nay tới Hằng Thành An Bảo, thật là thực lực không đủ, khẳng định sẽ nghĩ cách cũng đem cái này môn đi vào, này 700 vạn tiền thuê, chỉ sợ muốn xuất ra một ít cấp cái này Trần chủ quản. Đáng tiếc, hôm nay tới, là địa ngục hành giả. Trương Huyền bước đi đi lên, nhìn chằm chằm Trần chủ quản ngực bài nhìn thoáng qua, theo sau mở miệng nói, chúng ta khi nào có thể đăng ký? Đăng ký không được, Trần chủ quản sắc mặt tối sầm, không nhìn xem các ngươi tới đều là chút người nào, còn tưởng đăng ký. 700 vạn, ta hỏi các ngươi chính mình cảm thấy chính mình xứng sao? Ta hỏi ngươi chúng ta khi nào có thể đăng ký? Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng. Dựa, một đám lão nhược bệnh tàn, còn kiêu ngạo thực a. Hữu Hùng An bảo người hướng bên này dựng ngón giữa. Ta lặp lại lần nữa, đăng ký không được. Trần chủ quản thanh âm đề cao tam độ, muốn đăng ký, đổi một đám chúng ta vừa lòng người tới, các ngươi những người này, không được. Trần chủ quản thanh âm rất lớn, trong giọng nói khinh thường, không chút nào che giấu, rõ ràng truyền tiến 30 danh địa ngục hành giả trong tai. Đứng ở nơi đó 30 danh địa ngục hành giả, nghe được Trần chủ quản nói, hoàn toàn không có biểu hiện ra một chút ít để ý bộ dáng. Bọn họ tinh thần tư duy nói cho bọn họ, chưa bao giờ yêu cầu để ý ngoại giới đánh giá, chỉ cần hoàn thành quân vương giao đãi nhiệm vụ. A, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ánh mắt một lăng, vừa muốn động thủ, liền nghe một bên, một đạo tiếng quát vang lên. Vô lý, một người 30 tuổi tả hữu, thân xuyên xung phong y nam nhân từ khách sạn cửa đi ra, đôi mắt trừng mắt Trần chủ quản, ta làm ngươi tới tiếp đãi khách nhân, đều không phải là làm ngươi tới khó xử khách nhân. Trần chủ quản lập tức thấp hèn đầu, An Tổng. Được rồi, nơi này giao cho ta. An Tổng không kiên nhẫn hướng Trần chủ quản phất phất tay, theo sau đi đến Trương Huyền trước mặt, hướng Trương Huyền duỗi tay nói, vị này chính là Ngân Châu Hằng Thành Trương Tổng đi, ta là nhiệm vụ lần này ủy thác người, An Đông Dương. Trương Huyền đồng dạng duỗi tay, đồng thời đánh giá trước người An Đông Dương, ở An Đông Dương trên người, Trương Huyền cảm thụ không đến một tia thế giới ngầm hơi thở, An Tiên Sinh nhận thức ta. Ha ha. Trương Tổng lúc trước ở Thanh Tỉnh Bình xét cấp bậc video, An người nào đó may mắn xem qua. An Đông Dương khẽ cười một tiếng, thủ hạ người không hiểu chuyện, Trương Tổng thứ lỗi. Không có việc gì, nơi này gió lớn, bên ngoài thiên lại lạnh, đông lạnh đến bây giờ, đều có điểm tính tình. Trương Huyền vẫy vẫy tay, những lời này giữa, cấp An Đông Dương hai cái ý tứ, đệ nhất, vừa mới sự, ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, đệ nhị, không cần lại có tiếp theo, người đều có tính tình. Kia đa tạ Trương Tổng, chủ địa phương đã chuẩn bị tốt, Trương Tổng xin theo ta tới. An Đông Dương làm cái thỉnh thủ thế, theo sau quay người dẫn đường. Trương Huyền gật gật đầu, đi theo An Đông Dương vào khách sạn, tổ hiển đám người, toàn bộ đi theo Trương Huyền phía sau. Trương Tổng, người này Hằng Thành An Bảo Ngân Châu chi nhánh công ty, ở toàn bộ hè oi bức An Bảo giới, có thể xem như nhất đặc thù một cái. Đi ở phía trước An Đông Dương cố ý tạm dừng hạ bước chân. Chờ Trương Huyền cùng chính mình song hành sau, mới tiếp tục đi tới. Nga, An Tiên Sinh lời này ý gì? Trương Tổng, người này công ty bảo an, toàn là một ít mặt trái đánh giá, rất ít tiếp nhiệm vụ, bất quá mỗi một lần tiếp được nhiệm vụ, đều là viên mãn hoàn thành, nếu không có ta bằng hữu lần trước cùng các ngươi hợp tác quá, ta thật đúng là liền đem các ngươi này một tôn đại Phật cấp xem nhẹ a. An Đông Dương cười nói. Trương Huyền tức khắc minh bạch, này An Đông Dương, cũng không phải tài đại khí thô. Tùy tiện tìm cái tiểu công ty bảo an, liền đồng ý 700 vạn tiền thuê, nguyên lai là nghe nói qua phía chính mình sự a. Trương Tổng, bất quá có câu nói, ta còn là đến trước tiên cho các ngươi nói một chút. An Đông Dương đi đến khách sạn cửa thang máy, đột nhiên xoay người, quý công ty tuy rằng thực lực cường đại, nhưng ở trong ngành thanh danh, đích xác không thế nào hảo, đây là sự thật, lúc này đây, quý công ty khai ra 700 vạn tiền thuê, lấy tình huống hiện tại tới xem, khẳng định sẽ chọc đến người khác bất mãn. Ta hy vọng, đến lúc đó Trương Tổng ngươi có thể hòa khí sinh tài, đại gia bình bình an an vượt qua nhiệm vụ lần này, vô cùng cao hứng lãnh tiền thuê về nhà, như thế nào? Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, chúng ta vẫn luôn đều chủ trương dĩ hòa vi quý. Vậy thỉnh Trương Tổng đến lúc đó, nhiều đảm đương. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. An Đông Dương duỗi tay che ở cửa thang máy trước, Trương Tổng thỉnh, các vị phòng ở lầu 4, mặt trên đã an bài hảo, có người sẽ tiếp đãi. Cụ thể nhiệm vụ nội dung, sẽ ở cơm chiều thời điểm báo cho các vị. Làm phiền, Trương Huyền hướng An Đông Dương hơi hơi mỉm cười, đi vào thang máy.
Tổ Hiền cũng đi theo Trương Huyền vào thang máy, dư lại 30 danh địa ngục hành giả, cũng không có biện pháp cùng nhau thượng thang máy, chỉ có thể từng nhóm đi. Đường thang máy mấy cái qua lại sau, đứng ở lầu một địa ngục hành giả, chỉ còn hai cái tuổi nhỏ lại cô nương. U, cô bé, người bộ dáng này làm An Bảo rất đáng tiếc a, chỉ bằng làm ca ca bảo hộ ngươi đi. Một người hữu hùng An Bảo tráng hán đi tới, hướng trong đó một người nhìn qua bất quá 20 tuổi xuất đầu cô nương nói. Tên này hữu hùng An Bảo người thanh âm vừa ra, chung quanh liền vang lên hắn đồng bạn đáng khinh tiếng cười. Hai gã nữ tính địa ngục hành giả, liền giống như không có nghe được hữu hùng An Bảo người tới nói giống nhau, tiếp tục lo chính mình trò chuyện. À, cô bé, rất có tính cách sao? Kia hữu hùng An Bảo tráng hán thấy chính mình bị làm lơ, có chút xuống đài không được, hướng hai gã cô nương trước người thấu đi, đồng thời duỗi tay, chiều trước mặt tên kia cô nương trên người sờ soạng. Chương 861 bất đồng ủy thác. Hữu Hùng An Bảo tên này tráng hán móng heo thẳng đến một người cô nương trước ngực mà đi. Đứng ở chỗ này hai gã cô nương, cơ hồ ở đồng thời, trong mắt tuôn ra sắc bén sát ý, lại ở nháy mắt lại tiêu tán, Trương Huyền đã giao đãi quá, không cho gây chuyện. Vừa vặn lúc này, thang máy một lần nữa xuống dưới, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ở Hữu Hùng tráng hán móng heo đã đến phía trước. Hai gã cô nương biểu hiện ra một bộ hoảng loạn bộ dáng, đi vào thang máy chung, vội vàng ấn xuống lên lầu ấn phím. Hữu Hùng An Bảo mấy người, đứng ở cửa thang máy ngoại, nhìn cửa thang máy đóng lại, kia hai gã cô nương hoảng loạn thần sắc tất cả rơi vào bọn họ trong mắt, một màn này dẫn tới Hữu Hùng An Bảo mấy người phát ra một trận tiếng cười to. Này Hằng Thành An Bảo, thật đúng là tìm một đám gà con tới thật giả lẫn lộn a. Một đám đầu cơ trục lợi hạng người, thật muốn không rõ. Này An Đông Dương làm gì muốn 700 vạn thỉnh bọn họ? Cấp lão tử 700 vạn, lão tử lại cho hắn kéo mấy trăm hào người tới. Ha ha, phỏng chừng kia An Đông Dương cũng không nghĩ tới, Hằng Thành An Bảo ở Ngân Châu chi nhánh công ty thế nhưng là như vậy một đám mặt hàng, hiệp nghị đều ký, tưởng đổi ý đều không kịp. Chờ xem, Lâu Lan cũng không phải là như vậy hảo tiến, đến lúc đó, liền nhìn xem này Hằng Thành An Bảo người như thế nào tè ra quần. Năm tên hữu hùng An Bảo người vừa nói, một bên chiều một bên đi đến. Tân tỉnh cơm chiều thời gian, giống nhau đều ở buổi tối 8 giờ. Vào buổi chiều 7 giờ rưỡi tả hữu, Trương Huyền cửa phòng, bị người gõ vang. Trương Huyền mở ra cửa phòng vừa thấy, liền thấy An Đông Dương đứng ở trước cửa. Trương Tổng, không quấy rầy đến ngươi đi. Chúng ta tới chính là làm việc, nào có quấy rầy vừa nói, An tiên sinh mời vào. Trương Huyền làm cái thỉnh thủ thế. Ở giữa trưa cùng An Đông Dương đã gặp mặt sau, Trương Huyền khiến cho người điều tra An Đông Dương, kết quả được đến tin tức, phi thường không tốt, tư liệu thượng biểu hiện, cái này An Đông Dương, không có bất luận cái gì thế giới ngầm bối cảnh, chỉ là một cái bình thường nhà khảo cổ học, tổ tiên cũng đều là đề cập khảo cổ loại, gia cảnh xem như giàu có. Loại này cái gì điều tra không ra thân phận, mới là phiền toái nhất. Một cái bình thường nhà khảo cổ học, lại cùng sát thủ trên mạng tuyên bố nhiệm vụ dây dưa lên. Hắn sau lưng người, lại là ai? An Đông Dương đi vào trong phòng, hắn mỗi một động tác, đều ở Trương Huyền quan sát trong vòng. Thông qua một loạt quan sát, Trương Huyền tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng này An Đông Dương, chính là một người bình thường. Trương Huyền cố ý làm một ít cụ bị uy hiếp tính động tác, lại phát hiện An Đông Dương một chút phản ứng đều không có, trừ phi đây là một cái định lực phi thường cường người, nếu không là cá nhân, liền sẽ làm ra theo bản năng phản ứng. Một cái du tẩu dưới mặt đất thế giới bên cạnh người, sẽ có như vậy cơ bắp ký ức. An tiên sinh đột nhiên đến thăm, không biết chuyện gì. Trương Huyền dọn trương ghế dựa ngồi xuống, cười nói. Có chuyện, tưởng thỉnh Trương Tổng hỗ trợ. An Đông Dương mở miệng nói, lúc này đây, ta tổng cộng thỉnh 6 gia công ty bảo an, tất cả đều là ở hè oi bức nghiệp giới nổi danh. Ta đối lập bao gồm quý công ty ở bên trong toàn bộ 6 gia công ty bảo an, lúc ban đầu được đến kết luận là, quý công ty ở nhiệm vụ hoàn thành độ, cùng với trên thực lực mặt, đều viễn siêu còn lại 5 gia công ty bảo an, cho nên, ta tưởng thỉnh Trương Tổng người, có thể càng thêm để bụng một ít, ta tưởng Trương Tổng ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, giá nói, có thể lại thêm. A, Trương Huyền nhẹ nhàng cười, nghe An tiên sinh nói, nhiệm vụ lần này, nguy hiểm rất lớn. Đúng vậy, An Đông Dương không e dè gật đầu, nếu không ta cũng sẽ không tiêu phí nhiều như vậy tiền. Thỉnh 6 gia công ty bảo an cộng đồng hành động, lúc này đây ở trên đường, có rất lớn khả năng sẽ gặp được cái gì phiền toái. Trương Tổng ngươi mang đến những người này, phi thường cụ bị lừa gạt tính, loại này lừa gạt tính, ở phiền toái phát sinh thời điểm,
khả năng sẽ khởi đến kỳ hiệu, cho nên ta tưởng sửa đổi một chút ủy thác nhiệm vụ, tiền thuê phương diện, cũng có thể lại cấp Trương Tổng thêm 300 vạn. Trương Huyền ra vẻ tự hỏi bộ dáng, 2 phút sau, mới mở miệng hỏi, An tiên sinh tưởng sửa đổi cái dạng gì ủy thác. Rất đơn giản, tại đây dọc theo đường đi, Trương Tổng người của ngươi, tận khả năng không cần bày ra thực lực, còn lại ủy thác nhiệm vụ, ta cũng sẽ không phân phối cho các ngươi chỉ cần, bảo vệ tốt 2 người liền có thể. An Đông Dương nói đến lúc này, duỗi tay chỉ chính mình, một cái là ta, còn có một cái, là cố giáo thụ sẽ ở sau đó lại đây, các ngươi chỉ cần âm thầm bảo hộ hắn an toàn liền có thể, tận lực đừng làm người nhìn ra tới. Trương Huyền trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, theo sau cười to nói, An tiên sinh, ngươi nếu tin được ta, loại chuyện tốt này, ta họ Trương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. An Đông Dương thấy Trương Huyền đáp ứng, trên mặt lộ ra vui mừng, vậy làm phiền Trương Tổng. Chỉ là làm như vậy, rất có thể sẽ làm Trương Tổng người ở trên đường chịu chút ủy khuất. Cùng tiền so sánh với, ủy khuất tính cái gì? Trương Huyền không thèm để ý phất phất tay. Trương Tổng, vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. An Đông Dương duỗi tay. Hợp tác vui sướng, Trương Huyền cũng vươn chính mình tay phải, đạt thành hiệp nghị. Thời gian cũng không còn sớm, ta chuẩn bị tiệc tối, Trương Tổng muốn cùng nhau sao? An Đông Dương hướng ngoài cửa so cái thủ thế. Đương nhiên. An Đông Dương sở chuẩn bị tiệc tối, liền tại đây khách sạn giữa, có một cái không lớn không nhỏ yến hội thính. Đương Trương Huyền dẫn dắt một chúng địa ngục hành giả đi theo An Đông Dương cùng nhau lại đây khi, yến hội trong phòng đã ngồi đầy người. Trương Huyền đám người vừa vào cửa, lập tức liền nghênh đón gần trăm nói ánh mắt, này đó ánh mắt chủ nhân, tất cả đều là các bình phục bảo công ty lần này tới chấp hành nhiệm vụ người. Về Hằng Thành Ngân Châu chi nhánh công ty mang theo một đám lão nhược bệnh tàn, chào giá 700 vạn sự. Đã thông qua Hữu Hùng An bảo kia mấy người miệng, truyền được đến chỗ đều đúng rồi. Một đám lão nhược bệnh tàn tạo thành người, lại cầm 700 vạn tiền thuê, một chút liền khiến cho rất nhiều người bất mãn. Lần này tổng cộng 6 gia công ty bảo an chung, chỉ có Dụ Hưng An bảo, cầm cùng Hằng Thành đồng dạng tiền thuê, còn lại công ty bảo an, cũng chưa Hằng Thành lấy đến nhiều. Dụ Hưng có thể lấy 700 vạn tiền thuê, đó là mỗi người tin phục, rốt cuộc Dụ Hưng An bảo, ở toàn hè oi bức. Kia đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại, có thể xưng được với là hè oi bức trước năm, 700 vạn cũng không tính nhiều, ngược lại còn có người cảm thấy Dụ Hưng chào giá thiếu. Nhưng Dụ Hưng là Dụ Hưng, này Hằng Thành Ngân Châu chi nhánh công ty, lại là cái gì ngoạn ý? Ở đây người nhìn về phía Trương Huyền đám người trong ánh mắt, có thủ oán coi, có đố kỵ, có khinh thường, còn có nồng đậm khinh thường. Đối mặt này sắc thái khác nhau ánh mắt, Trương Huyền giống như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. Vẻ mặt nhẹ nhàng chiều một chương trên bàn cơm đi đến, dư lại 30 danh địa ngục hành giả, cũng đều là tâm lý không hề dao động, duy độc Tổ Hiển, có vẻ phi thường không được tự nhiên. Tự tin một ít, đừng quên, người phía sau là Lâm Thị Tập đoàn, mùa này ở đây sở hữu công ty bảo an, đều dễ như trở bàn tay. Trương Huyền vỗ vỗ Tổ Hiển bả vai. Tổ Hiển nghe được lời này, sống lưng theo bản năng thẳng thắn một ít, lại như cũ ở này đó người phức tạp trong ánh mắt, có chút e ngại.